chương 531, vĩ đại một khác. Thiên nhân luy tổ, thượng cổ thần miếu. Căng quân có rất lớn biến hóa, gầy một ít, cũng già rồi một chút. Nguyên bản mặt trắng không dâu hắn, lúc này dâu cũng dài quá nửa thước. Nhưng thật ra có một chút mỹ dâu công phong thấy, bất quá hai chỉ hốc mắt lại hãm sâu đi xuống. Nhưng hai con mắt vẫn là tràn ngập sắc bén. Căng quân, biệt lai vô dạng. Thẩm lãng cười hỏi căng quân gương mặt run một chút sau đó quỳ xuống dập đầu nói thần tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thẩm lãng thực kích động này mấy tháng mạo hiểm chính là vì cứu vớt nhóm người này trung thành người theo đuổi hiện tại rốt cuộc tìm được bọn họ nhưng mà căng quân càng thêm kích động thậm chí bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt đương nhiên hắn hiện tại đã thoáng an tĩnh lại nhưng lúc ấy hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thẩm lãng thời điểm cả trái tim đều cơ hồ muốn ngừng cả người máu phẳng phất động lại một chút sau đó hoàn toàn sôi trào mở ra cả người mừng như điên đến phẳng phất muốn nổ tung giống nhau thật sự có một loại hoàn toàn không thể tin được thế giới này hay không chân thật cảm giác mấy năm nay thời gian căng quân hoàn toàn trải qua địa ngục giống nhau thời gian cơ hồ mỗi một ngày đều là thời khắc hắc ám nhất một ngày so với một ngày hư thẩm lãng vì cứu vớt bọn họ chủ động thượng cơ toàn công chúa cùng ninh hàn công chúa thuyền lúc ấy căng quân phụng mệnh xuất lĩnh mười mấy vạn người nam hạ tiến vào nam ẩu quốc từ lúc ấy giày vò cũng đã bắt đầu rồi bởi vì không biết thẩm lãng chết sống lúc ấy trong lòng hoàn toàn là bằng vào một cái tín niệm thẩm lãng sáng tạo như vậy nhiều kỳ tích kia lúc này đây nhất định sẽ không chết Kế tiếp, Ninh Kỳ xuất lĩnh 30 vạn đại quân tiến công Nam Ẩu Quốc tiến công Sa Man Tộc. Này một năm thời gian còn tính hảo quá, bởi vì Ninh Kỳ đã hoàn toàn mất đi yên tâm. Căn bản không còn nữa phía trước sắc bén, một trận chiến này đánh đến cũng có lệ. Thậm chí cùng căng quân đánh ra ăn ý tới, quang khai chiến lại không có cái gì thương vong. Lại còn có trình diễn đánh rằng co, hôm nay ngươi đoạt một cái thành. Ngày mai ta lại đoạt lại đi, tóm lại chính là thoạt nhìn đánh đến khí thế ngất trời. Nhưng không có thực chất tính chiến quả lúc sau ninh kỳ bị triệu hồi thiên càng thành đổi thành trúc hồng tiết một vạn huyết hồn quân nam hạ từ khi đó bắt đầu thẩm lãng mười vạn nguyện trung thành giả còn có sa man tộc quân đội liền tao ngộ tai họa ngập đầu bọn họ phi thường dũng cảm sa man tộc sức chiến đấu cũng phi thường cường nhưng là cùng huyết hồn quân tranh lệch vẫn là quá xa quá xa vẫn luôn thua vẫn luôn thua vẫn luôn thua một mực thối lui một mực thối lui Sa Man tộc dân cư ti rằng thiếu, nhưng diện tích lại so với Việt quốc còn muốn đại. Nơi nơi đều là núi lớn cùng rừng rậm kéo dài mấy ngàn dặm. Có được phi thường ưu tú tung hoành, nguyên bản dựa theo ý tưởng, dựa vào Sa Man tộc địa lý ưu thế là có thể kiềm chế trúc hồng tiết huyết hồn quân. Nhưng không nghĩ tới hoàn toàn không thể, chẳng sợ ở rừng cây cùng núi lớn bên trong, huyết hồn quân cũng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi căng quân đại nam quốc bộ lạc một cái tiếp theo một cái bị giết. Toàn bộ sa man tộc đàn đều tao ngộ tai họa ngập đầu. Mà vạn xà quật cái kia thượng cổ di tích cũng bị thiên nhai hải các chiếm lĩnh. Đánh thắng trận cố nhiên không dễ dàng. Nhưng là bại trận thời điểm mới là chân chính khảo nghiệm một cái thống soái thời khác. Kia đoạn thời gian căng quân đánh nhiều ít chàng bại trận hoàn toàn không đếm được. Mấy chục hơn trăm lần cơ hồ mỗi chiến tất bại đổi thành những người khác liền bại 4 năm chàng lúc sau. Chỉnh chi quân đội đã sớm hoàn toàn hỏng mất tản mất. Thậm chí thống soái chính mình đều hoàn toàn sụp đổ. Mà lúc này căng quân giống như người sắt giống nhau, thời thời khắc khắc đều ngưng tụ nhân tâm. Mang theo tàn quân bại tướng không ngừng nam hạ, nam hạ, nam hạ. Ở núi lớn cùng trong rừng lui lại bảy tám ngàn dặm Có thể nói nếu không có căng quân, sa man tộc đã sớm vong tộc diệt chủng đi theo thẩm lãng 10 vạn người cũng tử tuyệt. Tuy rằng bọn họ nhân số đông đảo, nhưng là chân chính luận chiến đấu lực. Còn không bằng huyết hồn quân mấy chục phần có một. Cùng với nói căng quân đánh trận nào thua trận đó. Hắn không bằng nói hắn dẫn theo thú đàn tràn chọc mấy ngàn dặm thoát đi mãnh hổ chi khẩu. Hắn bảo lưu lại một đoàn mồi lửa. Đương nhiên, lui lại cũng có quấy, sa man tộc phía nam nhất có một tòa mấy ngàn mét cao núi lớn, một nửa ở lục địa, một nửa ở hải dương. Này đã là phương đông thế giới ở phía nam quấy, rốt cuộc không chỗ thối lui. Trừ phi hoàn toàn thối lui đến hải dương đi, nhưng căn bản không có nhiều như vậy thuyền. Hơn nữa, bọn họ mấy vạn người nếu là chạy trốn tới trên biển đi. Càng thêm chết không có chỗ chôn. Lúc ấy Căng Quân ở Sa Man tộc phát hiện vạn xà quật cái kia thượng cổ di tích lúc sau, liền không ngừng mà tự hỏi thăm dò. hắn bao nhiêu lần đem mục tiêu đặt ở sa man tộc phía nam nhất kia tòa núi lớn. ngọn núi này tên có rất nhiều. thiên tuyệt sơn, thiên tẫn sơn từ từ. căng quân đã từng rất nhiều thứ thăm dò quá này tòa núi lớn. vẫn luôn đều hoài nghi này tòa núi lớn bên trong có phải hay không có thượng cổ di tích. nguyên nhân rất đơn giản như vậy cao núi lớn đỉnh núi hẳn là tiết trắng xóa vì sao ngọn núi này không có, cho dù là 4 năm ngàn mễ trên đỉnh núi cũng là xanh um tươi tốt. Cây xanh này phi thường không bình thường. Hơn nữa ngọn núi này cũng có được không tầm thường từ trường, tóm lại thực không bình thường. Đương nhiên, căng quân nỗ lực rất nhiều lần, thăm dò này tòa núi lớn đều không hề thu hoạch. đương hắn bị Trúc Hồng tiết huyết hồn quân đuổi giết đến cùng đường thời điểm. Rốt cuộc vẫn là dẫn dắt mấy vạn người thượng này tòa thiên tiệt sơn sau đó, hắn mấy vạn người liền biến mất, phảng phất nhân gian bốc hơi giống nhau. Lúc sau, Trúc Hồng tuyết lửa lớn thiêu sơn. Đêm này tòa mấy ngàn mét độ cao so với mặt biển núi lớn thiêu đến trụi lùi. Ngay lúc đó hình ảnh, thật sự có một loại tận thế cảm giác. Năm nghìn mễ độ cao so với mặt biển núi cao ở hừng hực thiêu đốt. Liền phẳng phất thế giới ngọn lửa giống nhau. Lửa lớn đốt sơn lúc sau, ngọn núi này thể đã xảy ra thật lớn biến hóa liền phẳng phất là sắt thép sát ngoài giống nhau, cho nên bị xưng là kim cương phong. Trở lại chuyện chính, mấy năm nay thời gian nội, mặc kệ là căng quân vẫn là những người khác. Cũng không biết thẩm lãng có phải hay không còn sống. Theo thời gian trôi đi, đại gia trong lòng càng ngày càng u ám tuyệt vọng. Loại này không thấy ánh mặt trời thời gian, mỗi một ngày đều là dày vò. Mà căng quân tắc hoàn toàn từ một cái thống soái biến thành diễn thuyết ra bởi vì hắn mỗi cách một đoạn thời gian đều phải cấp mọi người diễn thuyết cổ vũ muốn đề chấn đại gia sĩ khí nếu không sẽ càng ngày càng nhiều người tự sát nhưng là loại này diễn thuyết một lần hai lần còn có thể mười lần tám lần cũng còn có thể suốt gần hai năm thời gian a hơn trăm lần diễn thuyết yếu điểm châm mọi người trong lòng ngọn lửa làm cho bọn họ tiếp tục sống sót này dữ dội gian nan thật là dốc hết tâm huyết cho nên căng quân mới có thể gầy một vòng lớn. Cả người già rồi 20 tuổi. Cứ việc cái này kim cương phong thượng cổ di tích nội không có một bóng người. Nhưng như cụ mỗi ngày đều phải tiến hành tuần tra, lộ tuyến còn phải thường xuyên biến ảo. Miễn cho nhất thành bất biến tuần tra lộ tuyến sẽ làm người áp lực. Nhưng mà loại này tuần tra chú định là vô cùng nhạt nhẽo, bởi vì đừng nói một người ngay cả một con mũi cũng không có mỗi một lần tuần tra đều là lỗ trống nhưng mà lúc này đây tuần tra đội gặp một người đương căng quân ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thẩm lãng thời điểm nước mắt trực tiếp bão táp ra tới cả người kích động đến hận không thể phát ra từng đợt sói chu này trong nháy mắt hắn thật sự có một loại thái dương dâng lên cảm giác liền phẳng phất đã trải qua dài dòng đêm tối suốt ba năm đêm tối Tại đây loại không thấy ánh mặt trời thế giới cơ hồ quên mất ban ngày bộ dáng. Mà bỗng nhiên chi gian thái dương liền dâng lên tới, làm người phấn chấn đến muốn phát cuồng. Thẩm Lãng bệ hạ chẳng những không có chết, hắn thật sự vương giả trở về. Hơn nữa thế nhưng thật sự tới cứu vớt mọi người, có thể được này chủ, cả đời này chết cũng không tiếc. Chủ nhân, bệ hạ, tiếp theo mấy cái thân ảnh bay nhanh vọt tiến vào mặt khác mấy người phụ nhân còn hảo kích động vô cùng quỳ gối trên mặt đất mà trong đó một cái mỹ nhân thế nhưng trực tiếp đầu nhập vào thẩm lãng nói ôm ấp đột nhiên ôm cổ hắn ở trên mặt hắn cuồng thân chủ nhân người rốt cuộc đã tỉnh hai ngày trước ta lần đầu tiên nhìn thấy ngài thời điểm thật sự hoài nghi là đang nằm mơ ta vẫn luôn ở ngài bên người vừa mới liền đi bưng một chén canh ngài liền tỉnh lại thẩm lãng không khỏi ngạc nhiên cái này mỹ nhân là ai a à? có chút quen mắt a à? mỹ nữ chúng ta hẳn là không có gì gian tình đi nếu không ta đại khái cũng sẽ không quên đến như vậy hoàn toàn lúc này bát điên ôm một cái hài từ đi đến vốn dĩ hắn cũng kích động vô cùng nhưng nhìn thấy chính mình thê tử ôm thẩm lãng bệ hạ cuồng thân tức khắc liền phẳng phất ăn một trăm tranh giống nhau toàn thủy đều phải từ trong ánh mắt tiêu ra tới không có gì không có gì hàm nô ái nam nhân là ta hắn đối bệ hạ chỉ là cuồng nhiệt sùng bái dùng bệ hạ nói chính là phen não tàn đối với phen não tàn hành động muốn lý giải chúng ta làm nam nhân lòng dạ muốn rộng lớn một ít thẩm lãng rốt cuộc nghĩ tới lúc này ôm hắn cái này mỹ nhân là hàm nô chính là cái kia vòng eo tám thước nữ tráng sĩ Nàng, nàng hiện tại lại là như vậy gầy, này còn không đến 110 cân đi, thon thả đến kinh người. Tuyệt đối yểu điệu mỹ nhân. Bát điên tiến lên ôm một cái hài tử dập đầu nói, thần tham kiến bệ hạ. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hàm nô đối trượng phu mãn nhãn nước mắt có mắt không tròng. Trực tiếp ôm quá hài tử, đặt ở thẩm lãng trước mặt nói, bệ hạ ngài xem xem. Đây là con của chúng ta, còn không có lấy tên, ngài cấp lấy một cái đi cái gì kêu đây là con của chúng ta nghe đi lên có chút vấn đề sẽ truyền tai tiếng phía dưới bát điên nhược nhược nói bệ hạ đây là ta cùng hàm nô hài tử chúng ta vẫn luôn đều không có đặt tên vẫn luôn chờ ngài xuất hiện cấp hài tử một cái tên thẩm lãng ôm đứa nhỏ này ước chừng chỉ có bốn năm tháng bộ dáng lại phi thường khỏe mạnh cường tráng là một cái nam hài lúc này đang ở ngủ say lười biếng mà mở nhìn thẩm lãng liếc mắt một cái, lại lười biếng mà khép lại. Đứa nhỏ này đôi mắt rất đẹp, đã kêu lan mắt đi. Thẩm lãng nói, hàm nô vui mừng nói, tên này hảo, tên này hảo, nghe liền cao quý vô cùng. Thần chờ tham kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một lát sau, bát thị mười huynh đệ chỉnh chỉnh tề tề quy trên mặt đất dập đầu. Bọn họ đều có thật lớn biến hóa, thậm chí là lột xác, phía trước lười nhác toàn bộ không thấy thay thế chính là thâm tầng, lại không thiếu sắc bén. Thần Tô Nan tham kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tô Nan chỉnh chỉnh tề tề dập đầu, phía sau hắn thê tử. Còn có năm cái hài tử chỉnh tề quỳ xuống, lớn nhất hài tử đã 5 tuổi. Nhỏ nhất còn chỉ có một tuổi. Người này thật ghê gớm a, à, cơ hồ chịu khổ diệt tộc. Chẳng sợ ở tiệt cảnh bên trong cũng liều mạng sinh hài tử, dựa theo như vậy tốc độ đi xuống thực mau liền phải trở thành một cái đại gia tử. Thật là tạo hóa trêu người A, vị này Tô Nan đã từng là địch nhân lớn nhất. Hiện tại lại trở thành thẩm lãng thần tử thần tử. Tô Hầu, vẫn là người bảo dưỡng có thuật, nhiều năm không thấy, vẫn là như vậy tuổi trẻ. Thẩm lãng cười nói, Tô Nan lại một lần dập đầu, cái chán rán mà run rẩy nói, thần tạ chủ Long Ân. Bởi vì thẩm lãng này một câu Tô Hầu, chẳng khác nào đem tước vị còn cho hắn. Thẩm Lãng nói, lâu ngày thấy lòng người, mấy năm gần đây Tô Phi thực không tồi. Vẫn luôn đem Ninh Nguyên hiến bệ hạ chiếu cố rất khá. Hiện giờ đang ở Lôi Châu đảo làm bạn Ninh bệ hạ bảo dưỡng tuổi thọ, Ninh cảnh cũng thành thục. Hiện giờ chính phụ tá Ninh chính xử lý chính vụ. Tô Nan lại một lần dập đầu nói, thần tạ chủ Long Ân. Thần Nam cung ngao, tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế đã từng Việt quốc chấn Bắc Hầu Nam cung ngao cũng quỳ gối thẩm lãng trước mặt. Phía sau quỳ hắn một cái nhi tử. Tiểu bạch kiểm bệ hạ tình. Ha ha ha, thật tốt quá, chúng ta cái này bệ hạ cái gì cũng tốt. Chính là thân thể quá nhương. Bên ngoài truyền đến tiếng sấm giống nhau cười to. Người này là Khương Ly đặc thù huyết mạch giả. Đã từng đi theo ninh kỳ siêu cấp mãnh tướng Lam Bảo. Lời này vừa ra, mọi người ánh mắt lạnh băng nhìn lại, tràn ngập trách cứ đồ đại cùng đồ nhị thấp giọng nói đều theo như ngươi nói không thể kêu tiểu bạch kiềm chúng ta ba người lén kêu còn chưa tính ngươi còn quang minh chính đại hô lên tới muốn chém đầu bất quá này hai người thấp giọng nói chuyện thanh âm cũng cùng người bình thường giống to giống nhau đồ đại đồ nhị sở quốc siêu cấp mãnh tướng hương ly đặc thù huyết mạch giả chiến tranh dân chạy nạn sinh ra ở hào chút năm trước này hai huynh đệ liền cùng đại ngốc đánh đến khó phân thắng bại. Bệ hạ, ngài ngàn vạn không cần để ý, chúng ta tuy rằng lén kêu ngươi tiểu bạch kiềm. Hơn nữa lại tay chói gà không chặt thật sự không giống như là Khương Ly bệ hạ loại. Nhưng ngài còn là phi thường ghê gớm, chúng ta ba người trong lòng kính nể thật sự. Vì ngài bán mạng trong lòng cũng vui đến tàn nhẫn, đồ đại vỗ bộ ngực lớn tiếng nói sau đó hắn nhìn thấy ở đây sở hữu ánh mắt đều nghiêm túc mà nhìn bọn hắn chằm chằm ba người tức khắc hắn không khỏi nhược nhược nói chúng ta đây là nói sai lời nói sao chúng ta có phải hay không phải quỳ xuống a à? căng quân nói các ngươi nói đi tức khắc này ba cái cự hán thẳng tắp quỳ xuống dập đầu nói tham kiến tiểu tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thẩm lãng nhìn này ba cái cự hán trong lòng cực hỉ nguyên bản hắn dưới trướng quân đội số lượng không nhiều lắm, thống soái cùng mãnh tướng cũng ít, chỉ có Lan Phong, nhiều kéo công chúa, cựu yêu nhi, a à, lỗ na na kẻ hèn mấy người mà thôi. Văn thần càng thiếu, thậm chí liền trương xuân hoa đều phải lấy ra tới trọng dụng, mà tác huyền về hưu mười mấy năm cũng bị thẩm lãng mượn. Hiện giờ xem như nhân tài đông đúc, lập tức nhiều rất nhiều siêu cấp mãnh tướng, thậm chí còn có căng quân cái này thống soái cấp thiên tài thành tựu về văn hóa giáo dục võ công đều là tuyệt đỉnh, Tô Nan cũng là như thế. Võ có thể làm su mật sử, văn có thể vào thượng thư đài. Tiếp theo, căng quân xa mạn vương hậu chậm rãi đi đến, bưng một nồi cháo. Hướng tới thẩm lãng cười nói, trong tay ta phủng nhiệt cháo, liền không quỳ hạ a à. Thẩm lãng hướng tới nàng cười, vị này đanh đá nữ tử. Trong lòng nàng thẩm lãng đại khái vĩnh viễn là phía trước cái kia thẩm lãng nỗ lực mà đứng dậy thẩm lãng đi ra phòng hắn lần đầu tiên gặp được kim cương phong thượng cổ di tích toàn cảnh đây là một cái cầu thang thức thượng cổ chi thành một tầng tiếp theo một tầng xoay quanh mà thượng ánh nắng thông qua các loại thủ đoạn chiếu xạ tiến vào nơi này thậm chí còn có đồng ruộng còn có vườn hoa còn có mục trường cái này thượng cổ di tích phi thường không giống nhau a à? cùng thẩm lãng gặp qua đều không giống nhau nhìn thấy thẩm lãng ra tới sau bên ngoài mấy vạn người chỉnh chỉnh tê tê quy xuống thẩm lãng bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế kế tiếp bát điên hướng thẩm lãng tiến hành hội báo bệ hạ ngài rời khỏi sau chúng ta tiến vào nam ẩu quốc ngay từ đầu chúng ta nhân số không những không có giảm bớt ngược lại càng ngày càng nhiều vô số anh hùng hảo hán tìm không thấy ngài liền trực tiếp tiến vào Nam Ẩu quốc đầu nhập vào đến ta dưới trướng. Nhân số nhiều nhất thời điểm, chúng ta có được 20 vạn đại quân. Ở hơn nữa, Sa Man tộc bộ là quân đội, vượt qua 35 vạn binh lực. Ninh Kỳ xuất lĩnh 30 vạn đại quân Nam hạ tấn công Nam Ẩu quốc, chúng ta chi gian có ăn ý. Lan qua lộn lại đánh nửa năm, hai bên đều không có cái gì thương vong. Sau lại thiên nhai hải các huyết hồn quân tới, chúng ta 35 vạn liền dư lại này 5 vạn người. Rất nhiều người đều ở trên chiến trường, xa uống quốc sư, Sa Man tộc 24 cái bộ lạc tù trưởng. Đã chết 22 cái, liền sống hai cái xuống dưới. Nam cung ngao mấy cái nhi tử, bị chết còn dư lại một cái. Này dư lại năm vạn người, toàn bộ đều là tinh nhuệ. Đương nhiên, bọn họ không có trải qua huyết mạch lột xác. Cho nên muốn muốn đạt tới huyết hồn quân tiêu chuẩn là không có khả năng nhưng nơi này hoàn cảnh phi thường đặc thù chúng ta ăn đồ ăn cũng đặc biệt hơn nữa mấy năm nay liều mạng mà chiến đấu chém giết huấn luyện cho nên ta tưởng này năm vạn chung có tam vạn người đạt tới niết bàn quân tiêu chuẩn thẩm lãng hỏi khổ đầu hoan hắn làm sao vậy căng quân nói bệ hạ hẳn là cũng thấy được kim cương phong thượng cổ di tích phía đông cuối có một cái năng lượng lốc xoáy nếu thần không có đoán sai bệ hạ hẳn là chính là từ cái kia lốc xoáy xuyên qua lại đây thẩm lãng nói đúng vậy lốc xoáy mặt khác một đầu chính là phù đồ sơn khai phá cái kia to lớn thượng cổ di tích căng quân nói tiến vào kim cương phong thượng cổ di tích sau chúng ta liền nhiều lần phái người đi thăm dò cái này năng lượng lốc xoáy kết quả phi thường thảm thống bất luận cái gì chạm vào cái này năng lượng lốc xoáy vật chất toàn bộ hôi phi yên diệt. Quả nhiên, cái này năng lượng lốc xoáy là hai mặt cấm. Mặc kệ nào một mặt chỉ cần không có quyền hạn người. Một khi đụng vào liền sẽ tan xương nát thịt. Căng quân tiếp tục nói, cho nên chúng ta liền hoàn toàn hạ lệnh. Bất luận kẻ nào đều không được tới gần cái này năng lượng lốc xoáy. Chắc huynh người này ngài là hiểu biết, phi thường cố chấp. Không có lúc nào là không nghĩ rời đi nơi này, hắn muốn đi tìm ngài chẳng sợ thiên sơn vạn thủy cũng phải đi tìm ngài. Cho nên hắn tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở thăm dò nghiên cứu cái này năng lượng lốc xoáy. Trên thực tế, căng quân so khổ đầu hoan càng muốn muốn nghiên cứu cái này năng lượng lốc xoáy. Bởi vì hắn mới là mọi người chung duy nhất ở phía trước liền tiếp xúc quá thượng cổ di tích. Người, nhưng là hắn không thể, bởi vì hắn muốn quản lý này mấy vạn người. Làm cho bọn họ trồng trọt, huấn luyện nhất quan trọng là làm cho bọn họ ở tuyệt vọng bên trong sống sót. Chắc huynh có chút tẩu hỏa nhập ma, thậm chí nhiều lần muốn mạnh mẽ nhảy vào cái này năng lượng lốc xoáy. Cho nên mỗi một lần ta đều phái hai người gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Căng quân nói, nhưng mà ở 130 thiên phía trước. Cái này năng lượng lốc xoáy bỗng nhiên đã xảy ra kịch biến. Thế nhưng không thể hiểu được trở nên trong suốt mà chắc Huynh liền mượn cơ hội đột nhiên vọt qua đi, trực tiếp biến mất. Gần chỉ có như vậy trong nháy mắt năng lượng lốc xoáy trở nên trong suốt. Thực mau lại trở nên hỗn độn lên. Bất luận cái gì vật chất một khi đụng vào liền hôi phi yên diệt. Thẩm lãng gật gật đầu nói, 130 ngày trước bầu trời hỏa long sao trồi rớt xuống. Và chạm đại địa toàn bộ thế giới đều đã xảy ra nhất định biến hóa. Cho nên năng lượng lốc xoáy nháy mắt trở nên trong suốt hẳn là cùng kia một lần sao trổi va chạm có quan hệ. Này hết thảy liền giải thích đến thông. Khổ đầu hoan rõ ràng cùng căng quân đám người ở bên nhau. Vì sao sẽ một người rơi vào phù đồ sơn trong tay? Đương nhiên còn có một cái nghi hoặc khổ đầu hoan trên người đã xảy ra kịch biến. Đầu óc mất đi thần trí, nhưng là võ công cùng huyết mạch đều có thật lớn thăng cấp lột xác. Lúc này hắn trở nên phi thường cường đại. Đây là bởi vì xuyên qua năng lượng lốc xoáy dẫn tới sao? Hoặc là nói này hai loại tình hình là tách ra. Hắn huyết mạch lột xác là bởi vì xuyên qua năng lượng lốc xoáy dẫn tới. Mà mất đi thần trí còn lại là phù đồ sơn chi chủ bút tích. Bệ hạ, hiện tại chúng ta cục diện thật không tốt. Căng quân nói, thẩm lãng ngạc nhiên, hắn cảm thấy kim cương phong di tích nội trạng thái thực hảo A. Phát triển không ngừng, sinh cơ bừng bừng thậm chí còn có đồng ruộng, gieo trồng rất nhiều lương thực, rau dưa trái cây. Thậm chí còn dưỡng súc vật, còn có mục trường. Căng quân nói, bệ hạ, làm ruộng kỳ thật là vì cho đại gia tìm sự tình làm. Nhưng trên thực tế thu hoạch lương thực còn không bằng gieo đi hạt giống. Này đó xúc vật đều là phía trước chúng ta từ bên ngoài mang tiến di tích. Một con đều luyến tiếc sát. Mấu chốt nhất chính là. Cái này thượng cổ di tích năng lượng sáp. Hao hết. Một khi cái này thượng cổ di tích năng lượng hao hết, không khí, ánh mặt trời. Lương thực đều sẽ đoạn tuyệt, nơi này sẽ trở thành không thấy ánh mặt trời tử thành. Đối với điểm này Thẩm Lãng cũng có thể cảm nhận được, bởi vì hắn xuyên qua năng lượng lốc xoáy. Đi ở đặc thù thông đạo thượng thời điểm, sở hữu quang đều dập tắt. Thậm chí dưỡng khí cũng giảm xuống đến bình thường giá trị dưới. Căn cứ ngươi phỏng chừng, này tòa thượng cổ di tích năng lượng còn có thể chống đỡ bao lâu? Thẩm lãng hỏi, hai tháng tả hữu căng quân nói. Đương nhiên thẩm lãng căn bản liền không có hai tháng thời gian, phù đồ sơn chi chủ nói. Mười ngày trong vòng hắn liền phải tập kết quân đội tiến công nộ triều thành. Tập kết quân đội, hơn nữa hành quân, để lại cho thẩm lãng nhiều nhất chỉ có hai mươi ngày. Hiện giờ đã qua đi hai ngày, còn dư lại không đến mười tám thiên. Thẩm lãng cần thiết mang theo này mấy vạn người rời đi kim cương phong di tích hơn nữa hắn bản nhân phải về đến nội triều thành, bởi vì không có hắn. Long chi hối liền vô pháp phóng ra. 18 thiên trong vòng, thẩm lãng nếu không thể trở lại nội triều thành. Thành phố này liền sẽ biến thành phế tích, hắn cơ nghiệp liền sẽ toàn hủy. Thẩm lãng nói, cái này thượng cổ di tích nhìn qua, phi thường cổ quái. Các ngươi nhưng có phát hiện cái gì thượng cổ vũ khí trang bị, thượng cổ điển tịch sao? căng quân nói hoàn toàn không có chúng ta tiến vào thời điểm phát hiện có rất nhiều lương thực mấy vạn người đều ăn không hết lương thực hơn nữa căn bản không có thối giữa không chỉ có như thế nơi này còn có thổ nhưỡng còn có hoa viên nhưng chính là không có bất luận cái gì thượng cổ vũ khí trang bị đúng rồi ta còn có một kiện nhất chuyện quan trọng phải hướng ngài bẩm báo thẩm lãng nói người nói căng quân nói chúng ta bị thiên nhai hải các huyết hồn quân đưa vào này tòa thiên tuyệt sơn phía trên. Ta cảm thấy ta ở cuối cùng thời điểm có thể sáng tạo kỳ tích. Có thể đem cuối cùng mấy vạn người mang nhập thượng cổ di tích. Căn cứ đủ loại chứng cứ, ngọn núi này chung thật sự có thượng cổ di tích. Chẳng qua ta tìm không thấy mở ra biện pháp. Ta cảm thấy ta lưng đeo mấy vạn người tánh mạng, hẳn là trời không tuyệt đường người. Nhưng kết quả ta như cũ không có có thể mở ra này tòa thượng cổ di tích. Lúc ấy thần thật sự đã tuyệt vọng, mang theo này mấy vạn người trời cao không đường. Xuống đất không cửa, mắt thấy liền phải bị chém tận giết tuyệt toàn quân hủy diệt. Thẩm Lãng nói, mà lúc này tới một người, hơn nữa vẫn là một nữ nhân. Nàng giúp ngươi mở ra cái này thượng cổ di tích nhập khẩu. Cho các ngươi mấy vạn người đều thành công triệt pháo. Cho nên trúc hồng tiết huyết hồn quân lên núi tìm tòi, tìm không thấy các ngươi bóng người phảng phất nhân gian bốc hơi giống nhau căng quân kinh ngạc nói đúng vậy một nữ nhân một cái thần dùng hết sở hữu ngôn ngữ đều không thể hình dung nữ nhân vô pháp dùng mỹ lệ tới hình dung quả thực chính là mộng ảo là thậm chí thần đều không thể xác định nàng hay không thật sự tồn tại lại hoặc là chỉ là ta ảo giác mà thôi tất cả mọi người cảm thấy là ta mở ra thượng cổ di tích nhập khẩu cứu vớt mấy vạn người nhưng cứu vớt mọi người người là nàng. Ở thời gian rất lâu nội ta vẫn luôn cảm thấy lúc ấy là trời cao mở ra cái này thượng cổ di tích. Nhập khẩu, nữ nhân này chỉ là một cái ảo ảnh. Nhưng hiện tại bệ hạ nếu cũng nói ra, vậy chứng minh nữ nhân này thật sự tồn tại. Thẩm lãng nói, kỳ thật lấy ngươi thông minh tài trí, hẳn là biết nữ nhân này là ai. Chẳng qua không dám vọng hạ ngắt lời. Căng quân do dự một lát, nói, là luy tổ. Khương Ly bệ hạ hồng nhan chi kỷ. Thẩm lãng gật đầu nói, đúng vậy, hẳn là chính là nàng. Ly tổ, cái này ở thẩm lãng trong cuộc đời xuất hiện quá rất nhiều lần. Thậm chí có trọng đại ý nghĩa nữ nhân. Nhưng thẩm lãng đến nay mới thôi đều không có gặp qua nàng. Không nghĩ tới thế nhưng lại là nàng cứu vớt căng quân đám người. Mộc Lan cùng thẩm giã bảo bảo ở ly tổ bên kia, không biết còn hảo sao. Nguyên lai là nàng, quả nhiên là nàng căng quân thở dài nói nếu là nàng vậy không kỳ quái nàng đã là trên thế giới này cận tồn mấy cái thiên nhân đương nhiên cái gọi là thiên nhân cũng không phải thần tiên mà là nói là võ công cùng trí tuệ đều viễn siêu người bình thường tưởng tượng cho nên bị xưng là thiên nhân lúc ấy cùng khương ly bệ hạ xưng là thiên kiêu người hiện giờ đã dư lại không nhiều lắm đại viêm hoàng đế xem như một cái mà cái này ly tổ cũng coi như một cái Bệ hạ, chúng ta vị trí cái này kim cương phong thượng cổ di tích phi thường kỳ lạ." Căng Quân nói, "Chúng ta nỗ lực thăm dò mỗi một góc, nhưng không có phát hiện một kiện thượng cổ vũ khí trang bị. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì thượng cổ điển tịch, nơi này có rất nhiều phòng ở, nhưng đều không thích hợp cư trú, chẳng sợ tại thượng cổ thế giới cũng không thích hợp cư trú. Bởi vì nghi thức cảm rất mạnh, chân thật cảm thực nhược." mặt khác nơi này chứa đựng rất nhiều lương thực hơn nữa đều đóng gói đến phi thường tinh mỹ thậm chí thần thánh giống như không phải bình thường chứa đựng mà là một loại cống phẩm thẩm lãng nói căng huynh nói ra ngươi phán đoán căng quân nói đây là một tòa tế thành không phải cấp người sống cư trú mà là cấp người chết hoặc là thượng cổ văn minh sở tín ngưỡng thần linh đương nhiên cái gọi là thần linh chưa chắc là chân chính tồn tại thần linh cũng gần chỉ là tín ngưỡng mà thôi. Liền giống như hiện đại địa cầu cũng cung phụng cái này thần cái kia thần. Thẩm lãng cũng có loại cảm giác này. Đương hắn ánh mắt đầu tiên nhìn thấy kim cương phong thượng cổ di tích thời điểm. Liền cảm giác được nơi này hơi thở phi thường linh hoạt kỳ ảo thần thánh. Thành phố này ở kim cương phong núi lớn trong vòng, một tầng xoay quanh một tầng. Có rất nhiều tinh mỹ phòng ở, xa hoa lộng lẫy nhưng hoàn toàn không giống như là bình thường phòng ở quá có thiết kế cảm hoa viên phòng ở điều khắc từ từ phảng phất hoàn toàn là dựa theo nào đó nghi thức kiến tạo ra tới nếu là bình thường thượng cổ chi thành lại như thế nào cũng có bí mật kho hàng vũ khí bí mật kho ít nhất thượng cổ thư viện tổng phải có nhưng là nơi này cái gì đều không có phát hiện một cái thượng cổ di tích đương nhiên làm người hưng phấn nhưng là lại hoàn toàn không có khai phá không gian, không chiếm được bất luận cái gì bảo vật. Căng quân bỗng nhiên nói, bệ hạ, nhưng là ta cảm thấy. Đúng là bởi vì không có phát hiện bất luận cái gì thượng cổ điển tịch. Bất luận cái gì thượng cổ vũ khí trang bị mới là lớn nhất phát hiện. Mới là lớn nhất thu hoạch. Thẩm lãng nói, người nói. Căng quân nói, này tòa thượng cổ di tích hoàn toàn kiến tạo ở sơn thể trong vòng. Như vậy ngài cảm thấy này tòa thượng cổ tế thành lớn nhất tinh hoa hẳn là ở nơi nào? Thẩm Lãng nói, đỉnh núi. Hắn lập tức nghĩ tới mất mát quốc gia phế tích cái kia cao lớn tuyết sơn đỉnh núi, liền có một cái kim tự tháp, hoàn toàn trở thành đỉnh núi tạo thành bộ phận. Đã có một cái thần bí cường đại thế lực tiến vào chiếm giữ ở đỉnh núi kim tự tháp nội. Bọn họ trên thực tế đã trở thành mất mát quốc gia phế tích người cai trị tối cao quyền hạn so mất mát yêu mẫu còn muốn cao. Helen công chúa như thế cường đại, nhưng cuối cùng đều không có đi thăm dò cái kia đỉnh núi kim tự tháp. Thậm chí cái kia cường đại vô cùng mất mát yêu mẫu ở một mức độ nào đó cũng đã chịu đỉnh núi. Kim tự tháp khống chế. Căng quân nói, bệ hạ, này tòa kim cương phong thượng cổ di tích đỉnh núi. Cũng có một cái thần miếu, mà cái này thần miếu nhập khẩu, cũng là một cái năng lượng lốc xoáy bất luận kẻ nào đều không được đi vào một khi đụng vào lập tức tan xương nát thịt hôi phi yên diệt thẩm lãng ánh mắt tức khắc co rụt lại toàn bộ kim cương phong thượng cổ di tích nội không có bất luận cái gì bảo bối thượng cổ vũ khí thượng cổ trang bị thượng cổ thư tịch hết thảy đều không có nhưng là chẳng sợ tại thượng cổ văn minh kiến tạo thành phố này khó khăn cũng viễn siêu bình thường thành thị rốt cuộc đây là một ngọn núi trong cơ thể bộ thành thị mấy ngàn mét độ cao một tầng một tầng xoay quanh mà thượng hơn nữa không phải vì chủ nhân mà là vì hiến tế thần linh kia cái gọi là thần linh khẳng định liền ở tại tế thành tối cao chỗ thần miếu bên trong kia thần miếu trong vòng có cái gì bên trong có lẽ có chân chính bảo vật giá trị xa xa vượt qua sở hữu thượng cổ trang bị thượng cổ vũ khí đồ vật chân chính giá trị liên thành đồ vật thậm chí chiến lược giá trị còn muốn vượt qua long chi hối căng quân nói ta có dự cảm cái này thần miếu trong vòng hẳn là sẽ có thay đổi thế giới bảo vật nhưng là không có người có thể mặc quá năng lượng lốc xoáy tiến vào đỉnh núi thần miếu trong vòng đúng vậy không có người có thể mặc quá năng lượng lốc xoáy thẩm lãng ngoại trừ như vậy cái này thần miếu bên trong đến tột cùng sẽ có cái gì kinh người bảo vật đang chờ đợi hắn thẩm lãng nói mang ta đi đỉnh núi thượng cổ thần miếu căng quân nói là chương 532, thiên đại thu hoạch, thượng cổ Chí bảo, căng huynh, Trúc hồng tiết phạm phải một cái không thể tha thứ tội nghiệt. Thẩm lãng nói, hắn phóng hỏa đốt cháy thiên tuyệt sơn thời điểm. Cơ hồ đem sa man tộc mấy ngàn dặm nguyên thủy rừng rậm đều thiêu hết. Cuối cùng trời giáng mấy ngày mấy đêm mưa to mới đưa lửa lớn tới diệt. Nhưng là sa man tộc rừng rậm có tám phần đã biến mất căng quân gương mặt run rẩy một chút này không hề nghi ngờ là một hồi tai họa thật lớn này đó nguyên thủy rừng rậm ít nhất mấy ngàn năm thậm chí càng lâu hơn nữa rừng rậm bên trong có bao nhiêu sinh vật mấy ngàn vạn mấy trăm tỷ này một phen lửa lớn cơ hồ tạo thành mấy ngàn dặm sinh thái diệt sạch căng quân đau lòng đến cơ hồ run rẩy bởi vì đây là hắn đại nam quốc ước chừng một hồi lâu căng quân nói họa kia biết đâu sau này lại là phúc phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa đây là một hồi tai nạn nhưng cũng là một hồi tân sinh kể từ đó bệ hạ tương lai nhất thống toàn bộ phương đông thế giới thời điểm ta đại nam quốc có thể càng mau mà dung hợp tiến phương đông thế giới ít nhất sa man tộc cũng có thể làm ruộng mà không phải hoàn toàn dựa săn thú cùng thu thập không cần lại quá nguyên thủy bộ lạc giống nhau sinh sống đây là căng quân mà kệ sự tình gì đều có thể dùng chiến lược tầm nhìn đi quan sát hắn nói nào đó trình độ thượng là chính xác nếu là ở phương đông thế giới tây bắc một khi phát sinh lửa lớn thiêu hủy nguyên thủy đại rừng rậm nói đó chính là một hồi tai họa thật lớn sẽ cho toàn bộ thổ địa mang đến không thể nghịch thương tổn tạo thành vĩnh cửu sinh thái tai nạn nhưng sa man tộc vị ở vào phương nam hơn nữa tới gần bờ biển điển hình sốt cao cao ướt mảnh đất liền tính sở hữu rừng rậm đều bị thiêu hết không dùng được nhiều ít năm nơi này sinh mệnh lại sẽ sống lại còn có sa man tộc sức chiến đấu rõ ràng rất cường đại vì sao qua đi mấy trăm năm trước nay trở thành không được một cái cường đại quốc gia chính là bởi vì núi lớn cùng rừng rậm cách trở khiến cho bộ lạc cùng bộ lạc chi gian rất lớn trình độ thượng là cho nhau ngăn cách khoảng cách vượt qua ba bốn trăm dặm trên cơ bản liền mất đi giao lưu khả năng tính hơn nữa không chỗ không ở nguyên thủy rừng rậm ngăn trở thành thị ra đời cũng ngăn trở trồng trọt văn minh sinh sản thẩm lãng nói ta nộ triều thành tuy rằng rất nhỏ nhưng là nội chính đã càng ngày càng phức tạp sự tình càng ngày càng nhiều ta là một cái lười nhác người cho nên ngươi cái này đại nam quốc vương liền trước tiên ở nộ triều thành giúp ta trước làm một đoạn thời gian tể tướng đi đương nhiên ngươi nếu là ghét bỏ tể tướng cái này xưng hô không dễ nghe ta có thể sửa vì đế chủ tay hoặc là hoàng đế tay này ở phương đông thế giới là không có tiền lệ liền giống như tấn quốc chi vương vĩnh viễn không có khả năng đi đại viêm đế quốc đảm nhiệm nội các thủ tướng giống nhau bất quá ở phương tây thế giới đây là thực phổ biến tây luân vương triều dưới chướng nào đó công quốc quân chủ liền khả năng đi đế đô nội các đảm nhiệm thủ tướng thần tuân chỉ căng quân nói có đại càn vương triều mới có nam quốc mới có sa man tộc quốc gia kế tiếp thẩm lãng đem hắn phản hồi phương đông thế giới sự tình nhất nhất báo cho căng quân không khỏi xem thế là đủ rồi không nghĩ tới thẩm lãng phản hồi phương đông thế giới gần không đến một năm cũng đã lấy được lớn như vậy thắng lợi chẳng những đoạt lại nộ triều thành lại còn có giữ được ngô sở càng tam quốc hơn nữa toàn bộ phương đông thế giới thế nhưng xuất hiện ba phần thiên hạ cục diện thẩm lãng nói phù đồ sơn chi chủ cảnh cáo ta mười ngày trong vòng hắn liền sẽ tập kết đại quân tấn công nộ triều thành đem nó từ trên thế giới này hủy diệt ngươi cảm thấy cái này khả năng tính có bao nhiêu đại căng quân trầm ngâm thật lâu sau nói thần cảm thấy đơn thuần từ chiến lược ích lợi mà nói thắng quảng cùng phù đồ sơn xuất binh tiêu diệt chúng ta nộ triều thành là không khôn ngoan. Theo thắng vô minh đại biểu phù đồ sơn tiền đồ siêu thoát thế lực hội nghị cái này lịch sử tính. Sự kiện phát sinh, thiên hạ chính thức ba phần. Cứ việc phù đồ sơn cùng tân càn vương quốc chính thức kết hợp. Nhưng thần cảm thấy trước mắt vẫn là đại viêm đế quốc mạnh nhất. Duy trì thiên hạ tam phân cục diện đối thắng quảng cùng phù đồ sơn cũng nhất có lợi bất luận cái gì thiên hạ tam phân cục diễn, đều hẳn là hai nhược liên hợp đối kháng đệ nhất cường giả, như vậy kết cấu mới là nhất củng cố. Nhưng chúng ta thật sự là quá đặc thù. Chúng ta cùng tân càn vương quốc hoàn toàn là ngươi chết ta sống quan hệ. Nguyên bản chúng ta cùng Phù Đồ Sơn là có chân chính hợp tác không gian. Nhưng ở Phù Đồ Sơn chi chủ trong mắt chúng ta quá mức với nhỏ yếu. Hơn nữa ngài có được kích hoạt hơn nữa phóng ra long chi hối năng lực cho nên hắn chỉ nghĩ hoàn toàn khống chế ngài, này cũng mất đi hai nhà liên hợp khả năng tính. Xét đến cùng, phù đồ sơn chi chủ cùng thắng quảng đều không nghĩ chân chính giết ngài. Mà chỉ nghĩ hoàn toàn tù binh ngài, hơn nữa phá hủy ngài trí lực cùng ý chí. Đơn thuần làm một cái phóng ra long chi hối công cụ. Cho nên ta cảm thấy bọn họ tấn công nộ triều thành nhất định sẽ phát sinh. Chẳng sợ nộ triều thành đối bọn họ kỳ thật không có giá trị thậm chí tấn công hạ nộ triều thành còn có bội với bọn họ chiến lược ích lợi nhưng vì làm ngài xuất hiện hơn nữa khuất phục bọn họ đều sẽ làm như vậy thẩm lãng nói vậy ngươi cảm thấy đại viêm hoàng đế bệ hạ lúc này đang suy nghĩ cái gì hắn vẫn luôn đều đang bế quan không ra chẳng lẽ đơn thuần chính là vì làm chúng ta cùng thắng quảng phù đồ sơn đấu đến lưỡng bại câu thương hắn lại đến ngồi hưởng ngư ông thủ lợi sao Căng quân lắc đầu nói, đại viêm hoàng đế suy nghĩ cái gì? Thần thật sự liền vô pháp phỏng đoán, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ta tưởng thiên hạ cũng không có vài người có thể phỏng đoán đến gia đại viêm hoàng đế đến tột. Cùng suy nghĩ cái gì? Nhưng thần cảm thấy, hắn trước sau là cái kia cường đại nhất đáng sợ địch nhân. Khương ly bệ hạ như thế cường đại đều thua ở hắn trong tay. Đối người này lại như thế nào đánh giá cao cũng không quá, còn có một chút bạch ngọc kinh sứ giả thế nhưng tham dự lúc này đây siêu thoát thế lực hội nghị căng quân nói chúng ta tin tức quá che mát không biết lúc này đây siêu thoát thế lực hội nghị đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì đề tài thảo luận là cái gì nhưng thần cảm thấy lần này đề tài thảo luận nhất định trọng yếu phi thường thậm chí quan hệ đến thế giới vận mệnh nhưng khoảng cách thế tục vương quyền có phi thường xa thẩm lãng gật gật đầu, căng quân cùng hắn phán đoán cơ hồ giống nhau như đúc. Hơn nữa hắn hình dung phi thường chính xác. sở dĩ nói lần này để tài thảo luận trọng yếu phi thường liên quan đến thế giới vận mệnh, thậm chí quyết định tương lai trăm năm hướng đi, đây là căn cứ vào hai cái nguyên nhân tiến hành phán đoán đệ nhất. bạch ngọc kinh khó được phái sứ giả tham gia lần này siêu thoát hội nghị. hơn nữa cái này sứ giả cấp bậc còn thực không thấp đệ nhị, đại viêm đế quốc rất muốn đem lần này siêu thoát hội nghị kéo dài thời hạn tiến hành. Ít nhất chờ đến nộ triều thành bị hoàn toàn long chi hối hủy diệt lại chính thức tiến hành. Bởi vì phù đồ sơn cùng thắng quảng chính là muốn mượn dùng lần này siêu thoát hội nghị nháo sự. Hướng toàn bộ phương đông thế giới phát ra thoát ly đại viêm đế quốc mãnh liệt tín hiệu. Nhưng đại viêm đế quốc trung quy không có kéo dài thời hạn mà là đúng hạn cử hành mặt khác phía trước có vẻ phi thường đạm bạc thần bí huyền không tự chi chủ cũng tham gia tả từ các chủ hoàn toàn rời khỏi việt quốc được ăn cả ngã về không đi vạn dặm đại hoang mạc lẽ ra cũng có thể không tham gia lần này siêu thoát hội nghị nhưng hắn vẫn là đi căn cứ vào trở lên nguyên nhân lần này siêu thoát thế lực hội nghị nhất định trọng yếu phi thường hơn nữa khẳng định làm ra nào đó mấu chốt tính quyết sách nhưng là nó khoảng cách thế tục vương quyền lại rất xa bởi vì thắng quảng cùng phù đồ sơn bước đi không có đã chịu ảnh hưởng. Mà là tiếp tục đi hướng tự lập chi lộ, tiếp tục cùng đại viêm đế quốc đối kháng. Như vậy như thế nào so sánh lần này siêu thoát thế lực hội nghị nội dung đâu? Đại khái liền tương đương với hiện đại địa cầu ở mấy năm ánh sáng ở ngoài phát hiện một cái. Ngoại tinh văn minh, nhưng là lại không biết cái này ngoại tinh văn minh cấp bậc. Có khả năng phi thường nhỏ yếu, cho nên tương lai cái này tinh cầu sẽ trở thành địa cầu thuộc địa, lại hoặc là cái này ngoại tinh văn minh cấp bậc phi thường cao cũng đủ hủy diệt địa cầu. Chuyện này khẳng định có thể bay lên đến tối cao chiến lược cấp bậc. Trực tiếp liên quan đến địa cầu vận mệnh. Nhưng Trung Mỹ hai nước sẽ bởi vì chuyện này mà đình chỉ đấu tranh sao? Không có khả năng, Căng Quân nói, bệ hạ làm thiên hạ chi chủ. Còn là phi thường cần thiết biết lần này siêu thoát thế lực hội nghị nội dung này đối đại càn đế quốc tương lai tương lai, sẽ trọng yếu phi thường, không mưu muôn đời giả. Không đủ mưu nhất thời. Thẩm lãng gật gật đầu. Có một số việc thoạt nhìn phẳng phất phi thường xa xôi, không chút nào quan mình. Nhưng chờ đến người muốn đi quan tâm thời điểm, có lẽ cũng đã chậm. Hai người một đường nói chuyện với nhau, một đường xoay quanh mà thượng. Hướng tới kim cương phong thượng cổ di tích đỉnh đi đến độ cao so với mặt biển 5.000 nhiều mễ, xoay quanh mà thượng nói, thật sự rất xa rất xa. Ngay từ đầu thẩm lãng còn đi đường, sau lại thật sự đi bất động, trực tiếp cưỡi ngựa. Này chiến mã cũng là bên ngoài. Thẩm lãng hỏi, căng quân gật đầu nói, đúng vậy, hơn nữa vẫn là Khương Quốc chi viện chiến mã. Nguyên bản cái đầu phi thường tiểu, nhưng là tiến vào nơi này lúc sau. Thế nhưng trở nên hùng tráng cao lớn lên tốc độ cùng sức chịu đựng đều được đến thật lớn tăng lên. Hai người càng bò càng cao, mấy cái canh giờ sau, rốt cuộc tới cái này di tích đỉnh. Quả nhiên lại là một cái năng lượng lốc xoáy, nhưng là lại thoáng không giống nhau. Phía trước cái kia năng lượng lốc xoáy là một cái đường kính 30 mét hình tròn. Mà trước mắt cái này năng lượng lốc xoáy chính là một phiến môn hình dạng cao 30 mét. Khoan 15 mễ tả hữu thẩm lãng nói lúc ấy ly tổ mang theo các ngươi tiến vào kim cương phong thượng cổ di tích thời điểm là như thế nào mở ra nhập khẩu căng quân lắc đầu nói không biết bởi vì nàng trực tiếp mang theo chúng ta đi vào chờ chúng ta nhìn đến thời điểm cái kia nhập khẩu đã mở ra không biết phía trước ra sao loại trạng thái đến tột cùng là một phiến môn vẫn là năng lượng lốc xoáy đi vào cái này đỉnh núi thần miếu nhập khẩu năng lượng lốc xoáy Trước mặt căng quân lấy ra một chi chỉ thủ, nhẹ nhàng hướng tới cái kia năng lượng lốc xoáy nhập khẩu một ném. Kia chi chỉ thủ nháy mắt hôi phi yên diệt thậm chí thực kinh diễm khủng bố hiệu quả A. À. Trên thực tế thẩm lãng có điểm khó hiểu cái này năng lượng lốc xoáy cấu thành. Nó thật sự là quá cường đại, nhưng nếu thời thời khắc khắc muốn duy trì như thế cường đại năng, lượng hẳn là không có khả năng A, à, chẳng sợ thượng cổ văn minh cũng rất khó làm được đi. Cho nên nó hẳn là cũng là một loại kích phát cực hạn. Ngày thường chỉ là bảo trì chờ thời trạng thái, năng lượng tiêu hao phi thường thấp. Nhưng nếu kiểm tra đo lường đã có vật thể xâm nhập thời điểm, nó lập tức phóng xuất ra cường đại năng lượng, phá hủy hết thảy. "Bệ hạ, ngài có thể cảm giác được hắn nguy hiểm sao?" Căng Quân hỏi, cứ việc thẩm lãng phía trước đã từng xuyên qua quá một cái năng lượng lốc xoáy. Nhưng trước mắt cái này hắn có thể hay không tiến vào? Vạn nhất không được, Thẩm Lãng phát sinh nguy hiểm, kia hắn liền muôn lần chết chớ từ chối. Điểm này Thẩm Lãng cũng không dám hoàn toàn xác định, hơn nữa hắn ích quang mắt cùng trí não đều không thể kiểm tra đo lường ra cái này năng lượng lốc. Xoáy bất luận cái gì manh mối. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn nói, kia Thẩm Lãng nhưng chính là trực tiếp hôi phi yên diệt. Hơn nữa Thẩm Lãng phát hiện, trước mắt cái này năng lượng lốc xoáy nhan sắc là không giống nhau phía trước nam bộ hải vực thượng cổ di tích cuối cái kia năng lượng lốc xoáy là màu xanh lục mà trước mắt cái này là màu lam này chứng minh rồi cái gì cái này năng lượng lốc xoáy sở yêu cầu quyền hạn càng cao kia thẩm lãng còn có thể hay không thuận lợi xuyên qua vì thế hắn trực tiếp vươn tay đi đụng vào cái này năng lượng lốc xoáy tức khắc gian căng quân cơ hồ ngừng lại rồi hô hấp kết quả không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh thẩm lãng tay dễ như chờ bàn tay mà xuyên qua cái này năng lượng lốc xoáy. Không có bất luận cái gì nguy hiểm. Căng quân trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cũng không khỏi đại hỉ. Không phải bởi vì thẩm lãng có thể tiến vào cái này thần miếu. Cũng không phải thẩm lãng có thể được đến nào đó bảo vật. Mà là chứng minh rồi thẩm lãng tại thượng cổ di tích chung có được siêu cao quyền hạn. Này càng thêm chứng minh rồi hắn là thiên mệnh chi chủ. Ta ở bên ngoài chờ bệ hạ." Căng Quân nói, Thẩm Lãng gật gật đầu, sau đó trực tiếp đi vào, xuyên qua năng lượng lốc xoáy. Như cũ không có bất luận cái gì cảm giác, liền phảng phất xuyên qua bình thường quần sáng giống nhau. Lúc này liền tính Thẩm Lãng cũng có một loại cảm giác, hắn chính là thiên mệnh chi chủ. Vượt qua năng lượng lốc xoáy liền tiến vào thần miếu trong vòng. Thẩm Lãng trước sau nhắm mắt lại, bởi vì hắn yêu cầu trước tiên ở nội tâm cấu tư cái này thần miếu bên trong tình cảnh sau đó lại mở to mắt nghiệm chứng có phải hay không cùng hắn trong tưởng tượng nhất trí ở hắn tư tưởng chung cái này thượng cổ di tích thần miếu trong vòng hẳn là thần bí rộng rãi giống như vô số trong tác phẩm điện ảnh như vậy hoàn toàn điên đảo nhân loại sức tưởng tượng giống như địa ngục lại giống như thiên đường có lẽ có thật lớn thần linh lại hoặc là có cường đại thần thú vô số bảo vật không thể tưởng tượng thần bí trang bị từ từ. Ôm loại này ảo tưởng, thẩm lãng chậm rãi mở mắt, sau đó không khỏi một trận kinh ngạc. Này, đây là thượng cổ thần miếu. Cái này thần miếu cùng thẩm lãng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Nó xác thật rất lớn, phi thường trống trải. Nhưng là bên trong cơ hồ cái gì đều không có, đơn giản tới rồi cực hạn. Bên ngoài phòng ốc cùng điêu khắc là như thế tinh xảo. Thậm chí con đường đều giống như ngọc thạch phô thành giống nhau. Nhưng là này thần miếu trong vòng hết thảy, chính là bình thường cục đá. Liền phẳng phất là tùy tiện từ cái kia trong núi khai thác ra tới cục đá. Không có thần thú, không có vô số bảo vật cơ hồ cái gì đều không có. Chỉ có một thật lớn pho tượng. Đây là thần miếu cung phụng thần. Nhưng nó là cái gì thần linh a, à? Cái này pho tượng cao 50 mét tả hữu, là một cái hùng tráng mà lại giữ tợn nam nhân người mặt thân rắn tóc đỏ đậm đồng tử kim hoàng tràn ngập hủy diệt hơi thở thẩm lãng không khỏi nghi hoặc ở phương tây thế giới mất mát quốc gia còn có ma quỷ đại tam giác hắn biết có người mặt thân rắn medusa nữ vương thậm chí còn có medusa nữ hoàng nàng gần một cái quang ảnh hải thị thận lâu là có thể đủ hấp dẫn mấy trăm vạn hải quái mê say rơi lệ vẫn không nhúc nhích thậm chí đem sinh tử hoàn toàn không để ý nhưng là Medusa chỉ có giống cái không có làm giống được a à. kia trước mắt cung phụng người này mặt thân rắn thật lớn giống được lại là cái gì sinh vật vì sao thượng cổ đế quốc muốn chuyên môn kiến tạo như vậy một cái thật lớn tế thành tới cung phụng hắn đâu cái gọi là kim cương phong thượng cổ di tích hoàn toàn là một cái lăng mộ này tòa thượng cổ trong thành thị mặt hết thảy đều là giả liền giống như tần thủy hoàng lăng mộ bên trong sông nước hồ hải là giả phòng ở cung điện cũng là giả thậm chí quân đội cũng là cục đá điêu thành tượng binh mã như thế thật lớn thành thị hoàn toàn chính là vì cung phụng này một cái thần linh pho tượng kia nó tại thượng cổ văn minh địa vị lại có bao nhiêu cao thật lớn thần miếu trong đại điện mặt trừ bỏ người này mặt thân rắn thần linh pho tượng ở ngoài còn có một người ở thật lớn thần linh pho tượng trước mặt người này có vẻ đặc biệt nhỏ bé hắn hèn mọn mà quỳ trên mặt đất ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng người này không phải pho tượng mà là thượng cổ nhân loại chẳng qua nó cũng trở thành hóa thạch bởi vì thẩm lãng dùng x quang già quét lúc sau có thể nhìn đến trong thân thể hắn có ngũ tạng lục phủ nếu làm thẩm lãng tới hình dung trước mắt một màn này đó chính là tận thế cái này thượng cổ nhân loại địa vị hẳn là phi thường phi thường cao nhưng là hắn đế quốc đã muốn tao ngộ tai họa ngập đầu cho nên hắn tới thỉnh cầu thần linh che chở nhưng mà cái này thần linh cũng không có hiển linh hắn đế quốc vẫn là hủy diệt thật là kỳ quái ở trúc thị gia tộc cái kia căn cứ bí mật chung hắn cũng phát hiện mấy cái thượng cổ nhân loại hóa thạch bất quá trước mắt người này địa vị hẳn là càng cao bởi vì thẩm lãng thấy được vương miện nhưng cái này vương miện cũng phảng phất trở thành hóa thạch hoàn toàn cùng thân thể hắn dung hợp ở bên nhau thẩm lãng không khỏi lâm vào nghi hoặc. Trước mắt vị này vương giả đến tột cùng tao ngộ chính là cái gì tận thế? Phương Tây thế giới Medusa nữ hoàng xâm lấn. Ở trúc thị căn cứ bí mật, xác thật như là như vậy. Bởi vì kia mấy cái thượng cổ nhân loại cuối cùng từ bỏ phóng ra long chi hối. Hơn nữa, bọn họ hoàn toàn là ở nào đó nháy mắt biến thành cục đá, cho nên biểu tình là tươi sống. Nhưng mà trước mắt thần miếu nội cái này vương giả, vẻ mặt của hắn lại là tĩnh mịch phảng phất là dần dần điêu tàn, dần dần biến thành hóa thạch. Cho nên, cái này vương giả tuyệt vọng càng sâu. Phảng phất không phải gặp phải không thể chiến thắng địch nhân, mà là văn minh chi hủy diệt. Thẩm lãng thực mau liền đem này đó suy nghĩ vứt bỏ. Không ở đi thăm dò trước mắt một màn này hàm nghĩa. Cũng không đi tìm tòi nghiên cứu ngay lúc đó thượng cổ thế giới đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Mấu chốt là bảo vật A, hắn muốn bảo vật A cái này thần miếu cấp bậc hẳn là phi thường cao a như thế thật lớn lăng mộ a như thế nào cũng muốn có bảo vật đừng nói tần thủy hoàng lăng mộ liền tính là trong lịch sử mặt khác hoàng đế lăng mộ chung cũng bảo bối vô số vàng bạc châu báu chỉ là bình thường chi vật mà thôi thậm chí liền ngọc tỷ như vậy quả thực liên thành bảo bối đều có phù đồ sơn khai phá cái kia nam bộ hải vực thượng cổ di tích chỉ là thượng cổ thành thị mà thôi liền khai quật ra vô số thượng cổ vũ khí trang bị vô số thượng cổ điển tịch trước mắt này tòa thần miếu như vậy cao cao tại thượng không có một kiện bảo vật này không thích hợp đi thẩm lãng tìm khắp toàn bộ thần miếu thậm chí đều vận dụng ích quang già quét như cũ một kiện bảo vật đều không có phát hiện này này thật là gặp quỷ không có bảo vật ngươi lối vào lộng cái như vậy cao cấp bậc năng lượng lốc xoáy làm cái gì còn làm đến toàn thế giới người đều vào không được chỉ có ta một người có thể tiến vào kết quả tiến vào lúc sau bên trong thí đều không có này liền tương đương với chơi ma thú thế giới đánh một cái đại hình phó bản tiêu diệt cuối cùng một cái boss lúc sau kết quả một kiện trang bị đều không có bạo nhưng đáng tiếc trước mắt cái này thần miếu không phải trò chơi phó bản hắn là thượng cổ văn minh dùng để hiến tế thần linh một cái miếu mà thôi thượng cổ trong thành thị mặt có vũ khí kho, có bí mật phòng thí nghiệm. Có thư viện thực bình thường, mà thần miếu chính là chuyên môn dùng để tế bái. Bên trong thật liền cái gì đều không có. Sau một lát thẩm lãng đem ánh mắt rừng ở người này mặt thân rắn thần linh pho tượng thượng. Có lẽ nó bản thân chính là thật lớn bảo tàng đâu. Trước dùng ít quăng mắt ra quét kết quả cái gì đều không có phát hiện. Hoàn toàn là thần bí vật chất tiếp theo thẩm lãng rút ra chủy thủ nếm thử cắt ra cái này thần linh pho tượng xác ngoài dựa thẩm lãng người này thật là không hề sợ hãi a à, vì được đến bảo bối quả thực là điên rồi đây là thượng cổ cung phụng thần linh a à. thượng cổ nhân loại cũng đã như vậy cường đại rồi bọn họ cung phụng thần linh liền càng thêm thần bí cường đại rồi người trực tiếp dùng đau cắt không sợ lọt vào trời phạt sao kết quả hoàn toàn thiết bất động này thần linh pho tượng xác ngoài không biết là cái gì vật chất. Chẳng sợ nhất sắc bén chỉ thủ cũng thiết không khai bất luận cái gì dấu vết. Kia làm sao bây giờ? Tổng không thể không hề thu hoạch mà đi ra ngoài đi. Kế tiếp thẩm lãng đem mục tiêu rừng ở cái này quỳ trên mặt đất thượng cổ vương giả hóa thạch. Trên người, phía trước thượng cổ căn cứ bí mật phát hiện kia mấy cái thượng cổ nhân loại hóa thạch. Thẩm lãng liền toàn bộ dọn đi rồi, bọn họ máu có được phi phàm tác dụng có thể dùng để tăng lên địa ngục hỏa uy lực. Lại còn có có thể sử dụng tới phóng ra long chi hối. Trước mắt cái này thượng cổ vương giả địa vị càng cao, huyết mạch tuyệt đối càng cao quý. Nói không chừng cả người đều là bảo, trực tiếp đem hắn dọn ra đi, có lẽ cũng đại kiếm lời. Kế tiếp thẩm lãng dùng hết sức của chín châu hai hổ, hoàn toàn dọn bất động. Bởi vì cái này thượng cổ vương giả hóa thạch phẳng phất cùng mặt đất hoàn toàn dung ở bên nhau liền phẳng phất mọc dễ giống nhau. đừng nói thẩm lãng tay chói gà không chặt. liền tính hắn có ngàn cân chi lực cũng dọn bất động a. À. nếu dọn bất động vậy cắt ra thân thể của ngươi lấy đi một ít máu hóa thạch. nói không chừng có trọng dụng tóm lại chính là không thể tay không mà về. kế tiếp thẩm lãng đem ăn nãi sức lực đều dùng ra tới. hoàn toàn tiết không khai cái này thượng cổ vương giả hóa thạch làn ra quả thực so sắt thép còn muốn cứng rắn đến nhiều. Thẩm lãng trong tay sắc bén vô cùng chỉ thủ trực tiếp liền độn. Đây là sao hồi sự A, phía trước long chi hối căn cứ bí mật kia mấy cái thượng cổ nhân loại hóa. Thạch thực giòn A, dễ như trở bàn tay liền cắt ra A, mà cái này thượng cổ vương giả hóa thạch. Thế nhưng đau thương bất nhập. Thiết không được, vậy dùng tạp. Phanh, phanh, phanh. Thẩm lãng múa may kiếm, cuồng tạp cuồng chém kết quả này chi kiếm trực tiếp vỡ vụn đúng rồi nói lên đao kiếm liền không thể không nói cái này năng lượng lốc xoáy kỳ quái chỗ lẽ ra thẩm lãng có được cực cao quyền hạn có thể xuyên qua năng lượng lốc xoáy không kỳ quái nhưng hắn quần áo cùng vũ khí cũng có thể đủ mang theo xuyên qua năng lượng lốc xoáy nhưng mấy thứ này đơn độc chạm vào năng lượng lốc xoáy nói rồi lại trực tiếp hôi phi yên diệt nó đến tột cùng là như thế nào phán đoán quyền hạn a tóm lại thẩm lãng cơ hồ đem hết hết thầy thủ đoạn cũng chưa dùng. đừng nói lấy không đi cái này thượng cổ vương giảm máu hóa thạch. ngay cả một cây tóc đều lấy không đi, liền hắn góc áo đều thiết không đi. thẩm lãng bất đắc dĩ mà ngồi xuống, chẳng lẽ thật sự muốn tay không mà về? thật là không cam lòng a, à. nhưng là hắn có hay không thời gian ở bên trong này hao phí. phù đồ sơn chi chủ cùng thắng quảng đã tập kết đại quân muốn đi tấn công nội triều thành. Thẩm lãng cần thiết trong thời gian ngắn nhất mang theo căng quân đại quân đi ra ngoài. Đặc biệt là chính hắn muốn tốc độ nhanh nhất phản hồi nộ triều thành. Chỉ có hắn mới có phóng ra long chi hối quyền hạn. Hơn nữa tới kim cương phong thượng cổ di tích chủ yếu mục đích. Thậm chí duy nhất mục đích chính là vì cứu vớt căng quân, cứu vớt mấy vạn người theo đuổi. Cái gọi là thu hoạch cái gì bảo vật vốn chính là kế hoạch ở ngoài sự tình có chi đương nhiên kinh hỉ không có cũng nên thản nhiên nhưng là thẩm lãng ở tiến vào cái này thượng cổ thần miếu phía trước thật sự có một loại dự cảm hắn sẽ được đến một kiện trí bảo thậm chí so long chi hối còn muốn chân quý trí bảo kế tiếp thẩm lãng lại nếm thử tìm tòi cái này thật lớn thần miếu đại điện mỗi một góc nhưng như cũ không hề thu hoạch đừng nói cái gì bảo vật ngay cả một cái ác mộng thạch một quyển thượng cổ điển tịch đều không có lại nếm thử nửa canh giờ, vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch, thẩm lãng từ bỏ. Đi ra ngoài đi, vẫn là nộ triều thành an nguy làm trọng. Hắn thật sự không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Vạn nhất chậm trễ nộ triều thành chiến cuộc dẫn tới tai nạn phát sinh nói. Kia quả thực chính là thật lớn tội lỗi. Thẩm lãng thở dài một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hướng tới thần miếu ở ngoài đi ra ngoài lại một lần đi tới thần miếu cửa năng lượng lốc xoáy. Xuyên qua cái này lốc xoáy liền chính thức đi ra ngoài, hơn nữa căn cứ thẩm lãng tính cách. Trong thời gian ngắn là sẽ không lại trở về. Bỗng nhiên, thẩm lãng bước chân ngừng lại. Tiếp theo nhanh chóng đi trở về đến cái này quy trên mặt đất thượng cổ nhân loại vương giả hóa. Thạch trước mặt tỉ mỉ quan sát hắn toàn thân. Tóc của hắn, hắn quần áo, hắn vương miệng đều đã cùng thân thể dung hợp ở cùng nhau mà thân thể hắn lại cùng mặt đất dung ở bên nhau, hoàn toàn không thể động đậy. Hơn nữa trên người hắn bất luận cái gì vật ngoài thân đều đã biến thành hóa thạch nhan sắc. Vừa rồi hắn muốn ra cửa thời điểm, cảm giác được một cổ không thích hợp. Đến tột cùng là không đúng chỗ nào? Thẩm Lãng dùng trí não tìm tòi, thực mau được đến đáp án. Cái này thượng cổ vương giả nhẫn có sắc sai, cứ việc nhìn qua này nhẫn cũng là cục đá nhưng lại cùng hắn thân thể hóa thạch có một chút khác biệt cực kỳ bé nhỏ nếu không phải trí não nói chỉ bằng vào mắt thường nói rất khó phân biệt ra tới thẩm lãng thử gỡ xuống cái này thượng cổ vương giả nhẫn kết quả cũng không cố sức liền gỡ xuống tới cầm trong tay cái này thượng cổ vương giả trên người hết thảy vật ngoài thân đều cùng thân thể dung hợp ở bên nhau trở thành hóa thạch duy độc cái này nhẫn như cũ là độc lập kia chứng minh cái này nhẫn phi thường như bức như thế siêu thoát thẩm lãng phủng này chỉ nhẫn tỉ mỉ mà quan sát không có bất luận cái gì khác thường a à. nó bản thân liền phẳng phất là cục đá tạo hình thành nhẫn giống nhau dùng ích quăng mắt tiến hành ra quét kết quả cái gì đều không có phát hiện hơn nữa ngay cả nó tạo hình cũng phi thường bình thường căn bản không giống như là vương giả chi giới chính là một cái chiếc nhẫn mà thôi mặt trên không có được khảm bất luận cái gì đá quý. Cũng không có điêu khắc bất luận cái gì khắc văn. Đặt ở hiện đại địa cầu này ngoạn ý khả năng liền 10 đồng tiền đều bán không ra đi. Nhưng là thẩm lãng lại từ nó trên người ngửi được một cổ thần bí mà lại cường đại năng lượng. Hơi thở, hơn nữa là tràn ngập trần áp tính. Bất luận cái gì sinh mệnh ở nó trước mặt run bần bật hơi thở. Thẩm lãng không khỏi nhớ tới chiếc nhẫn vương bên trong ma giới kia cũng là tôn sư chi giới, lại là tà ác mà lại xa đọa. Nhưng trước mắt cái này thượng cổ vương giới không phải như thế, nó không có tà ác. Cũng không có chính nghĩa quang minh, cũng chỉ là cường đại, thần bí, kinh sợ. Hắn không khỏi ngừng thở, chính là này ngoạn ý. Nó tuyệt đối so với long chi hối càng thêm quý giá, chiến lược cấp bậc càng thêm cao. Cứ việc thẩm lãng lúc này thật sự hoàn toàn không biết nó tác dụng nơi. Kia hiện tại muốn hay không mang lên này chỉ nhẫn mang lên đi sẽ có cái gì hậu quả bởi vì này nhẫn năng lượng hơi thở xác thật có chút kinh người chẳng sợ thẩm lãng loại này to gan lớn mật kẻ điên đều cảm thấy sợ hãi thậm chí có một loại linh hồn run dày cảm giác thật sâu hút một hơi mặc kệ có cái gì kết quả nhưng nếu được đến này nhẫn không mang lên là không có khả năng mặc kệ xuất hiện cái gì dị trạng ta đều nhận ta đảo muốn nhìn thượng cổ vương già có thể mang nhẫn ta có thể hay không mang ta đảo muốn nhìn, lão tử có phải hay không thiên mệnh chi chủ, mang lên đi lúc sau. Có phải hay không thật sự sẽ hôi phi yên diệt. Kế tiếp, thẩm lãng không nói hai lời, trực tiếp mang lên này chi thượng cổ vương giới. Oanh, nháy mắt thẩm lãng đầu trong vòng phẳng phất nháy mắt có một viên đạn hạt nhân đột. nhiên nổ tung giống nhau, lập lè so thái dương lượng thạc vô số lần quang mang. Cùng lúc đó, thẩm lãng đồng tử nở rộ ra kinh người quang mang toàn bộ thân thể đột nhiên run lên, sau đó trực tiếp ngã xuống. Chương 533, lãng ra khai quải, lại muốn phát đại tài. Lúc này đây thẩm lãng không có ngất qua đi, nhưng toàn bộ đầu óc cơ hồ mất đi sở hữu tư duy. Trong phút chốc thật sự trống rỗng, thậm chí trí não đều trực tiếp đãng cơ. Còn có thân thể hắn cũng trực tiếp vẫn không nhúc nhích, phảng phất trở thành một cái điều khác cảm giác nháy mắt nổ tung không chỉ là đại não, còn có hắn toàn thân, hắn máu. Mang lên này nhẫn có cái gì cảm giác? Thể hồ quán đỉnh. Cái này nhẫn nội đặc thù năng lượng hơi thở phảng phất nháy mắt lễ rửa tội thẩm lãng toàn thân. Mỗi một chỗ địa phương, minh khắc ở mỗi một tắc địa phương. Cái này quá trình suốt rằng có 15 phút thẩm lãng trước sau vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt đều không thể chuyển động, thật sự giống như là một cái thân thể điêu khác. Rốt cuộc, hết thảy đều kết thúc. Thẩm lãng đầu óc dần dần khôi phục tư duy, ngay sau đó thân thể cũng khôi phục nhúc nhích. Hắn vươn tay, nhìn chồng lên ngón áp út thượng chiếc nhẫn. Thoáng nếm thử một chút có thể hay không hái xuống, kết quả thất bại. Liền phẳng phất hoàn toàn lớn lên ở ngón tay thượng giống nhau, căn bản trích không xuống dưới. Đây là vì sao A. À? Nó cùng thẩm lãng trói định biến thành không thể rơi xuống kia vừa rồi vì sao có thể từ cái này thượng cổ nhân loại ngón tay chung dễ như trở bàn tay hái. Xuống, là bởi vì hắn đã chết sao? Kế tiếp thẩm lãng không khỏi muốn thăm dò cái này nhẫn công năng. Thượng cổ vương giả chi giới A, khẳng định đặc biệt nghiêu bức. Có phải hay không một cái không gian chiếc nhận A? Có thể chứa đựng đồ vật lại còn có có thể lấy ra tới. Kết quả chứng minh thẩm lãng suy nghĩ nhiều, không có có chuyện như vậy hắn nếm thử rất nhiều biến đều không thể đem kia chi đứt gãy chỉ thủ bỏ vào đi. Còn kém điểm cắt vỡ ngón tay. Kia mang lên cái này nhẫn sau, ta có phải hay không biến thành tuyệt đỉnh cao thủ a? À? Không nói hai lời thầm lãng nằm sấp xuống thân thể bắt đầu tập hít đất suốt làm 15 cái. Sau đó trực tiếp mệt quỳ dạp trên mặt đất. Hắn lại suy nghĩ nhiều. Đó có phải hay không mang lên cái này nhẫn sau, trong đầu nhiều một cái thiên đạo thư viện. Bên trong cái gì thượng cổ quyển trục, thượng cổ điển tịch đều có a. À. Thẩm Lãng nỗ lực mà thăm dò, kết quả trong đầu vẫn là cái kia trí não, vẫn là cái kia ích quang. Hắn lại suy nghĩ nhiều. Đó có phải hay không nhẫn bên trong ở một cái lão gia gia a. À? Đương nhiên, hắn nghĩ đến càng nhiều. Suốt 30 phút, Thẩm Lãng nếm thử vô số loại khả năng tính. Kết quả phát hiện hắn đoán trước chung công năng, này nhẫn cái gì đều không có ở chiếc nhẫn vương điện ảnh bên trong, mang lên ma giới người có thể trường sinh bất lão. Lại còn có có thể ẩn thân. Trường sinh bất lão chuyện này tạm thời đối thẩm lãng không có gì lực hấp dẫn. Bởi vì hắn còn trẻ, còn không bằng tăng lên phương diện nào đó năng lực tới thật sự. Ẩn thân công năng nhưng thật ra phi thường phi thường không tối. Nhưng hắn muốn đi xem nữ nhân tắm rửa nói, hoàn toàn có thể quang minh chính đại đi căn bản liền không cần ẩn thân, chẳng sợ nhiều kéo công chúa cũng sẽ không để ý bị thẩm lãng. nhìn đến cái gì, hơn nữa điện ảnh trung mang lên ma giới lúc sau sẽ tiến vào một cái phi thường đặc thù quỷ dị không gian. nhưng thẩm lãng hoàn toàn không có cảm giác được, cho nên ẩn thân cái này kỹ năng cũng là đã không có. trời à, kia cái này phá giới chỉ có cái gì công năng a? À? đây chính là thượng cổ vương giả chi giới a. À? thẩm lãng dự cảm hắn giá trị sẽ vượt qua long chi hối a à. tổng không thể gì công năng đều không có đi nhưng nhẫn đã tới tay kế tiếp chậm rãi nghiên cứu đi cũng không nóng nảy hắn bay thẳng đến bên ngoài đi đến lại một lần đi vào thượng cổ thần miếu năng lượng lốc xoáy bỗng nhiên hắn dâng lên nào đó ý niệm duỗi tay đi đụng vào cái này quầng sáng đóng cửa hắn trong lòng hô một câu tức khắc cái này quầng sáng biến mất bên ngoài căng quân đưa lưng về phía năng lượng lốc xoáy. Ngồi xếp bằng trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Ách, mở ra, thẩm lãng lại ở trong lòng hạ lệnh. Tức khắc cái này năng lượng lốc xoáy lại xuất hiện. Cái này công năng hữu dụng sao? Nhìn qua thực dâu ria à? Chẳng lẽ làm đồ đại đồ nhị đẳng nhân tiến vào? Sống sờ sờ đem bên trong quỳ thượng cổ nhân loại hóa thạch dọn đi. Lại hoặc là đơn giản đem thần linh pho tượng dọn đi đương nhiên cứ như vậy hắn là có thể đủ đóng cửa phù đồ sơn cái kia to lớn thượng cổ di tích năng lượng lốc xoáy nhưng này cũng không có ý nghĩa a cái kia năng lượng lốc xoáy bên kia không biết có bao nhiêu phù đồ đỉnh núi cấp cường giả đặc chủng võ sĩ vô số thượng cổ vũ khí trang bị thẩm lãng một khi đóng cửa năng lượng lốc xoáy phù đồ sơn người trực tiếp liền xông tới. Chẳng lẽ này thượng cổ vương giới liền một cái mở ra cùng đóng cửa năng lượng lốc xoáy dâu ria. Công năng, ta không tin a, à, khẳng định còn có mặt khác phi thường nghịch thiên công năng ta. Không có phát hiện, Thẩm Lãng đi ra thượng cổ thần miếu, Căng Quân đứng dậy nói, "Bệ hạ, chúng ta trở về." Hắn cũng không hỏi Thẩm Lãng ở bên trong đến tột cùng được đến thứ gì. Bởi vì Căng Quân cảm thấy này không phải hắn hẳn là hỏi. 30 phút sau, thẩm lãng lại xuất hiện ở cái này thượng cổ thần miếu nội, cùng tiến vào con có đồ đại, đồ nhị. Làm bạo ba cái siêu cấp đại lực sĩ. Hắn đóng cửa năng lượng lốc xoáy, làm này ba cái người khổng lồ tiến vào dọn đồ vật. Cái kia 50 mét cao người mặt thân rắn thần linh pho tượng có thể dọn đến động cũng dọn đi. Dọn không đi nói liền tính. Kết quả, hoàn toàn dọn bất động. Người kia mặt thân rắn thần linh pho tượng thật sự quá lớn quá nặng vậy đem thượng cổ vương giả hóa thạch dọn đi kết quả thế nhưng cũng dọn bất động này ba người chính là siêu cấp siêu cấp đại lực sĩ đừng nói là kẻ hèn một nhân loại hóa thạch liền tính là một đầu voi bọn họ cũng dọn đi rồi kết quả hoàn toàn không chút sứt mẻ vậy nghĩ cách chém đứt một cây cánh tay đi thẩm lãng nói căng quân gương mặt run lên muốn khuyên nhủ nói bệ hạ này đây chính là thượng cổ vương giả có lẽ có được tôn quý vô song huyết mạch như vậy có phải hay không không quá thích hợp thẩm lãng nói không có gì không thích hợp đối với thượng cổ văn minh đương nhiên muốn tràn ngập kính sợ nhưng nếu cùng hiện thực ích lợi xung đột vậy cần thiết vì hiện thực ích lợi nhường đường đồ đại chờ những lời này đã thật lâu đột nhiên rút ra ô kim chiến đao dùng hết sở hữu lực lượng đột nhiên chém xuống phanh một tiếng vang lớn đinh tai nhức óc đồ đại người khổng lồ giống nhau thân hình trực tiếp bay đi ra ngoài, hổ khẩu vỡ ra xuất huyết. Khóe miệng xuất huyết, nhưng là cái này thượng cổ vương giả hóa thạch cánh tay, như cũ bình yên vô sự. Này, này cũng quá kiên cố đi. Đồ đại không tin tà, hủy diệt khóe miệng máu tươi, nắm chặt biến hình ô kim chiến đao. Lại muốn lại đây tiến hành lần thứ hai phách trảm. Tính, thẩm lãng nói, đi, bệ hạ, năm vạn người đã toàn bộ tập kết xong tùy thời có thể rời đi bát điên nói hơn nữa kim cương phong di tích nội sở hữu vật tư đều đã toàn bộ trang hảo có thể toàn bộ mang đi ra ngoài cái gọi là này đó vật tư trên cơ bản đều là đủ loại kiểu dáng lương thực đối với thẩm lãng tới nói chúng nó đều là quý giá hạt giống năm vạn người đều đã tập kết xong nhưng là từ nơi nào rời đi trước mắt đã biết có thể từ hai cái địa phương đi ra ngoài một cái chính là phía đông năng lượng lốc xoáy thẩm lãng đóng cửa cái kia năng lượng lốc xoáy sau liền có thể mang theo năm vạn người tiến vào phù đồ sơn cái kia to lớn thượng cổ di tích sau đó lại hướng đông mấy ngàn dặm liền có thể từ hắc thạch đảo đi ra ngoài nhưng con đường này là đi không thông phù đồ sơn chi chủ không biết ở năng lượng lốc xoáy mặt khác một bên bố trí nhiều ít vũ lực thẩm lãng này năm vạn người vừa mới lộ diện khả năng liền sẽ lọt vào vô số thượng cổ trang bị tàn sát. Như vậy còn có một cái xuất khẩu. Chính là năm đó ly tổ mang theo căng quân đám người tiến vào nơi đó. Đương nhiên cái kia xuất khẩu hiện tại là đóng cửa căng quân mang theo thẩm lãng đi xem qua. Kia không phải một cái năng lượng lốc xoáy, chính là một phiến môn. Kiên cố không phá vỡ nổi môn, hơn nữa cùng kim cương phong sát ngoài trọn vẹn một khối này phiến cự môn thẩm lãng có thể mở ra dùng tới cổ vương giới mở ra sau đó dẫn dắt năm vạn người từ nơi này đi ra ngoài nhưng hắn do dự thật lâu sau lúc sau vẫn là không có mở ra dựa theo hắn đoán trước phù đồ sơn cùng thắng quảng khẳng định ở cái này xuất khẩu chỗ cũng bố trí trọng binh đối với phù đồ sơn cùng thắng quảng tới nói nhất có giá trị chính là thẩm lãng trăm phương nghìn kế cũng muốn chóc nã thẩm lãng tới tay như vậy bọn họ mới có thể tiếp tục phóng ra long chi hối mới có thể tiếp tục bảo trì đối đại viêm đế quốc chiến lược uy hiếp này hai cái xuất khẩu đều không thể đi chính là cái này kim cương phong thượng cổ di tích đã không có cái thứ ba xuất khẩu a à? làm sao bây giờ hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất rời đi nơi này phản hồi nộ triều thành thẩm lãng không có đoán sai ở Nam Bộ Hải vực thượng cổ di tích cuối, cũng chính là cái này năng lượng lốc xoáy phía đông. Phù Đồ Sơn bố trí kinh người số lượng thượng cổ vũ khí, vô số kẻ thượng cổ cường nỏ. Thượng cổ chiến nỏ, vô số cổ trùng vũ khí, còn có số lượng kinh người địa ngục quân đoàn. Thẩm Lãng chỉ cần dẫn người từ cái này năng lượng lốc xoáy vừa xuất hiện. Không nói hai lời Phù Đồ Sơn trực tiếp phát động hủy diệt tính đả kích. Ở cái này cường đại vũ lực oanh kích hạ, này năm vạn người chống đỡ không được bao lâu liền sẽ hủy diệt. Không chỉ có như thế, ở Kim Cương Phong cái này xuất khẩu bên ngoài. Phù Đồ Sơn cùng thắng Quảng cũng bố trí rộng lượng thượng cổ vũ khí. Thậm chí quang năng lượng khống chế trung tâm liền có 9. Quang kỵ điêu đặc chủng võ sĩ liền vượt qua mấy trăm danh. Thẩm Lãng người nếu từ nơi này ra tới, cũng sẽ lọt vào hủy diệt tính công kích. Kia làm sao bây giờ? thẩm lãng đem ánh mắt đặt ở đặc thù thông đạo một cái khác phương hướng thượng cổ đặc thù thông đạo liền giống như vô phùng đường hầm giống nhau liên tiếp các thượng cổ thành thị phía đông đi thông nam bộ hải vực thượng cổ di tích kia phía tây đâu bệ hạ chúng ta đi qua phía tây đặc thù thông đạo hơn nữa thăm dò không dưới mười biến nhưng toàn bộ đều từ bỏ căng quân nói bởi vì phía tây đặc thù thông đạo đã bị thật lớn hủy hoại phi thường nguy hiểm, chúng ta ở bên kia tổn thất mấy trăm người. Hủy hoại đặc thù thông đạo, Thẩm Lãng cũng nghe Helen công chúa nói qua, đó là phi thường đáng sợ. Hoặc là không có không khí, hoặc là xuất hiện năng lượng tiết lộ. Hoặc là là đáng sợ cực nóng có thể đem sắt thép đều hòa tan. Tóm lại thượng cổ di tích hủy hoại đặc thù thông đạo trong vòng. Sự tình gì đều khả năng phát sinh, Helen công chúa như thế cường đại cũng không dám xông vào thả rằng từ đặc thù thông đạo vết nứt rời đi trở lại mặt biển thượng thẩm lãng nói ta nếm thử đi thăm dò một chút căng quân run lên nói ta bồi ngài đi kế tiếp ở căng quân đồ đại đồ nhị làm bạo đám người dưới sự bảo vệ thẩm lãng thâm nhập kim cương phong di tích phía tây đặc thù thông đạo tiến hành thăm dò đặc thù thông đạo phía đông đi thông phù đồ sơn khống chế to lớn thượng cổ di tích kia phía tây đi thông nơi nào liền hoàn toàn không được biết rồi. Vẫn luôn hướng Tây, vẫn luôn hướng Tây. Gần đi ra không đến 30 dặm, nơi này không khí đã càng ngày càng loãng. Nhưng phi thường quỷ dị chính là, thẩm lãng thế nhưng không có chút nào cảm giác hít thở không thông. Hoàn toàn cứ theo lẽ thường hô hấp, huyết oxy lượng như cũ hoàn toàn bình thường. Này, này liền quỷ dị. Thực mau thẩm lãng minh bạch đây là bởi vì trên tay này cái thượng cổ vương giới. Nó cuối cùng có một cái đặc thù công năng, đó chính là duy trì ác liệt hoàn cảnh dưới sinh tồn. Mặc kệ ở nơi nào đều không lo lắng sẽ hít thở không thông. Ô, thực mau chiến mã chịu không nổi, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, rốt cuộc đi không đặng. Bởi vì dưỡng khí đã đại lượng không đủ. Thẩm lãng xuống ngựa đi bộ, nói, đem chiến mã dắt trở về. Đúng vậy, vài tên võ đạo cao thủ nói, sau đó bọn họ nắm sở hữu chiến mã phản hồi. Căng quân xuất lĩnh vài tên đỉnh cấp cao thủ tiếp tục làm bạn thẩm lãng đi tới. Tiếp tục thâm nhập phía tây đặc thù thông đạo, không khí càng ngày càng loãng. Hơn nữa độ ấm càng ngày càng cao. Bệ hạ, phía trước mấy ngàn mét chính là đặc thù thông đạo một cái hủy hoại địa điểm. Độ ấm kinh người chi cao, có thể đem sắt thép thiêu hồng. Chúng ta mỗi một lần thăm dò đều ở phía trước 500 mễ kết thúc. Căng quân gian nan mở miệng, hắn võ công phi thường cao nhưng lúc này cũng phi thường khó chịu não bổ cung oxy đã nghiêm trọng không đủ cả người tùy thời đều khả năng ngã xuống mà đồ đại đồ nhị lam bạo này ba cái siêu cấp mãnh người sớm đã đột phá tông sư cường già nhưng lúc này cũng sắp hít thở không thông dọc theo đường đi lại nhảy ba người lúc này giống như chết cẩu giống nhau đi đường đều thất tha thất thểu tùy thời đều phải té ngã trên đất thẩm lãng biết phía trước mấy ngàn mét chỗ đặc thù thông đạo hủy hoại xuất hiện đáng sợ cực nóng, đem chế độ sở hữu làm ra tới dưỡng khí toàn bộ tiêu hao rớt. Cho nên càng đi trước dưỡng khí càng loãng. Nơi này độ ấm đều đã vượt qua kinh người 60 độ C, trừ bỏ thẩm lãng ở ngoài. Mặt khác ba người hoàn toàn đổ mồ hôi đầm điệt thực mau liền phải mất nước. Hơn nữa lại đi phía trước nói liền tính mang thủy cũng vô dụng bởi vì hoàn toàn sôi trào. Cũng căn bản vô pháp trích dẫn. Thẩm Lãng nói: "Các ngươi trở về, ta một người tiếp tục thăm dò, ta cõng bộ phận vật tư." Tiếp tục đi tới, Căng Quân vừa muốn mở miệng, Thẩm Lãng ngăn cản nói: "Đây là mệnh lệnh." "Các ngươi yên tâm, ta chẳng những không hít thở không thông." Hơn nữa cũng phảng phất không cảm giác được cực nóng. Này 60 độ C cực nóng, đổi thành phía trước Thẩm Lãng đã sớm hoàn toàn không được. Chẳng những bị cảm nắng, thậm chí đều phải treo nhưng hiện tại hắn như cũ phi thường thoải mái toàn bộ thân thể phảng phất ở vào nhiệt độ ổn định trạng thái một khi cảm giác được nguy hiểm ta liền sẽ lập tức phản hồi thẩm lãng nói người yên tâm này đó hoàn cảnh đối ta tạo không thành bất luận cái gì thương tồn là bệ hạ căng quân nói sau đó thẩm lãng cõng số ít vật tư tiếp tục đi tới như cũ nhẹ nhàng vô cùng dọc theo phía tây thượng cổ đặc thù thông đạo tiếp tục thâm nhập Nơi này không khí càng ngày càng hy, độ ấm càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Cuối cùng đã vượt qua năm 600 độ C, nhưng thẩm lãng như cũ không hề cảm giác. Cái này thượng cổ vương giới hoàn toàn bảo hộ thân thể hắn ở vào tốt nhất trạng thái. Sẽ không thiếu oxy hít thở không thông, cũng sẽ không bị cực nóng bỏng cháy. Đương nhiên, hắn đối thẩm lãng thể lực không có bất luận cái gì tăng trưởng đi rồi mấy ngàn mét lúc sau, thẩm lãng cũng như cũ mệt đến không được. Nãy nãy, người liền không thể cho ta gia tăng một chút thể lực sao? Ta cũng không cầu làm ta cỡ nào cường đại. Ít nhất vượt qua một ngỗng sức chiến đấu cũng đúng a. À. Ta cũng không cầu có thể thắng Mộc Lan. Nhưng người ít nhất muốn cho ta có nghiền áp trương xuân hoa năng lực đi. Thực mau, thẩm lãng thấy được cái kia đặc thù thông đạo tổn hại chỗ này thượng cổ đặc thù thông đạo liền giống như vô phùng đường hầm nguyên bản là không có bất luận cái gì tì vết mà lúc này trung gian một đoạn này đã hòa tan vặn vẹo phóng xuất ra kinh người cực nóng nơi này độ ấm đã cấm bất luận cái gì sinh vật thông hành nhưng thẩm lãng như cũ không hề chướng ngại mà đi qua tiếp tục thâm nhập thâm nhập thâm nhập kế tiếp cái này thượng cổ đặc thù thông đạo hủy hoại càng ngày càng nghiêm trọng hoàn toàn trở thành sinh mệnh vùng cấm không khí đã hoàn toàn đã không có, độ ấm như cũ kinh người. Mà đáng sợ chính là năng lượng bùng lên. Toàn bộ thông đạo nội tùy thời tùy chỗ đều khả năng tuôn ra đáng sợ năng lượng đánh sâu vào. Phi thường kinh người, có thể dễ như trở bàn tay đem bất luận cái gì sinh vật xé nát. Trực tiếp tan xương nát thịt. Này cũng không phải là năng lượng lốc xoáy, cũng không có gì quyền hạn. Đổi thành phía trước thẩm lãng, trực tiếp liền hôi phi yên diệt. Này đó năng lượng bùng lên, Helen công chúa cũng nói qua. Liền nàng như vậy cao võ công cũng muốn liều mạng né tránh không dám đụng vào. Nhưng thẩm lãng như cũ bình yên vô sự, này đó năng lượng bùng lên đập ở hắn trên người. Nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngược lại có một loại cao ngứa cảm giác. Thẩm lãng tiếp tục thâm nhập, thâm nhập, thâm nhập. Hướng tới phía Tây thượng cổ đặc thù thông đạo lại đi rồi mấy ngàn mét, quả thực kiệt sức không sai biệt lắm cần phải trở về lại thâm nhập nói thủy liền phải uống hết nếu thể lực hoàn toàn hao hết nói lần đó đi cũng khó khăn trước mắt cái này thượng cổ đặc thù thông đạo phảng phất hoàn toàn nhìn không tới cuối giống nhau thẩm lãng lúc này mới đi rồi mấy vạn mét mà thôi hơn nữa nơi này nơi nơi đều là tổn hại nơi nơi đều là hòa tan vặn vẹo lại đi phía trước đi một nghìn mét nhưng là thật sự lại đi phía trước một nghìn mét như cũ cái gì đều không có vì thế hắn lại một lần nói cho chính mình lại đi phía trước một nghìn mét cứ như vậy không biết lại đi phía trước cướp đi mấy ngàn mét bỗng nhiên một cái năng lượng lốc xoáy xuất hiện ở thẩm lãng trước mắt hắn không khỏi mừng như điên có năng lượng lốc xoáy liền đại biểu cho tiến vào tiếp theo cái thượng cổ di tích lúc này đây thẩm lãng không có thật cẩn thận mà là không nói hai lời bay thẳng đến cái kia năng lượng lốc xoáy vọt qua đi như cũ không có bất luận cái gì cảm giác giống như xuyên qua bình thường quang ảnh giống nhau thẩm lãng trực tiếp vọt tới tiếp theo cái thượng cổ di tích sau đó hắn hoàn toàn sợ ngây người này này đây là nơi nào a à? phía trước ở kim cương phong thượng cổ di tích trong vòng hắn liền nửa bóng người đều không có nhìn thấy mà cái này thượng cổ di tích chính là một cái thật lớn quảng trường mặt trên rậm rạp quỳ đầy người, vô số kể. Nhưng là, mỗi người đều trở thành hóa thạch trên mặt lộ ra thống khổ tuyệt vọng biểu tình. Một màn này càng như là tận thế cảm giác. Vượt qua mấy chục vạn người quỳ gối nơi này, chờ đợi hủy diệt đã đến. Này mấy chục vạn người có bình dân, có quý tộc, có quân đội, có nam nhân, có nữ nhân. Toàn bộ đều là thượng cổ nhân loại. Nhưng là, toàn bộ đều trở thành hóa thạch, không chỉ là thân thể, còn có bọn họ quần áo trang bị, vũ khí đều trở thành hóa thạch cùng thân thể hoàn toàn dung ở bên nhau. Nhưng một màn này như cũ vô cùng chấn động. Thẩm lãng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Thượng một lần định xa thành chi chiến. Tấn quốc thái tử xuất lĩnh Tây lộ quân ước chừng có 60 vạn kéo dài mấy chục thượng trăm giảm. Vô biên vô hạn, căn bản nhìn không tới cuối. Mà lúc này đây, này mấy chục vạn người liền chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng quỳ gối cái này trên quảng trường. Bình quân mỗi người chiếm địa diện tích sẽ không vượt qua tam mét vuông. Nói cách khác mấy chục vạn người toàn bộ tập kết tại đây không đến hai cây em vuông khu vực nội. Thậm chí có một loại nhân loại rừng rậm cảm giác. Cái này thượng cổ di tích gần chỉ là một cái đại quảng trường. Trung gian có một cái thượng cổ cung điện khoảng cách thẩm lãng đại khái 2.000 mễ tả hữu. Thẩm lãng xuyên qua nửa cái quảng trường, xuyên qua rậm rạp thượng cổ nhân loại hóa thạch đi trước quảng trường trung ương cái kia đại điện lại cảm giác này thật là có điểm thấm người bởi vì mấy chục vạn người đều trở thành hóa thạch giống như tượng binh mã giống nhau chỉ có ngươi một người năng động liền cảm giác ánh mắt mọi người đều nhìn phía ngươi một người nhanh chóng xuyên qua đám người thẩm lãng đi tới cái này quảng trường trung tâm đại điện nhưng mà nơi này cũng rỗng tuếch cái gì đều không có a à, chỉ có một khối thật lớn thạch quan này thạch quan bên trong người lại là ai bất quá dựa vào thẩm lãng lực lượng nhưng mở không ra này thật lớn thạch quan nhưng hắn thực mau ở thạch quan mặt ngoài thấy được một cái dấu tay hơn nữa cái này dấu tay thượng còn lưu có chiếc nhẫn vị trí giống như cùng thẩm lãng trong tay cái này thượng cổ vương giới giống nhau như đúc vì thế thẩm lãng bản năng đem tay đặt ở cái này dấu tay thượng ầm 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 cái này thạch quan mở ra đem thẩm lãng thoáng hoảng sợ Nơi này cũng nằm một cái vương giả, bởi vì hắn đỉnh đầu cũng mang theo một cái vương miện. Trên người ăn mặc kim sắc vương bào, đôi tay ôm một chi trường kiếm. Tay phải ngón áp à, út thượng còn có một cái dấu vết, đây là trường kỳ mang chiếc nhẫn lưu lại. Chẳng qua mặt trên rỗng toé, hiển nhiên hắn đeo chiếc nhẫn đã truyền cho đời sau vương giả. Nếu thẩm lãng không có đoán sai nói, cái này thạch quan bên trong vương giả hẳn là thượng cổ thần miếu cái kia vương giả phụ thân hoặc là tổ phụ, lại hoặc là càng cao bối phận, hắn không có trải qua tận thế mà là chết già. Cho nên hạ táng ở cái này quảng trường đại điện trung, cung vô số con dân chiêm ngưỡng. Thẩm Lãng thử muốn gỡ xuống cái này thượng cổ vương giả trong tay kiếm. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cái này thạch quan bên trong vương giả cũng trở thành hóa thạch. Nhưng là trên người hắn quần áo, còn có hắn vương miện. Trong tay bảo kiếm đều không có trở thành hóa thạch cũng không có cùng hắn thi thể hóa thạch thông vì nhất thể bất quá này chi kiếm thật sự là quá nặng quá nặng vượt qua mấy trăm cân thẩm lãng là lấy bất động hơn nữa này chi kiếm nhìn qua phi thường hoa lệ càng như là một loại trang trí tác dụng này chi kiếm lấy bất động nhưng thật ra có thể lấy đi hắn vương miện bất quá tính cũng chỉ là hoàng kim được khảm đá quý vương miện mà thôi nhưng ngay sau đó thẩm lãng kinh hỉ phát hiện này thạch quan nội thượng cổ vương già cổ hạ gối một cái thượng cổ quyền trục ngọc thạch tinh thể giống nhau thượng cổ quyền trục thẩm lãng thử rút ra dễ như chở bàn tay bắt được thoáng dùng ích quăng mắt già quét cái này thượng cổ quyền trục hắn lập tức từ bỏ không phải bởi vì cái này thượng cổ quyền trục bên trong nội dung không quan trọng mà là bởi vì nó tư liệu dung lượng quá lớn quá lớn như vậy một quyển quyển trục bên trong thế nhưng suốt có mấy ngàn trang hơn nữa thẩm lãng vừa mới già quét đệ nhất trang liền vô cùng tối nghĩa cơ hồ hoàn toàn là xem không hiểu cái này quyển trục rất quan trọng hẳn là thượng cổ văn minh chung một cái phi thường quý giá thượng cổ điển tịch bên trong có lẽ có rất nhiều bí mật rất nhiều tương quan kỹ thuật nhưng thẩm lãng hiện tại không có thời gian chẳng sợ quang già quét cái này quyển trục cũng muốn mấy cái canh giờ hắn trực tiếp đem cái này quyển trục sỉ nhập trong lòng ngực sau đó đem bàn tay đặt ở thạch quan mặt ngoài giấu tay thượng ầm 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 cái này thật lớn thạch quan lại một lần đóng cửa thẩm lãng cảm giác được cái này vương giả chi giới xác thật thực như bước thế nhưng là thượng cổ vương giả thời đại truyền thừa xuống dưới kế tiếp khẳng định còn có mặt khác nghịch thiên công năng kế tiếp thẩm lãng tiếp tục thăm dò cái này thượng cổ quảng trường di tích trừ bỏ mấy chục vạn cái thượng cổ nhân loại hóa thạch ở ngoài cơ hồ hai bàn tay trắng thẩm lãng cũng thử muốn lấy đi nơi này thượng cổ nhân loại máu hóa thạch. Nhưng như cũ thất bại, bọn họ hóa thạch thân hình như cũ là kiên cố không phá vỡ nổi. Đau thương bất nhập, thật là kỳ quái, phía trước thượng cổ thần miếu nội cái kia vương giả hóa thạch kiên cố không? Phá vỡ nổi còn về tình cảm có thể tha thứ, bởi vì hắn huyết mạch cao quý. Nhưng này mấy chục vạn thượng cổ nhân loại, rõ ràng có rất nhiều tướng lãnh, võ sĩ cũng không phải vương giả, bọn họ hóa thạch thân thể cũng kiên cố không phá vỡ nổi. Hoàn toàn vô pháp hủy hoại mảy may. Thẩm lãng tiếp tục quan sát, phát hiện này mấy chục vạn người biểu tình đều giống nhau. tuyệt vọng chung hoàn toàn điêu tàn. Loại cảm giác này, có loại như là ở ngủ say, sau đó vĩnh hằng trở thành hóa thạch. Thẩm lãng lại một lần dùng ít quang ra quét bọn họ toàn thân, lại một lần xác định này đó thượng cổ nhân loại so thế giới này nhân loại phải cường đại hơn nhiều đến nhiều. Mặc kệ là mạch máu, trái tim, ngũ tạng lục phủ, đều không lớn giống nhau. Bọn họ trái tim thể tích vượt qua thế giới này nhân loại 60%, đại não thể tích vượt qua 30%. Liền tính nhất lùn thượng cổ nhân loại cũng vượt qua 2 m tam tả hữu Tối cao vượt qua 2m67. Đương nhiên, bởi vì toàn bộ thân thể đều trở thành hóa thạch cho nên cũng vô pháp phân biệt ra bọn họ cốt cách gần mạch tính chất đặc biệt. Hơn nữa cũng ngửi không ra bất luận cái gì năng lượng hơi thở. Phẳng phất hóa thạch mặt ngoài đem sở hữu hết thảy đều phong tỏa lên. Nhưng thẩm lãng đại khái có thể phán đoán, này đó thượng cổ nhân loại. Cho dù là bình thường binh lính, đều phi thường phi thường cường. Mộc Lan đã cũng đủ cường, nhưng nàng chỉ là tiến hành rồi huyết mạch lột xác. Tiếp cận thượng cổ nhân loại mà thôi ninh hàn công chúa liền càng cường nhưng nàng cũng là tiến hành quá một lần huyết mạch lột xác cũng chỉ là tiếp cận thượng cổ nhân loại kia thuần khiết thượng cổ nhân loại sẽ có bao nhiêu cường mà như vậy cường thượng cổ nhân loại văn minh thế nhưng hoàn toàn hủy diệt đến tột cùng là cái gì lực lượng làm cho bọn họ hủy diệt cái này ý niệm một khi thâm nhập tự hỏi quả thực liền không nhổ ra được thẩm lãng lập tức vứt bỏ đến một bên hắn yêu cầu tiếp tục thăm dò đường ra, phải rời khỏi nơi này hạ di tích. Dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi nộ triều thành, cứu vớt nộ triều thành. Dựa theo thời gian, phù đồ sơn cùng thắng quảng quân đội đã sắp tập kết xong. Sắp hướng tới nộ triều thành tiến quân. Kế tiếp thời gian, thẩm lãng kế tức thăm dò cái này thật lớn quảng trường mỗi một. Góc, vốn tưởng rằng sẽ không hề thu hoạch kết quả phát hiện một phiến môn ở quảng trường góc phát hiện một phiến cửa đá đi thông ngầm cửa đá hơn nữa mấu chốt nhất chính là này phiến cửa đá là mở ra sao lại thế này bất luận cái gì thượng cổ di tích cửa đá không đều là hẳn là đóng cửa sao vì sao này một phiến là mở ra cửa đá mặt sau là thật sâu cầu thang thông đạo thẩm lãng thật cẩn thận mà đi rồi đi xuống vẫn luôn thâm nhập thâm nhập thâm nhập thực mau lại không có dưỡng khí nhưng thẩm lãng như cũ bình yên vô sự bởi vì hắn có thượng cổ vương giới suốt thâm nhập hơn một nghìn mét rốt cuộc đến cùng sau đó thẩm lãng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người trước mắt là một cái thật lớn vô cùng vực sâu lớn đến hoàn toàn không dám tưởng tượng đi xuống sâu không thấy đáy hướng lên trên cũng không thấy đế này có phải hay không ý nghĩa cái này vực sâu trực tiếp thông hướng mặt đất thế giới có thể từ nơi này đi ra ngoài, nhưng là ngẩng đầu hướng lên trên đi, hoàn toàn là rỗng tách a. À. Thẩm Lãng bắt đầu quan sát cái này vực sâu, đường kính vượt qua mấy vạn mét thật lớn hố sâu. Huyền nhai trên vách đá rậm rạp có mấy trăm mấy ngàn cái lỗ. Mỗi một cái lỗ đều vượt qua mấy chục mét. Này lỗ nhìn qua như là một cái xào huyệt. Này vực sâu huyền nhai trên vách đá có xoay quanh con đường trực tiếp từ trên vách núi mở ra tới, thẩm lãng dọc theo thạch đạo đi thăm dò huyệt động. Đi vào cái thứ nhất huyệt động, tức khắc lại kinh ngạc một chút. Này, này quả nhiên là xào huyệt, một loại đại hình sinh vật xào huyệt. Bởi vì thẩm lãng nhìn đến hài cốt chiều cao vượt qua 20 mét, cánh triển vượt qua 15 mễ. Này vẫn là một loại đại hình phi hành sinh vật, không phải cự điêu. Mà càng như là một loại càng đặc thù phi hành sinh vật. Thẩm lãng nội tâm không khỏi nhiệt lên. Lại này to lớn phi hành sinh vật quả thực là tốt nhất không quân a. Khẳng định so tiết điêu càng cường, nếu có thể thu hoạch mấy cái trứng thì tốt rồi. Hắn tiếp theo thăm dò kế tiếp xào huyệt có một cái kỳ quái phát hiện. Nơi này rất nhiều xào huyệt bên trong có hài cốt nhưng có chút xào huyệt lại là trống không. Hơn nữa đáng sợ chính là thế nhưng có di động quá dấu vết này đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ đại biểu cho thật lâu trước kia có người đã tới? hơn nữa cầm đi này đó huyệt động bên trong đồ vật hắn cũng không dám hy vọng xa vời có thể được đến một con phi hành cự thú chẳng sợ có một cái trứng liền thỏa mãn nhưng là thăm dò mấy chục cái sao huyệt lúc sau liền nửa cái trứng đều không có phát hiện đại bộ phận sao huyệt đều là rỗng tuếch còn có tiểu bộ phận sao huyệt bên trong nằm một khối hài cốt đó là phi hành cự thú hóa thạch thứ một trăm cái sao huyệt thẩm lãng quyết định thăm dò xong cái này xào huyệt sau liền đình chỉ, lập tức từ bỏ. Tiếp tục tìm kiếm đường ra. Nhưng là, này thứ 100 cái xào huyệt thực quỷ dị. Thực không giống nhau a à, khác xào huyệt chỉ có mấy chục mét thâm mà thôi. Mà cái này xào huyệt thế nhưng sâu không thấy đáy. Thẩm lãng không ngừng thâm nhập, thâm nhập, thâm nhập, suốt đi rồi mấy trăm mễ. Rốt cuộc đi tới cái này huyệt động cuối. Đây là một cái hồ nước, thật lớn hồ nước. Thẩm lãng không khỏi thật cẩn thận ló đầu ra đi. Muốn dùng ít quăng mắt già quét cái này hồ nước bên trong. Nhưng mà dây tiếp theo. Ngao, một cái vô cùng thật lớn bóng dáng đột nhiên vọt đi lên. Mở ra miệng rộng, trực tiếp đem thẩm lãng thân thể nuốt đi vào. Hoàn toàn xúc không kịp phòng, thẩm lãng đã bị ăn. mươi 534, lãng ra phi thiên. Phát đạt, phản hồi nộ cháo. Thẩm lãng nháy mắt liền mộng bức hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng trực tiếp liền tiến vào cái này thượng cổ cự thú bụng trong vòng thậm chí liền nó bộ dáng đều không có thấy rõ ràng nếu đổi thành phía trước nói hắn tuyệt đối chết chắc rồi đảo không phải bởi vì cái này thượng cổ quái thú dịch dạ dày trên thực tế cái này thượng cổ quái thú bụng dạ dày bên trong toàn bộ đều là thủy hoàn toàn rỗng tách quả thực đói tới rồi cực điểm khó trách động tác như vậy nhanh chóng thẩm lãng vừa mới xuất hiện lập tức đã bị vô môi bất quá liền tính như thế nó dạ dày trong bộ mặt vẫn là có vị toan vẫn là sẽ mang đến ăn mòn hơn nữa dạ dày bộ cũng cho rằng được đến nào đó đồ ăn bắt đầu mấp máy cái này thượng cổ vương giới thực như bước chẳng sợ thẩm lãng hoàn toàn bị thủy bao phủ cũng như cũ sẽ không hít thở không thông nhưng là lại như cũ chống đỡ không được vị toan ăn mòn hắn đã cảm thấy khó chịu hơn nữa này thượng cổ quái vật dạ dày bắt đầu ma, chuẩn bị bắt đầu tiêu hóa thân thể hắn. Thẩm lãng này thân thể nhưng khiêng không được. Cần thiết chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái. Tổng không thể bị nó trực tiếp kéo ra ngoài đi. Mà liền ở ngay lúc này, thẩm lãng trong tay cái này thượng cổ vương giới đột nhiên sáng ngời. Liền phẳng phất phóng xuất ra nào đó điện lưu giống nhau. Bang, loại này điện lưu đột nhiên đập ở cái này thượng cổ cự thú dạ dày bộ nháy mắt nó dạ dày đột nhiên vừa thu lại xúc. Phanh, thẩm lãng vô số dòng nước trực tiếp bị phun ra ra tới. Thật sự giống như cường lực suối phun giống nhau, trực tiếp bắn ra mấy chục mét xa. May mắn trực tiếp dừng ở hồ nước bên trong. Bằng không một hai phải đâm cái gân cốt gãy đọa không thể. Kế tiếp thẩm lãng nỗ lực bơi tới hồ nước bên cạnh, sau đó bò đi lên. Mà nhưng vào lúc này, kia chỉ thượng cổ quái thú đột nhiên từ hồ nước sông ra lộ ra đầu của nó lô cùng cổ. Thật sự hảo thật lớn a, à, quăng một cái cổ liền có ngươi 10 mét trường. Đầu ước chừng có 2 mét thô, hai chỉ khủng bố đôi mắt gắt gao nhìn chăm chăm thẩm lãng. Này, đây là cái quỷ gì ngoạn ý a? À? Thẩm lãng hoàn toàn không có gặp qua a, à, thượng cổ điển tịch bên trong cũng không có a. À. Hắn trí não bên trong càng thêm không có bất luận cái gì tương quan tư liệu. Mà cái này quái vật cũng nhìn chăm chăm thẩm lãng, lâm vào cuồng nộ cái này vật nhỏ là cái gì ngoạn ý a à, mới vừa ăn xong đi liền như vậy mãnh liệt nôn mửa sau đó cái này quái thú chậm rãi mở miệng lộ ra vô số sắc bén hàm răng mỗi một chi đều giống như tiểu chỉ thủ giống nhau trên cổ gai ngược đột nhiên dựng thẳng lên thực hiển nhiên nó đây là đem thẩm lãng làm như địch nhân chuẩn bị chiến đấu ngao sau đó nó đột nhiên mở ra miệng rộng phát ra một trận rít gào nháy mắt một trận tanh phong đột nhiên thổi tới trực tiếp đem thẩm lãng thổi ra mấy chục mét ở ngoài. Tiếp theo, nó thân thể đột nhiên từ hồ nước bên trong nhảy ra tới. Thẩm lãng rốt cuộc gặp được nó toàn cảnh, này, này tính cái gì? Phi hành cự tích, vẫn là thượng cổ con rơi, bởi vì đầu của nó lô cùng cổ như là thần lan. Nhưng là lại trường một đôi thật lớn thịt cánh, quả thực cùng con rơi cánh giống nhau như đúc. Bất quá nó thật sự đại A, à, suốt 30 mét trường, cánh triển cũng vượt qua 30 mét quả thực vượt qua một trận đại hình chiến đấu cơ nó rít gào thổi chạy thẩm lãng lúc sau tức khắc cảm thấy chính mình đại hoạch toàn thắng sau đó rào rạt đắc ý mà đã đi tới cao cao tại thượng coi rẻ thẩm lãng lại một lần liệt ra chính mình sắc bén hàm răng giống thẩm lãng phát ra uy hiếp thẩm lãng phảng phất minh bạch nó ý tứ nó đây là muốn đem thẩm lãng một ngụm cắn đứt sau đó nhấm nuốt trở thành bùn lầy a à. bất quá nó cũng không có làm như vậy mà là coi rẻ thẩm lãng liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt dừng ở một cục đá thượng. Sau đó thật sâu hút một hơi, đột nhiên rít gào ra tiếng. Mà lúc này đây nó rít gào liền không có thanh âm, trực tiếp chính là sóng siêu âm. Phanh, nháy mắt, nó trước mặt hơn 10 mét chỗ kia tảng đá trực tiếp tan xương nát thịt. Nháy mắt liền bạo, thẩm lãng hoàn toàn sợ ngây người. Này, này cũng quá nghiêu bức. Này chỉ thượng cổ cự thú thế nhưng sẽ sóng siêu âm công kích. Hơn nữa này công suất quả thực kinh người. Hiện đại địa cầu cũng có rất nhiều sóng siêu âm máy móc. Thậm chí nhà khoa phòng khám bên trong tẩy nha máy móc chính là sóng siêu âm. Chúng ta nhân loại lỗ tai chỉ có thể nghe được thấp hơn 20.000 hét sóng âm. Vượt qua cái này phạm vi chính là sóng siêu âm. Hiện đại địa cầu đã có rất nhiều đại hình sóng siêu âm máy móc. Dùng để làm các loại công nghiệp sử dụng, chắc cự, hẳn, đá vụn từ từ mà quyết định sóng siêu âm uy lực chính là công suất mật độ cũng chính là phóng ra công suất trừ với phóng ra diện tích trước mắt cái này thượng cổ quái thú thế nhưng nháy mắt đem một con mấy trăm cân cục đá nháy mắt phun toái kia này công suất mật độ quả thực siêu cường phun nát kia tảng đá lúc sau này chi thượng cổ quái thú đắc ý rào rạt mà nhìn thẩm lãng phẳng phất đang nói ta nghiêu bước đi dựa ngươi thứ này quả thực cùng thẩm lãng giống nhau thích khoe khoang a à nó lòng tràn đầy muốn thu hoạch thẩm lãng khiếp sợ cúng bái biểu tình nhưng mà thẩm lãng trước ngây người một chút sau đó thế nhưng hướng tới nó dựng lên hai căn ngón giữa còn phát ra tấm tắc thanh âm phảng phất nói ngươi đây là tiểu siếc tính cái gì một chút đều không lợi hại này thượng cổ quái thú ngạc nhiên sau đó nháy mắt bị chọc giận ta lợi hại như vậy ngươi cái này nho nhỏ nhân loại cũng dám coi rẻ ta kế tiếp nó hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thẩm lãng sau đó hướng tới hắn mở ra miệng rộng lại bắt đầu hút khí bắt đầu ấp ủ suốt ấp ủ mấy chục giây lúc sau nó đột nhiên hướng tới thẩm lãng giết gào nháy mắt lại một cổ cường đại sóng siêu âm hướng tới thẩm lãng đánh úp lại bình thường dưới tình huống thẩm lãng trực tiếp liền tan xương nát thịt này chỉ thượng cổ quái thú sóng siêu âm có thể đem mấy trăm cân cục đá nháy mắt đánh nát càng đừng nói kẻ hèn thẩm lãng nhưng là ở sóng siêu âm đánh úp lại thời điểm thẩm lãng đột nhiên giơ lên trong tay này chỉ thượng cổ chi giới phanh này sóng siêu âm phảng phất nháy mắt đập ở nào đó không khí trên tường sau đó đột nhiên phản xạ trở về phanh một chỉnh vang lớn cứng rắn trên vách đá bị cái này phản xạ sóng siêu âm đánh ra một cái lỗ thật hắn sao nghiêu bức này sóng siêu âm lợi hại thẩm lãng này thượng cổ chi giới lợi hại hơn nó nghịch thiên xác thật không ngừng biểu hiện ra tới mà cái này thượng cổ quái thú cũng bị khiếp sợ cái này nhân loại nho nhỏ lại là như vậy cường nó không tin nó mạnh nhất vũ khí chính là sóng siêu âm vốn là vì khoe khoang kết quả thế nhưng bị thẩm lãng phản xạ trở về vì thế nó lại một lần ấp ủ lại một lần phun ra phanh nháy mắt có một cổ sóng siêu âm đột nhiên đánh úp lại nhưng là lại dễ như chờ bàn tay bị thẩm lãng phản xạ trở về lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm cái này thượng cổ quái thú cùng thẩm lãng rằng co không ngừng phun ra sóng siêu âm sau đó không ngừng bị thẩm lãng phản xạ thật là hết chỗ nói rồi ngươi liền như vậy chụp sao ngươi có thể một cái tắt đem thẩm lãng chụp chết hoặc là trực tiếp đi lên đem hắn cắn chết a à? vì sao vẫn luôn phải dùng sóng siêu âm đâu? Nhưng nó càng không, bởi vì nó chính mình cảm thấy sóng siêu âm công kích như vậy cường, bức cách như vậy cao. Hiện tại thế nhưng mất đi hiệu lực. Nó quả thực hoài nghi thú sinh, cho nên nó nhất định phải tìm về tự tin. Nhất định phải dùng sóng siêu âm phun chết thẩm lãng. Như vậy là có thể chứng minh loại phương thức công kích này như cũng nghiêu bức. Này đại khái liền tương đương với xe thần thư mã hách, hắn kỵ xe đạp có lẽ cũng rất mạnh nhưng có một ngày có người khai đồng dạng xe thế nhưng so với hắn còn muốn mau. Thành tích còn muốn hảo, hơn nữa vẫn là một cái tiểu hài tử, hắn như thế nào cam tâm. Cứ việc khẳng định là muốn bắt đầu thi đấu xe thắng quá người này. Chứng minh hắn như cũ là thế giới đệ nhất, sẽ không theo cái này tiểu hài tử thi đấu kỵ xe đạp. Suốt phun ra mấy chục lần lúc sau. Này chỉ thượng cổ cự thú trực tiếp héo, toàn bộ thân thể trực tiếp đồi ngã xuống đất vốn dĩ cũng đã đói đến không được hiện tại còn đem sở hữu năng lượng đều hao hết không nói hai lời trực tiếp nhảy trở lại hồ nước bên trong trước cho chính mình rót một bụng thủy sau đó tránh ở hồ nước ngầm giận dỗi không để ý tới thẩm lãng mà vừa rồi tiếp theo nó phát động công kích cơ hội thẩm lãng dùng ít quăng mắt già quét nó toàn thân hơn nữa để vào trí não trong vòng nghiên cứu sau đó đại khái phán đoán ra, nó khả năng thật đúng là con rơi cùng thần làn hỗn hợp thể. Này liền đáng sợ, đây là hai loại tuyệt đối sinh sản cách ly giống loài A. Sư tử cùng lão hổ có thể sinh ra sư hổ thú, con lừa cùng mã có thể sinh ra con la. Nhưng con rơi cùng thần lằn sao có thể sinh sản hậu đại. Này so cẩu cùng miêu sinh sản đời sau càng vớ vẩn A mọi người đều biết con rơi là người mù nó hoàn toàn dựa vào sóng siêu âm tiến hành phi hành chúng nó thời thời khắc khắc phát ra sóng siêu âm một khi phía trước gặp được vật thể sóng siêu âm bắn ngược trở về chúng nó liền biết phía trước có chướng ngại vật sau đó chuyển biến phương hướng mà trước mắt cái này thượng cổ cự thú còn lại là đem loại này sóng siêu âm năng lực phóng đại vô số lần cũng đủ dùng để phá hủy một viên mấy trăm cân cự thạch kia vì sao không trực tiếp dùng bồi dưỡng thượng cổ con rơi đâu. Mà là muốn cùng thần lằn tạp giao. Thẩm lãng không có đọc quá tương quan thượng cổ điển tịch cho nên cũng không biết. Có lẽ là bởi vì loại này thần lằn có được càng tốt lưu tiến thân thể. Cho nên có thể phi hành đến càng mau, hơn nữa thao tác càng cường. Hơn nữa có được siêu cường cách đấu năng lực. Hơn nữa trải qua già quét lúc sau, thẩm lãng còn phát hiện ly kỳ một chút này chỉ sóng siêu âm phi hành thú trong đầu là có ác mộng thạch trang bị hơn nữa vẫn là một cái rất lớn ác mộng thạch trang bị thậm chí chúng nó đỉnh đầu còn có một cái dâu thẩm lãng ngay từ đầu tưởng trời sinh sau lại mới phát hiện này dâu là một loại kim loại là sau lại hơn nữa đi trực tiếp cùng nó trong đầu ác mộng thạch trang bị liên tiếp ở bên nhau cái này thượng cổ văn minh thật là nghiêu bức a thực hiển nhiên bọn họ là thông qua ác mộng thạch trang bị tới khống chế sóng siêu âm phi hành thú không chỉ là đơn độc phi hành chiến đấu lại còn có có thể đoàn thể tác chiến đoàn đội chỉ huy thông qua vừa rồi ngắn ngủi giao lưu có thể thấy được loại này sóng siêu âm phi hành thú phi thường thông minh lại còn có thực kiêu ngạo vốn dĩ nó rất đói bụng muốn một ngụm ăn luôn thẩm lãng nhưng là sau lại bởi vì nó lấy làm tự hào sóng siêu âm công kích mất đi hiệu lực cái này làm cho nó rất khổ sở liền cơm đều không ăn trực tiếp tránh ở hồ nước bên trong đi khó chịu tự bế hoài nghi thú sinh thực hiển nhiên nó là thượng cổ văn minh cải tạo ra tới một loại không trung chiến đấu cự thú hơn nữa nó không phải vừa mới phu hóa ra tới bởi vì nó hình thể đã phi thường thật lớn hơn nữa trong đầu đã bị cấy vào ác mộng thạch trang bị nói cách khác nó có khả năng tại thượng cổ văn minh hủy diệt phía trước cũng đã tồn tại chính là thượng cổ đại niết diệt hoàn toàn hủy diệt rồi hết thầy a thượng cổ vương giả như vậy cường đều biến thành hóa thạch vì sao nó hiện tại còn sống thượng cổ niết diệt khoảng cách hiện tại đã bao lâu ít nhất vượt qua vạn năm loại này sóng siêu âm phi hành thú ti rằng rất mạnh nhưng tuyệt đối sống không được lâu như vậy nó vì sao sống sót hơn nữa xuất hiện trên thế giới này thực quỷ dị a à? đương nhiên trước đem này đó nghi hoặc ném tại một bên hiện tại quan trọng nhất chính là muốn thuần phục này phi hành cự thú phải biết rằng phù đồ sơn chính là có rảnh chung quân đoàn tuy rằng hắn tiết điêu số lượng không có đại viêm đế quốc nhiều như vậy nhưng cũng tuyệt đối không hề số ít lúc này đây phù đồ sơn cùng thắng quảng tập kết đại quân tấn công nộ triều thành nhất định sẽ phái nhất định số lượng tiết điêu quân đoàn vì sao bởi vì thẩm lãng có nhiệt khí cầu a bọn họ sẽ không làm thẩm lãng nắm giữ quyền khống chế bầu trời hơn nữa quan trọng nhất chính là thẩm lãng yêu cầu dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi nộ triều thành mà nơi này khoảng cách nộ triều thành quá xa nếu dựa cưỡi ngựa lời nói chạy trở về quá chậm một khi thẩm lãng trở về phóng ra một chi long chi hối có thể đối phù đồ sơn mặt biển hạm đội tiến hành hủy diệt tính đả kích nhưng là long chi hối đối phi ở mấy ngàn mét trời cao tiết điêu quân đoàn nhưng bất lực mà phù đồ sơn tiết điêu quân đoàn toàn bộ đều là đặc chủng võ sĩ một khi làm cho bọn họ bay đến nộ triều thành trên không kia quả thực là một hồi tai nạn nộ triều thành tuy rằng có nhất định phòng không năng lực nhưng cũng đối trời cao nhanh chóng phi hành tiết điêu quân đoàn không thể nề hà chính là một khi có này chỉ sóng siêu âm phi hành thú liền không giống nhau. Nó phi hành tốc độ hẳn là càng mau, lại còn có có thể phun ra sóng siêu âm. Không chung sức chiến đấu vượt qua tuyết điêu quân đoàn quá nhiều. Chẳng sợ chỉ có một con đều có thể đối phù đồ sơn không chung quân đoàn tiến hành kinh sợ đả. Kích, hiện tại mấu chốt là như thế nào thuần phục nó. Thật sâu hút một hơi, thẩm lãng lại một lần nhảy vào đến hồ nước bên trong quả nhiên này chỉ sóng siêu âm phi hành thú tiềm tàng hồ nước phía dưới vẫn không nhúc nhích căn bản không nghĩ phản ứng thẩm lãng nó bị đà kích đến quá độc ác chính mình sóng siêu âm như vậy như bức thế nhưng đối cái này nhỏ bé nhân loại không có một chút tác dụng thẩm lãng không ngừng lặn xuống lặn xuống như cũ may mắn có thượng cổ vương giới nếu không hiện tại thẩm lãng đã ở trong nước hít thở không thông lẻn vào đến cái này hồ nước cái đáy, đi tới cái này phi hành thú trên lưng. "Giống, nó phát ra một trận giống giận, ta không tới trêu chọc ngươi. Ngươi ngược lại tới trêu chọc ta." Sau đó, nó ở đáy nước nhếch môi, lộ ra sắc bén hàm răng, ý đồ đối thẩm lãng tiến hành đe dọa. Nhưng thẩm lãng cũng có thể đủ nhìn ra tới, nó không muốn ăn người. Ngay từ đầu nó đem thẩm lãng nuốt ăn luôn hoàn toàn là bởi vì không thấy rõ mới vừa một lộ diện liền đem thẩm lãng cấp nuốt sau lại thấy rõ ràng liền không thế nào muốn ăn này hẳn là cùng nó từ nhỏ đã chịu giáo dục có quan hệ rốt cuộc chúng nó chiến đấu đồng bọn chính là nhân loại kỳ thật ở châu phi đại thảo nguyên những cái đó lão hổ cùng sư tử cũng trên cơ bản là không ăn người liền tính sẽ phát động công kích nhưng trên cơ bản sẽ không ăn càng đừng nói trước mắt này sóng siêu âm phi hành thú nhân loại nào đó trình độ thượng vẫn là nó chủ nhân cứ việc là thượng cổ nhân loại nó nhe răng trợn mắt một hồi lâu nhìn thấy dọa không đi thẩm lãng liền lại lười biếng mà nhắm mắt lại nằm trở về hoàn toàn không để ý tới thẩm lãng thẩm lãng nhẹ nhàng vuốt ve nó cổ chậm rãi nói ngươi tỉnh lại đã bao lâu có phải hay không phi thường tịch mịch cô độc a à? nó như cũ nhắm mắt lại không để ý tới thật là kỳ quái nó thế nhưng có thể ở trong nước sinh tồn sẽ không hít thở không thông sao kế tiếp thẩm lãng cái gì đều không có làm tiếp tục vuốt ve nó cổ dần dần nó định ý càng lúc càng mờ nhạt nhưng như cũ duy trì ngạo kiều nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích có lẽ nó đã từ thẩm lãng trên người người được quen thuộc hơi thở nó không phải thượng cổ nhân loại nhưng huyết mạch rốt cuộc đặc thù tại thượng cổ di tích nội có được siêu cao quyền hạn hoặc là đối này sóng siêu âm phi hành thú cũng hữu hiệu trấn an một hồi lâu sau thẩm lãng đi vào đầu của nó đỉnh duỗi tay muốn đi chạm đến nó đỉnh đầu dâu nháy mắt nó đột nhiên cảnh giác mở hai mắt lại một lần hướng tới thẩm lãng nghe răng thẩm lãng lại một lần trấn an nó nhưng là bỗng nhiên trong nháy mắt hắn đem thượng cổ vương giới trực tiếp chạm được này chỉ sóng siêu âm phi hành thú kim loại dâu hy vọng có thể hữu hiệu a à oanh, nháy mắt hắn thượng cổ vương giới đột nhiên sáng lên. Cùng lúc đó này chỉ sóng siêu âm phi hành thú dâu cũng đột nhiên sáng lên. Sau đó thẩm lãng trong đầu đột nhiên một trận dao động. Phi hành thú trong đầu ác mộng thạch trang bị cũng phóng xuất ra đặc thù năng lượng sóng. Loại cảm giác này quá kỳ diệu. Thậm chí có một loại bluetooth tín hiệu ghép đôi thành công cảm giác. Này chỉ sóng siêu âm phi hành thú mở choàng mắt không thể tưởng tượng mà nhìn chăm chăm thẩm lãng mà thẩm lãng cũng không thể tưởng tượng mà nhìn chăm chăm nó liền liền như vậy thành công hắn trực tiếp liền đạt được này chỉ sóng siêu âm phi hành thú quyền khống chế thượng cổ văn minh thật như bức thậm chí đều đã không cần dựa nhân lực thuần hóa chiến đấu cự thú trực tiếp dùng ác mộng thạch quyền hạn là được đã đói bụng sao thẩm lãng hỏi này chỉ thượng cổ sóng siêu âm phi hành thú đương nhiên sẽ không trả lời. Nhưng là trong bụng lại vang lên tiếng sấm giống nhau thanh âm. Ta mang theo ngươi đi ra ngoài ăn ngon hảo sao? Nhất định làm ngươi ăn no bụng." Thẩm Lãng nói. Sau đó, hắn bò đến này chỉ thượng cổ sóng siêu âm phi hành thú trên lưng, ôm chặt nó cổ. Sau đó vỗ vỗ nói, "Chúng ta đi ra ngoài đi." này chỉ sóng siêu âm phi hành thú đột nhiên chạy ra khỏi mặt nước bất quá nơi này là sơn động nó thi triển không khai không thể phi hành trực tiếp bước ra hai chân xông ra ngoài tốc độ thật mau a à, chẳng sợ dựa hai chân chạy vội cũng vượt qua bất luận cái gì chiến mã hướng 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 nó trực tiếp chạy ra khỏi huyệt động đột nhiên vọt tới vực sâu ở ngoài sau đó bắt đầu hạ truy tức khắc gian đem thẩm lãng sợ tới mức hồn phi phách tán bởi vì nó hoàn toàn là ở tự do rơi xuống đất hạ trị hạ trị hạ trị suốt rơi xuống hai vạn mễ lúc sau nó bỗng nhiên đột nhiên mở ra cánh vững vàng mà phiêu phù ở không trung thứ này rất xấu a à, nó ở hù dọa thẩm lãng tiếp theo nó bắt đầu vỗ cánh không ngừng hướng lên trên bay lượn phi 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 thẩm lãng kích động đến nội tâm cũng muốn bay nhân loại vô cùng khát vọng bay lượn, khát vọng không chung, bao gồm thẩm lãng. Hắn tuy rằng cưỡi quá nhiệt khí cầu trời cao, nhưng là tốc độ quá chậm. Cảm thụ không đến phi hành mị lực. Hơn nữa nhiệt khí cầu phi hành đến quá cố định khô khan. Nhưng là này chỉ sóng siêu âm cự thú lại không giống nhau, phi hành tốc độ vô cùng mau. Vô cùng linh hoạt. Ở không trung phi hành tư thái tuyệt đẹp cực kỳ, cái gì vuông góc xoay tròn. Cái gì rắn hổ mang động tác quả thực dễ như chờ bàn tay. Mà Thẩm Lãng chỉ có thể gắt gao giữ được nó cổ, một cử động nhỏ cũng không dám. Miễn cho ngã xuống, như cũ may mắn có thượng cổ vương giới. Nó thậm chí có thể duy trì Thẩm Lãng trong cơ thể nào đó cân bằng. Nếu không Thẩm Lãng tiền đình công năng đã sớm hoàn toàn hỗn loạn, trời đất quay cuồng. Hoàn toàn ngất, hơn nữa này chỉ sóng siêu âm cự thú tuy rằng nghịch ngợm, nhưng vẫn là có điều giữ lại không có phi thường kịch liệt phi hành, nếu không Thẩm Lãng đã sớm rơi xuống. A, à, cái này ý niệm vừa mới rơi xuống, Thẩm Lãng liền từ nó trên lưng ngã xuống. Hắn sức lực hao hết, hoàn toàn ôm không được a. À. Toàn bộ thân thể hướng tới vạn trượng vực sâu rơi xuống. Nhưng mà gần giây tiếp theo, hắn đã bị bắt được. Sóng siêu âm cự thú móng vuốt dễ như trở bàn tay vớt ở thân thể hắn, sau đó gắt gao nắm lấy như vậy thoải mái nhiều, hơn nữa nó lòng bàn tay có rất nhiều thịt lót. Lại phi thường thật lớn, liền tính nắm chặt thẩm lãng thân thể. Cũng sẽ không cứng rắn mà cách người. Suốt bay một hồi lâu, sóng siêu âm phi hành thú về tới chính mình sao huyệt chung. Đem thẩm lãng thả xuống dưới. Đại siêu, người ở chỗ này ngốc mấy cái canh giờ, ta thực mau trở về tới A. Thẩm lãng tiếp tục vuốt ve nó đỉnh đầu dâu. Úc ục ục này chỉ sóng siêu âm cự thú lại phát ra một trận tràng minh, nó thật là đói là. Sau đó trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, đầu cũng đáp trên mặt đất. Ngoan, thẩm lãng gãi gãi nó cầm, sau đó rời đi cái này huyệt động. Dọc theo con đường từng đi qua trở về đi. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hắn có thể cưỡi phi hành thú từ nơi này rời đi ngầm di tích. Nhưng yêu cầu hướng đi căng quân đám người cáo biệt. Hơn nữa hắn còn phải về cái kia thượng cổ quảng trường lại đi kiểm tra một chút tương quan sự tình xác minh chính mình nào đó ý tưởng dọc theo xoay quanh thạch đạo về tới mật đạo lại dọc theo mật đạo phản hồi đến cái kia thượng cổ di tích quảng trường mấy chục vạn thượng cổ nhân loại hóa thạch như cũ rậm rạp quỳ gối trên quảng trường vẫn không nhúc nhích giống như điêu khắc giống nhau mà lúc này đây thẩm lãng có mục tiêu tính mà đi kiểm tra này đó thượng cổ nhân loại hóa thạch quả nhiên hắn phát hiện manh mối này mấy chục vạn thượng cổ trong nhân loại có một đám địa vị rất cao võ sĩ tướng lãnh quý tộc bọn họ ngón tay thượng cũng có mang quá chiếc nhẫn ấn ký nhưng lại rỗng tuếch này chứng minh rồi cái gì thẩm lãng tiến hành rồi lớn mật suy đoán tại thượng cổ văn minh chung chiếc nhẫn là một loại trọng yếu phi thường đồ vật nó đại biểu cho quyền hạn tiêu chí địa vị càng cao người đeo chiếc nhẫn cấp bậc càng cao quyền hạn cũng càng cao này đó chiếc nhẫn chẳng những có thể hộ thể, có thể mở ra cùng đóng cửa năng lượng lốc xoáy. Còn có thể đủ khống chế thượng cổ chiến thú. Nếu không ngoài sở liệu nói, thượng cổ thế giới chiến thú trong cơ thể đều có ác mộng thạch. Trang bị có được quyền hạn chiếc nhẫn mới có thể khống chế chúng nó. Thẩm Lãng đại khái suy đoán một chút, cái này trên quảng trường mấy chục vạn người chung. Có mấy ngàn người có quyền hạn chiếc nhẫn. Bởi vì ngón tay thượng có mang quá chiếc nhẫn dấu vết nhưng chiếc nhẫn toàn bộ không cánh mà bay một con đều không có dư lại kia này đó quyền hạn chiếc nhẫn đi nơi nào bị ai cầm đi thẩm lãng ngón tay thượng này chỉ chiếc nhẫn quyền hạn rõ ràng phi thường cao dù sao cũng là vương giả chi giới nó sở dĩ còn không có mất đi hoàn toàn là bởi vì mang này chỉ chiếc nhẫn vương giả tại thế giới hủy diệt thời điểm thân ở với thần miếu bên trong mà cái kia thần miếu có năng lượng lốc xoáy thường nhân căn bản vào không được chỉ có thẩm lãng huyết mạch mới có thể tiến vào, cho nên này chỉ vương giả chi giới mới may mắn còn tồn tại xuống dưới. Hơn nữa trở thành thẩm lãng chi vật này hết thảy nhìn qua thật là ý trời a. À. Hơn nữa thẩm lãng dự cảm không có sai, này chỉ thượng cổ vương giới giá trị phi thường cao. Xa xa vượt qua long chi hối, tại thượng cổ văn minh, nó trực tiếp đại biểu quyền lực, hết thảy quyền hạn. Tại thượng cổ thế giới có được rất cao quyền lực liền có được cái gì cấp bậc quyền hạn chi giới bất quá ở trúc thị căn cứ bí mật chung thẩm lãng cũng phát hiện mấy cái thượng cổ nhân loại hóa thạch a bọn họ ngón tay thượng cũng không có quyền hạn chi giới a căn cứ thẩm lãng suy đoán trước mắt cái này thượng cổ trên quảng trường vô số người là tao ngộ thượng cổ văn minh đại niết diệt mà trúc thị căn cứ bí mật những cái đó thượng cổ nhân loại còn lại là gặp thượng cổ mất mát đế quốc địch nhân tuy rằng đều là nhân loại hóa thạch nhưng bọn hắn hẳn là không phải một cái thời đại. Mấy cái canh giờ sau, Thẩm Lãng phế đi chín châu hai hổ rốt cuộc về tới Kim Cương Phong thượng cổ di tích bên trong. Bất quá khoảng cách còn có rất xa, căng quân đám người cũng đã chờ ở nơi đó. Trở về lúc sau, Thẩm Lãng trước ăn uống thỏa thích ăn cái no, tuy rằng không có thịt. Nhưng nơi này lương thực cùng trái cây còn là phi thường phong phú, hơn nữa mỹ vị cực kỳ. Còn có mã nãi mà lúc này năm vạn người đã hoàn toàn tập kết xong tùy thời có thể rời đi căng huynh thượng cổ đặc thù thông đạo phía tây có một cái năng lượng lốc xoáy lốc xoáy mặt khác một bên vẫn là một cái thượng cổ di tích là một cái thật lớn quảng trường thông qua quảng trường ngầm thông đạo có thể tới một cái thật lớn vực sâu mà cái kia vực sâu hẳn là có một cái xuất khẩu yêu cầu trực tiếp bay ra đi kia hẳn là thượng cổ đế quốc một cái không quân xuất khẩu ta tìm được rồi một con may mắn còn tồn tại thượng cổ phi hành thú, phi thường cường đại. Hẳn là có thể mang theo ta bay ra đi, trực tiếp bay trở về nội triều thành. Lúc này Kim Cương Phong bên ngoài, Phù Đồ Sơn hẳn là bố trí trọng binh. Một khi chúng ta đi ra ngoài, lập tức sẽ lọt vào hủy diệt tính công kích. Mà phía tây cái kia xuất khẩu, các ngươi vô pháp xuyên qua, hoàn toàn vô oxy. Tối cao độ ấm đạt tới gần ngàn độ C cho nên các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này mặt một đoạn thời gian ta một người bay ra đi dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi nội triều thành đánh bại phù đồ sơn cùng thắng quảng đại quân đại chiến sau khi chấm dứt phù đồ sơn ở kim cương phong bên ngoài quân đội liền sẽ bỏ chạy đến lúc đó ta trực tiếp ở bên ngoài mở ra kim cương phong thượng cổ di tích xuất khẩu các ngươi liền có thể đi ra ngoài nhiều nhất không vượt qua một tháng ta là có thể mang theo các ngươi rời đi nơi này, phản hồi nộ triều thành. Có vấn đề sao? Thẩm lãng hỏi. Không có vấn đề. Căng quân nói, nếu có một tháng thời gian nói kia càng tốt. Chúng ta có thể đem nơi này bùn đất. Còn có rất nhiều thực vật cũng cùng nhau mang đi ra ngoài. Thẩm lãng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, kia đến lúc đó thấy. Tiếp theo, hắn từ hàm nô trong lòng ngực ôm lại đây mấy tháng đại lan mắt bảo bảo thượng một lần ôm ngươi liền đang ngủ hiện tại còn đang ngủ tái kiến tiểu gia hỏa ta thực mau liền mang ngươi về nhà được không thẩm lãng nhẹ nhàng dán một chút hài từ tiểu ngạch đầu sau đó mã bất đình đề mà rời đi cùng tiễn bệ hạ cùng tiễn bệ hạ ở đây năm vạn người chỉnh chỉnh tề tề dập đầu bái hạ thẩm lãng thoáng phất phất tay lại một lần dọc theo phía tây thượng cổ đặc thù thông đạo rời đi một ngày lúc sau thẩm lãng lại một lần đi tới cái này vạn trượng vực sâu. Đi tới kia chỉ thượng cổ sóng siêu âm phi hành thú xào huyệt. Nó như cũ lười biếng mà quỳ rạp trên mặt đất trong bụng không ngừng phát ra ục ục tiếng kêu. Thật sự là đói là Hảo, đại siêu chúng ta đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài, chúng ta đi ăn cái thống khoái. Thẩm lãng gãi gãi nó cầm. Này chỉ phi hành thú đứng lên, không có lại làm thẩm lãng cưỡi ở nó trên lưng mà là trực tiếp dùng móng vuốt bắt được hắn, sau đó đột nhiên hướng tới vực sâu sông ra ngoài. Dương cánh bay cao, dọc theo vực sâu không ngừng hướng lên trên phi, hướng lên trên phi. Suốt bay mấy vạn mét, rốt cuộc bay đến vực sâu đỉnh chóp cuối. Không sai, đây là xuất khẩu, thượng cổ đế quốc không quân chính là từ nơi này xuất động. Nhưng cái này xuất khẩu nhắm chặt có một phiến vô cùng thật lớn cửa đá. Xem ra này chỉ sóng siêu âm cự thú đã nếm thử rất nhiều biến muốn bay ra đi. Nhưng trước sau bị này phiến môn chống đỡ. Nó cúi đầu hướng tới thẩm lãng phát ra một trận rên rỉ, phẳng phất lại nói ra không được. Đại khái muốn đói chết ở bên trong này. Cái này xuất khẩu chỗ đại môn biên có một cái ngôi cao, mặt trên có một cái khống chế chốt mở. Đại siêu, người đem ta buông tha đi. Thẩm lãng nói sóng siêu âm phi hành thú bay qua đi, đem thẩm lãng nhẹ nhàng mà đặt ở cái kia ngôi cao thượng. Thẩm lãng đi vặn vẹo cái kia chốt mở, kết quả không chút sứt mẻ. Bất quá thực mau hắn phát hiện chốt mở phía dưới có một cái nhàn nhạt dấu tay vết sâu. Cũng có chiếc nhận ao hãm vị trí. Hắn trực tiếp đem bàn tay thả đi lên. Đặc biệt là làm thượng cổ vương giới đối ứng cái kia ao hãm. Tức khắc cái này vực sâu xuất khẩu chốt mở sáng lên, đây cũng là ác mộng thạch khống chế. Này đại biểu cho xuất khẩu chốt mở đã bị kích hoạt rồi. Thẩm Lãng duỗi tay vặn vẹo chốt mở. Ầm ầm ầm, cái này vực sâu nhập khẩu đại môn chậm rãi mở ra. Bên ngoài ánh trăng chút xuống mà nhập, quả nhiên bên ngoài chính là mặt đất thế giới. Rốt cuộc phải về đến mặt đất, Thẩm Lãng có một loại hỉ cực mà khóc cảm giác. Này mấy tháng thời gian, hắn cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều dưới mặt đất thế giới nội. Hiện tại rốt cuộc tự do mà trở lại mặt đất màn này chỉ thượng cổ sóng siêu âm phi hành thú càng thêm kích động hướng tới thẩm lãng cánh vũ đủ đạo không ngừng mà kêu to nếu nó ở ra không được nói thật sự muốn sống sờ sờ chết đói hiện tại nó cũng có thể đủ đi ra ngoài cũng có thể tự do thẩm lãng cười nói đi đại siêu chúng ta bay trở về nộ triều thành đi lúc này phù đồ sơn cùng thắng quảng quân đội thắng quảng đã tập kết xong Muốn đi tấn công nộ triều thành đi, lại còn có có bọn họ không quân. Chúng ta này liền trở về, cấp phù đồ sơn cùng thắng quẳng một cái thật lớn kinh hỉ. Đại siêu ngươi đại triển thần uy cơ hội đến, chúng ta đi đưa bọn họ chém tận giết tuyệt. Ha ha ha, cà cà cà, thượng cổ sóng siêu âm phi hành thu cũng phát ra từng đợt vui sướng. Kêu to, trực tiếp dùng móng vuốt bắt được thẩm lãng, vỗ cánh bay cao trực tiếp chạy ra khỏi vực sâu xuất khẩu, hướng tới trời cao bay đi. Hướng tới nội chiều thành phương hướng bay đi. Chương 535, quá nghiêu bức. Bắc phạt, hủy diệt cấp lực lượng. Hô, sóng siêu âm phi hành thú lao ra mặt đất lúc sau, liều mạng mà vỗ cánh. Không ngừng lên không lên không lên không. Sau một lát liền bay lên tới rồi bốn năm ngàn mễ trời cao. Trên thực tế nó còn có thể phi đến càng cao bất quá hoàn toàn không cần phải phi đến như vậy cao đây là nó chiến đấu thói quen một khi lên không liền nhất định phải chiếm lĩnh điểm cao như vậy liền có thể quan sát toàn bộ không trung có thể phát hiện bất luận cái gì mục tiêu cũng may mắn có thượng cổ vương giới nếu không ở cái này độ cao thẩm lãng khả năng sẽ bị đông chết bay đến trời cao lúc sau sóng siêu âm phi hành thú cũng không có lập tức đi tới mà là trước tiên ở bầu trời xoay quanh một vòng nhỏ, đây là quan sát địch tính Lúc này nó đôi mắt thế nhưng mạo lục quang, chẳng sợ ở trong đêm đen cũng lấp lánh tỏa sáng Không chỉ có như thế nó trong mắt còn có thể toàn tầm nhìn chuyển động Hay chỉ trong mắt có thể thực hiện 360 độ tầm nhìn Lại còn có có thể phân biệt điều chỉnh tiêu điểm Hiện tại thẩm lãng hẳn là hiểu biết nó vì sao là thằn lằn cùng con rơi tạp sao thần lằn làm nó thân thể tràn ngập hình giọt nước, phi hành tốc độ càng mau. Tính cơ động càng thêm nhanh nhẹn mà càng quan trọng là thị lực. Ở địa cầu thị lực vượt qua nhân loại động vật nhiều đếm không xuể. Trong đó thần lằn cùng tắc kè hoa đều xếp hạng hàng đầu, mà này hai loại đều là thần lằn. Mà trước mắt cái này sóng siêu âm phi hành thú có được này đó động vật ưu điểm tập hợp. Lúc này là đêm tối, hơn nữa nơi này khoảng cách kim cương phong thượng cổ di tích vượt qua hai trăm dặm phù đồ sơn tiết điêu quân đoàn tuy rằng bố khống khu vực này không chung nhưng là không chung thật sự là quá lớn muốn ở vài trăm dặm không gian nội trong thời gian ngắn phát hiện một con phi hành vật cơ hồ là không có khả năng ầm 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 theo thẩm lãng cùng phi hành thú rời đi cái kia vực sâu xuất khẩu chỗ đại môn lại chậm rãi đóng cửa lại khôi phục trở thành bình thường mặt đất thậm chí liền nham thạch đều cùng bình thường mặt đất giống nhau như đúc căn bản vô pháp bị phát hiện xác định chung quanh không vực an toàn lúc sau cái này phi hành thú liền giảm xuống độ cao sau đó dùng nó siêu cường thị lực bắt đầu tìm tòi mặt đất muốn tìm kiếm đến đồ ăn nhưng phi thường đáng tiếc toàn bộ sa man tộc một hai năm trước vừa mới gặp một hồi hủy diệt tính sinh thái tai nạn mấy ngàn dặm nguyên thủy rừng rậm đều bị thiêu hết sở hữu động vật đều bị thiêu chết đương nhiên nơi này tới gần bờ biển độ ấm cao độ ẩm đại cho nên bị thiêu quá núi lớn cùng hoang dã đã một lần nữa phủ thêm thưa thất nhàn nhạt màu xanh. Lục thật không biết này đó thực vật hạt giống là nơi nào tới. Sinh mệnh lực thế nhưng như thế ngoan cường. Nhưng hoang dại động vật vẫn là trên cơ bản không có. Cho nên đại siêu tìm tòi thật lâu sau, không hề thu hoạch. Đã đói bụng đến càng thêm thầm thì kêu. Thẩm lãng trần an nói, lại vất vả một chút. Hướng Bắc 6.000 hơn dặm liền tiến vào Khương Quốc cao nguyên, nơi đó có vô số dê bò. Người có thể ăn cái thống khoái. Sóng siêu âm phi hành thú lại một lần lên không, lúc này đây càng thêm khoa trương. Trực tiếp bay lên tới rồi 7-8 cây số trời cao, sau đó hướng tới phía Bắc bay đi. Này phi hành tốc độ thật là kinh người, thẩm lãng tính toán một chút. Mỗi giờ phi hành tốc độ thế nhưng đạt tới ngàn dặm, cũng chính là tương đương với 500 km đây chính là nó tuần tra tốc độ mà không phải cao tốc lao tới A. Hơn nữa nhân ra còn ở vào cực độ đói khát trạng thái. Hơn nữa ở cái này trời cao, đã hoàn toàn vượt qua phù đồ sơn tiết điêu quân đoàn tầm nhìn. Cho nên càng thêm không có địch nhân. Nó phi hành sức chịu đựng siêu cấp cường, suốt phi hành 6 tiếng đồng hồ không cần nghỉ ngơi. Cứ như vậy, một người một phi hành thú ở mấy ngàn mét trời cao không ngừng bắc thượng. Bắc thượng thẩm lãng xem như quan sát toàn bộ sa man tộc mấy ngàn dặm giang sơn. Suốt bay bốn nghìn hơn dặm lúc sau mới gặp được dặm dạp rừng rậm. Này đã là sa man tộc cuối cùng rừng cây. Phi hành sáu tiếng đồng hồ, rốt cuộc rời đi sa man tộc cảnh nội, tới Khương quốc cao nguyên. Khương người trong nước khẩu cũng rất ít, nhưng là diện tích cũng rất lớn. Trừ bỏ bộ là khu vực săn bắn ở ngoài, còn có rất nhiều châu rừng, dã dương cơ hồ vừa mới tiến vào khương quốc cao nguyên này sóng siêu âm phi hành thú liền phát ra một trận vô cùng vui sướng kêu to nó trước tiên liền tỏa định một con trâu rừng đàn sau đó nó giống như nhất khoa trương chiến đấu cơ giống nhau cơ hồ hoàn toàn vuông góc đáp xuống này này con mẹ nó là ở tự do vật rơi sao may mắn thẩm lãng có thượng cổ vương giới nếu không căn bản chịu không nổi như vậy đáng sợ lao xuống không biết vượt qua nhất kích thích tàu lượn siêu tốc nhiều ít lần tám nghìn mễ độ cao lao xuống gần hai mươi giây liền hoàn thành dám tưởng tượng sao đám kia trâu rừng còn ở vui vẻ thoải mái mà ăn cỏ đâu kết quả bỗng nhiên chi gian trời giáng đại địch vèo đại siêu ở khoảng cách mặt đất còn có mấy chục mét thời điểm trực tiếp thay đổi phương hướng từ trên mặt đất xẹt qua bình bay qua đi muốn hay không chơi đến như vậy mạo hiểm kích thích a à? thẩm lãng thật sự cho rằng sẽ một đầu nện ở mặt đất. Thậm chí nó gần nhất khoảng cách mặt đất gần chỉ có không đến một mét mà thôi. Cái này tính cơ động hoàn toàn vượt qua bất luận cái gì chiến đấu cơ. Kia chỉ châu rừng đang ở ăn cỏ đâu, bỗng nhiên chi gian toàn bộ thân thể liền bay lên thiên. Sóng siêu âm phi hành thú mặt khác móng vuốt nắm lấy nó, hướng tới bầu trời bay đi. Không ngừng lên không, thật là nghiêu bức này châu rừng đại khái có hơn một ngàn cân trọng vài mễ trường, đại siêu thế nhưng một móng vuốt liền bắt lại, này lực lượng có bao nhiêu đại A. À? Mà kia châu rừng trực tiếp mộng bước. Mớ u nương A, à, sao hồi sự A. À? Ta thượng một giây đồng hồ còn trên mặt đất ăn cỏ. Như vậy bỗng nhiên liền bay lên tới A. À? Đây là nào A, à? ta là ai A, à? ta muốn đi đâu A. À? Bay đến mấy trăm mễ trời cao, đại siêu móng vuốt buông lỏng. Trực tiếp đem kia chỉ châu rừng ném đi xuống. Phanh một tiếng vang lớn kia chỉ trâu rừng nện ở trên mặt đất trực tiếp quăng ngã cây nát nhừ dựa quá hung tàn tiếp theo nó lại lên không lại bắt đầu lao xuống lại bắt đầu bắt một con trâu rừng từ bầu trời ném xuống tới quăng ngã lạn đệ tam đầu đệ tứ đầu thứ năm đầu thẩm lãng không khỏi ngây người ngươi người đây là muốn bắt mấy đầu nghiêu a à? người đường đây là tiệc đứng a à? ăn không hết còn liều mạng lấy không được ngoài ra còn thêm a à? suốt quăng ngã lạn năm đầu nghiêu hơn nữa đều quăng ngã ở bên nhau này chỉ sóng siêu âm cự thú lại ở tầm nhìn nội tìm một đầu dã dương trực tiếp một chảo bóp chết cuối cùng nó từ trên trời giáng xuống trở lại trên mặt đất bắt đầu ăn bữa tiệc lớn lại còn có đem kia chỉ chảo chết dã dương đặt ở thẩm lãng trước mặt ách cảm ơn a à, ngươi thật giảng nghĩa khí bất quá ta không thói quen ăn sinh không có hỏa a à. thẩm lãng nói này sóng siêu âm cự thú đột nhiên một chảo, trực tiếp đào lại đây một đống bụi gai. Sau đó lại đột nhiên một chảo, xẹt qua cứng rắn hắc nham thạch, một trận hỏa tinh bốc lên. Trực tiếp đem bên cạnh bụi gai bậc lửa. Ta, ta thảo, thẩm lãng sợ ngây người, quá mức A, làm chiến đấu cơ. Người này chỉ số thông minh có điểm quá cao. Kế tiếp, một người một thú bắt đầu ăn bữa tối. Thẩm lãng thiết về vườn dương tốt nhất bộ vị thịt thăn, sau đó đặt ở hỏa thượng nướng. Hơn nữa lấy ra gia vị, một chút một chút hướng lên trên sái. Như cũ muốn cảm kích thượng cổ vương giới. Khiến cho hắn này đó vây quanh xuyên qua hủy hoại đặc thù thông đạo cực nóng hoàn cảnh như cũ. Có thể bảo tồn xuống dưới. Bất quá giây tiếp theo, thẩm lãng lại phải bị kinh tới rồi. Bởi vì cái này sóng siêu âm cự thú không phải ăn ngấu nghiến mà là dùng cánh đem này đó châu rừng cắt ra, lột ra, sau đó cắt thành từng khối từng khối thịt. Mỗi khối 20 cân tả hữu, chỉnh chỉnh tề tề bày. Hơn nữa không trực tiếp đặt ở trên mặt đất, phía dưới dùng da châu lót. Ngũ Tạng Lục Phủ toàn bộ không cần, chỉ ăn đại khối bò bít tết. Thẩm Lãng lúc này mới phát hiện nó cánh bên cạnh gai xương thế nhưng như thế sắc bén. Có thể dễ như trở bàn tay đem châu rừng xé mở. Tiếp theo nó yêu nhã mà dùng móng vuốt thứ một khối to thịt bò đặt ở trong miệng. Nhai kỹ nuốt chậm, một ngụm một khối, một khối 20 cân. Đây là không có cơm bố sát miệng. Nếu không thẩm lãng thật sự cảm thấy đây là một con siêu cấp mãnh thú ở ăn cơm Tây. Dùng cánh thượng gai xương vì đau, móng vuốt vì xoa, ăn đến yêu nhã cực kỳ. Giống như một cái thân sĩ. Thẩm lãng cuối cùng minh bạch vì sao lập tức muốn săn giết năm đầu châu rừng bởi vì nó quá chọn, chỉ ăn tốt nhất bò bít tết. Mà thẩm lãng cũng nướng hảo sườn dê, lấy ra da dao nĩa bắt đầu hưởng thụ mỹ thực. Này chỉ dã dương chỉ có mấy chục cân mà thôi, thẩm lãng nướng một khối đại. Chuẩn bị cho tốt gia vị, sau đó dùng da châu lót hảo đẩy đến đại siêu trước mặt nói. Người nếm thử xem, sóng siêu âm phi hành thú dùng móng vuốt thứ thượng này khối nướng tốt đại sườn dê, sau đó ăn vào trong miệng, tức khắc hai mắt mê ly, vô cùng hưởng thụ này mỹ vị. Ăn quá ngon, vì thế Thẩm Lãng phải vì nó nướng đệ nhị khối. Nhưng là cái này sóng siêu âm phi hành thú ngăn trở Thẩm Lãng tiếp tục ăn nó sinh bò bít tết. Thẩm Lãng ngạc nhiên, như vậy chú ý cao cấp sao? Chỉ ăn toàn sinh bò bít tết. Bất quá Thẩm Lãng thực mau đã biết, hắn nướng sườn dê bên trong những cái đó ra vị đối sóng siêu âm cự thú là bất lợi đặc biệt là muối phân quá nhiều, khả năng sẽ ảnh hưởng nó thị lực. Thẩm lãng lại một lần xem thế là đủ rồi. Thượng cổ đế quốc đem này đàn sóng siêu âm phi hành thú giáo dục đến thật tốt a. À. Thật sự so hài tử còn muốn nghe lời nói, cứ việc chúng nó thực thích ăn có gia vị thịt than. Nhưng vẫn là lướt qua liền ngừng. Một người một thú, yêu nhã mà dùng bữa tối. Thẩm lãng ăn luôn một cân sườn dê, mà sóng siêu âm phi hành thú, ăn luôn. Hai ngàn cân này này cũng quá có thể ăn này sức ăn là thật sự kinh người a à. khó trách nó lập tức muốn bắt năm đầu trâu rừng nhân ra căn bản liền không có lãng phí ăn luôn sở hữu thịt bò lúc sau nó bắt đầu ăn như tâm hoàn toàn là làm như cơm sau điểm tâm mà nhưng vào lúc này một cái khương quốc võ sĩ đã đi tới nhìn thấy một màn này hoàn toàn sợ ngây người giống như bị xét đánh giống nhau vừa động không thể động cái gì Tình huống như thế nào? Ta, ta đôi mắt hoa sao? Một người, còn có một con chưa từng có gặp qua cự thú, đang ngồi ở trên mặt đất. Yêu nhã mà ăn bữa tối. Thẩm lãng nhìn cái kia khương quốc võ sĩ liếc mắt một cái, cúi đầu. Sóng siêu âm phi hành thú cũng nhìn thoáng qua. Sau đó tiếp tục dùng móng vuốt xoa khởi một con trâu tâm, nhét vào trong miệng ăn xong. À, cái kia khương quốc võ sĩ rốt cuộc hồi hồn lại đây, cất bước chạy như điên chạy trốn có quái thú có quái thú a à, vài giây qua đi sóng siêu âm phi hành thú đột nhiên một phun một cổ sóng siêu âm năng lượng nháy mắt bắn ra nháy mắt, cái kia chạy như điên trung khương quốc võ sĩ trực tiếp tan xương nát thịt nát đầy đất sóng siêu âm phi hành thú không chút hoang mang mà cắm khởi cuối cùng một khối nghiêu tâm ăn xong đi sau đó phát ra thỏa mãn thanh âm rốt cuộc rốt cuộc ăn no kế tiếp nó chậm gì gì đi đến một cái hồ nước bên cạnh ngậm miệng lại, bắt đầu nhẹ nhàng phun tức. Này, đây là đang làm gì? Thẩm lãng không khỏi nghi hoặc sóng siêu âm phi hành thú nhắm miệng. Không ngừng nổi giận, nhẹ nhàng mà phun cháo. Thực mau thẩm lãng minh bạch nó. Nó đây là ở sóng siêu âm tẩy nha. Nhân loại cơm nước xong sau đánh răng xúc miệng. Người trực tiếp dùng chính mình sóng siêu âm tẩy nha. Kẽ răng bên trong thịt nát nháy mắt hoàn toàn dập nát. Có phải hay không quá tiên tiến một chút? sau đó nó đầu rũi nhập hồ nước trong vòng hút một ngụm thủy, bắt đầu xúc miệng. Sau đó đem xúc miệng sau thủy phun ở khác trên mặt đất. Mà không phải phun trở lại hồ nước chung. Hoàn thành này hết thảy sau, nó đầu to xoay lại đây, hướng tới thẩm lãng nghe răng. Hoàn toàn ở khoe khoang nó hàm răng có bao nhiêu bạch, nhiều sạch sẽ. Thẩm lãng giơ ngón tay cái lên nói, như bức, chú ý hắn cũng lấy ra bàn chải đánh răng cùng muối tinh, bắt đầu đánh răng xúc miệng. Hảo, ăn no, đi thôi. Thẩm lãng nói. Sóng siêu âm phi hành thú nhẹ nhàng đem thẩm lãng nắm lên, đột nhiên vỗ cánh bay cao. Lại một lần vọt tới 8.000 mễ cao không trung, Bay thẳng đến 8.000 dặm ngoại nội triều thành bay đi. Thẩm lãng phát hiện ăn no sau đại siêu phi hành tốc độ cũng không có càng mau. Nhưng là tuyệt đối càng vững vàng, càng yêu nhã. Nam bộ Hải vực, Phù Đồ Sơn cùng thắng Quảng Liên quân đã tập kết xong. Suốt 10 vạn đại quân, tổng cộng 500 con các loại chiến hạm. 8 vạn, nghe đi lên phảng phất cũng không có so thượng một lần Thiên Nhai Hải các hủy diệt hạm. Đội lớn nhiều ít, thậm chí thuyền còn muốn càng thiếu một ít, nhưng thực lực lại muốn so lúc ấy Ninh Hàn hạm đội cường đại đến nhiều đến nhiều. Đầu tiên, lúc ấy Ninh Hàn hạm đội gần chỉ có một con thuyền thượng cổ chiến hạm. Mà lúc này đây Phù Đồ Sơn cùng thắng Quảng Liên quân ước chừng xuất động mấy chục con thượng cổ. Chiến hạm. Tiếp theo, lúc ấy thiên nhai hải các chỉ xuất động 500 danh đặc chủng võ sĩ. Lần này Phù Đồ Sơn cùng thắng Quảng xuất động 1.300 danh. Này 1.300 nhiều danh đặc chủng võ sĩ toàn bộ đều trải qua quá huyết mạch cải tạo. Toàn bộ trang bị thượng cổ áo giáp, trang bị liền bắn thượng cổ chiến nỏ. Ác mộng thạch thượng cổ chiến đao. Bọn họ có thể dễ như trở bàn tay nháy mắt nhảy ra mấy chục mét xa, nhảy lên mấy chục mét cao. Ác mộng thạch thượng cổ chiến đao có thể phóng xuất ra thượng vạn độ C cực nóng. Có thể dễ như trở bàn tay cắt ra bất cứ thứ gì. Này 1.300 danh đặc chủng võ sĩ chung có 300 danh là không chung kỵ sĩ. Cưỡi tuyết điêu tác chiến, này hẳn là phương đông thế giới lần đầu tiên xuất động đại quy mô. Không quân. 300 không trung chiến sĩ có thể dễ như trở bàn tay phá hủy nộ triều thành bất luận. Cái gì nhiệt khí cầu có thể dễ như trở bàn tay nắm giữ quyền khống chế bầu trời. Lúc ấy thiên nhai hải các chỉ xuất động tam vạn huyết hồn quân. Mà lúc này đây phù đồ sơn cùng thắng quảng liên hợp xuất động năm vạn danh địa ngục quân đoàn. Đến nỗi mặt khác siêu cấp thượng cổ cường nỏ có thể liền bắn thượng cổ chiến nỏ. Càng là vô số kể. Càng đáng sợ chính là phù đồ sơn có cổ trùng vũ khí. Một khi đem này đó cổ trùng để vào thượng cổ cự mũi tên trong vòng, bắn ra đi sau kíp nổ. Kia hoàn toàn chính là một hồi diệt sạch tính đại tàn sát. Nhưng này gần chỉ là phù đồ sơn cùng thắng quảng thế lực một bộ phận nhỏ. Rốt cuộc này hai nhà thế lực đã hợp tác vượt qua 25 năm, bồi dưỡng địa ngục quân đoàn. Huyết mạch cải tạo cũng vượt qua vài thập niên thời gian. Không chỉ có như thế, này 3 năm khai phá Nam Bộ Hải vực Thượng Cổ Di Tích. Bọn họ được đến Thượng Cổ Trang bị hoàn toàn là con số thiên văn cấp. Đây chính là một cái tung hoành mấy ngàn dặm siêu cấp di tích. Cho nên xuất động này 10 vạn trong đại quân, Thượng Cổ Trang bị. Thượng Cổ vũ khí tỷ lệ đã tới rồi phi thường cao nông nỗi. Dựa theo bình thường sức chiến đấu mà nói. Này chi quân đội cũng đủ có thể đem nộ triều thành tiêu diệt 10 biến trở lên này hoàn toàn là một chi hủy diệt cấp lực lượng. Thắng Quảng cùng Phù Đồ Sơn chi chủ đều sẽ không tự mình chỉ huy này chi quân đội. Thắng vô minh như cũ ở Viêm Kinh. Cho nên này 10 vạn đại quân thống soái phân biệt là thắng vô khuyết. Phù Đồ Sơn hiến đường chi chủ ngô trưởng lão. Không phải thắng Quảng cùng Phù Đồ Sơn chi chủ cái giá lớn như vậy. Liền diệt nộ triều thành như vậy đại chiến đều không tự mình tham gia. Mà là bọn họ có càng thêm quan trọng nhiệm vụ phù đồ sơn nhậm tông chủ muốn giám thị phía đông năng lượng lốc xoáy phòng ngừa thẩm lãng dẫn người từ nơi đó ra tới thắng quảng tắc muốn xuất quân đồ ở kim cương phong thượng cổ di tích nhập khẩu chỗ phòng ngừa thẩm lãng từ cái này phương hướng chạy thoát đối với chúng ta mà nói tiêu diệt nộ triều thành cũng không có cái gì giá trị thậm chí tiêu diệt mười biến đều không có cái gì ý nghĩa nhậm tông chủ nói nhất quan trọng vẫn là thẩm lãng chỉ có bắt lấy hắn chúng ta mới có thể một lần nữa đạt được đối đại viêm đế quốc chiến lược uy hiếp lực thắng quảng nói đương nhiên đại viêm đế quốc còn không biết chúng ta đã đánh mất thẩm lãng cái này bí mật nhưng chúng ta muốn chứng minh thẩm lãng không có ném như cũ nắm giữ ở chúng ta trong tay như vậy như thế nào chứng minh đó chính là đem nộ triều thành từ trên thế giới này hoàn toàn hủy diệt chém tận giết tuyệt một khi nộ triều thành diệt thẩm lãng đều không có xuất hiện Vậy tương đương nói cho đại viêm đế quốc thẩm lãng như cũ ở chúng ta trong tay. Chúng ta như cũ có được phóng ra long chi hối năng lực. Ngô trưởng lão nói, hai vị bệ hạ kia một trận chiến này muốn đánh tới cái gì trình độ. Nhậm tông chủ nói, đem nộ triều thành san thành bình địa. Đem bên trong mọi người toàn bộ chém tận giết tuyệt. Nghe thế câu nói sau, thắng vô khuyết gương mặt đột nhiên run lên, tràn ngập vô hạn khoái ý ngày nay rốt cuộc tới rốt cuộc có thể ở thẩm lãng trên mặt hung hăng đánh một bạt tai rốt cuộc có thể không hề cố kỵ đem thẩm lãng người giết được sạch sẽ ngô trưởng lão nói thẩm lãng người này trọng cảm tình cho nên nhất định sẽ phi thường chú ý nộ triều thành một khi chiến cuộc mở ra hắn nhất định sẽ nghĩ cách từ kim cương phong thượng cổ di tích bên trong ra tới một khi chúng ta thành công đem hắn bước ra tới kia nộ triều thành bên kia là ngưng chiến vẫn là tiếp tục nhậm tông chủ nói tiếp tục chiến tranh một trận chiến này mệnh lệnh chỉ có một đó chính là đem nộ triều thành hoàn toàn hủy diệt đem bên trong mọi người toàn bộ sát tuyệt thắng quảng nói nộ triều thành là thẩm lãng căn cơ là hắn cái gọi là đại càn đế quốc lâm thời đế đô nhưng thẩm lãng sở hữu người nhà đều ở thiên đường trang viên tiêu diệt nộ triều thành lúc sau các ngươi liền đi thiên đường trang viên đem tất cả mọi người tù binh đưa bọn họ mang lại đây. Lợi dụng bọn họ làm con tin bức bách Thẩm Lãng xuất hiện. "Là hai vị bệ hạ." Ngô trưởng lão nói, Thắng Vô Khuyết nói, "Phụ vương, nhậm tông chủ, còn có một việc trọng yếu phi thường." Thắng Quảng nói, "Đại Viêm đế quốc đúng không?" Thắng Vô Khuyết nói, "Đúng vậy, Thẩm Lãng còn có đầu rút cổ ở Kim Cương Phong thượng cổ di tích." trong vòng vô pháp rời đi nhưng đại viêm đế quốc lại có phóng ra long chi hối năng lực vạn nhất hắn ở trên mặt biển đối chúng ta đại quân phóng ra long chi hối kia hậu quả không dám tưởng tượng thắng quảng nói chờ xem bọn họ mau tới kỳ thật phù đồ sơn cùng thắng quảng liên quân đã ở trên mặt biển tập kết xong như cũ không có xuất binh chính là vì chờ đợi đại viêm đế quốc sứ giả ở mấy ngày phía trước thái tử thắng vô minh liền hướng viêm kinh truyền lên tấu trương toàn bộ phương đông thế giới cũng chỉ có một cái đại can đó chính là hoàng đế bệ hạ anh minh thống trị hạ tân càn vương quốc mặt khác bất luận cái gì cái gọi là đại can đế quốc đều là phi pháp là vi phạm đại viêm đế quốc ý chí thẩm lãng phát dồ thế nhưng vận dụng long chi hối chiến lược sát khí phá hủy còn lộ thành diệt sạch nhân tính vì cấp vô tội tử nạn giả một công đạo vì cấp thiên hạ một công đạo tân càn vương quốc quyết định đại quân viễn trinh nộ triều thành đem này tòa tội ác chi thành từ trên thế giới này hoàn toàn hủy diệt vì tỏ vẻ đối đại viêm đế quốc tôn kính cho nên khẩn cầu viêm phái kinh kịch đi sứ giả giám sát toàn bộ chiến trường lời này nghe được thật là lời lẽ chính đáng thật là vô cùng cung kính a à. người thắng quảng cùng phù đồ sơn đều đã tự lập đều đã tính toán thoát ly đại viêm vương triều thắng vô minh đều đã đại biểu phù đồ sơn tham dự siêu thoát thế lực hội nghị thậm chí hai bên đều đã lẫn nhau bắn long chi hối kết quả thắng quảng thái độ biểu hiện đến so với phía trước còn muốn cung kính luôn mồm ủng hộ đại viêm đế quốc loại này đấu mà không phá thủ đoạn thật đúng là như hỏa thuần thanh a kế tiếp thắng quảng cùng phù đồ sơn liền chờ đợi đại viêm đế quốc phản ứng xem viêm phái kinh kịch ra kiểu gì cấp bậc sứ giả mà đại viêm đế quốc thái tử lập tức liền xem thấu thắng quẳng kỹ xảo bọn họ đây là lo lắng ở tiêu diệt nộ triều thành lúc sau đại viêm đế quốc bỗng nhiên từ nào đó mặt biển phóng tới một chi long chi hối tới một cái chân chính hoàng tước ở phía sau kia đã có thể ghê tởm cho nên làm viêm phái kinh kịch ra hai gã khâm sai giám sát toàn bộ chiến trường kỳ thật chính là muốn lợi dụng này hai cái khâm sai đại thần làm con tin. Nếu đại viêm đế quốc thật sự phóng ra long chi hối nói, kia này hai cái khâm sai cũng sẽ bị nổ chết. Đương nhiên, đây cũng là một loại chiến lược thử. Kế tiếp liền xem viêm phái kinh kịch ra cái gì cấp bậc sứ giả. Nếu là phái tới hai cái tiểu miêu tiểu cầu nói. Vậy đại biểu cho đại viêm đế quốc thật sự khả năng sẽ phóng ra long chi hối tiêu diệt phù đô. Sơn hạm đội nhưng nếu phái tới hai cái khâm sai cấp bậc phi thường cao. Vậy đại biểu đại viêm đế quốc không có phóng ra long chi hối phá hủy phù đồ sơn hạm đội ý tứ. Từ khâm sai đại thần xem đế quốc thái độ, bệ hạ đế quốc sứ giả tới, bên ngoài vang lên thanh âm. Thắng Quảng nói, chuẩn bị không trung đội danh dự, nghênh đón đại viêm đế quốc khâm sai. Kế tiếp, ở không trung xuất hiện hoa lệ một màn. Tân Càn Vương quốc cùng Phù Đồ Sơn vận dụng 300 không trung đội danh dự. Thuần một sắc là hoa lệ đặc chủng võ sĩ, ở không trung sắp hàng đến chỉnh chỉnh tề tề. Ngành đón đại viêm đế quốc khâm sai. Ở không trung, Tân Càn Vương quốc chi vương thắng quảng. Mang theo nhị vương tử thắng vô khuyết bắc thượng 100 giảm. Ngành đón đại viêm đế quốc hai gã khâm sai đại thần. Đại viêm đế quốc cũng thật là sẽ bảo mật vẫn luôn đều không có công bố hai cái khâm sai đại thần thân phận thậm chí cũng không có lộ ra bất luận cái gì tiếng gió cách mấy dặm thắng quảng liền thấy rõ ràng hai vị khâm sai gương mặt tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi đế quốc liêm thân vương mẫn quận vương đại viêm đế quốc thế nhưng xuất động hai cái vương cấp bậc đã phi thường chi cao thắng quảng cùng phù đồ sơn có thể tùng một hơi ở không trung thắng quảng kho mình hành lễ nói thần thắng quảng khấu kiến đế quốc khâm sai hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đại viêm đế quốc khâm sai sứ đoàn tuyết điêu đã bị cải tạo đến phi thường thoải mái mặt trên chỗ ngồi ổn định vững chắc thậm chí này tuyết điêu phi hành đến cũng thực vững vàng đại bộ phận đều là đều tốc cách rất xa liền truyền đến đế quốc liêm thân vương sang sảng tiếng cười to thắng quảng huynh biệt lai vô dạng a liêm thân vương ngươi cũng chân thật hiện thực a à, phía trước mặc kệ là ở Việt vương, ngô vương. Sở vương trước mặt, hắn đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng cứ việc đều là thân vương. Nhưng hắn phẳng phất cao nửa cấp giống nhau, mà ở thắng quảng trước mặt. Hắn phẳng phất có khôi phục phía trước khiêm tốn. Cùng ngành đế quốc khâm sai. Cùng ngành đế quốc khâm sai. Mấy trăm danh võ sĩ cùng kêu lên hô to. Thắng Quảng cùng thắng vô khuyết tiến lên nói: Hai vị khâm sai đại thần thỉnh kiểm diệt chúng ta không chung đội danh dự. Đế quốc liêm thân vương cười nói: Như thế làm người mở rộng tầm mắt. Hiện tại thế nhưng liền không chung đội danh dự đều có. Kế tiếp ở thắng Quảng cùng thắng vô khuyết cùng đi hạ đại viêm đế quốc khâm sai kiểm diệt tân càn vương quốc không chung đội danh dự. Sau đó lại đáp xuống ở hắc thạch đảo đại thành bảo thượng tiến hành rồi hai bên hội đàm lần này siêu thoát thế lực hội nghị viên mãn thành công thắng vô minh thái tử biểu hiện đến phi thường xuất sắc thắng quảng huynh nhậm huynh có người kế tục a à, đế quốc liêm thân vương cười nói kỳ thật trước mắt này hết thảy đều phi thường không phù hợp quy củ nơi này là địa phương nào phù đồ sơn ở nam bộ hải vực thượng cổ di tích nhập khẩu màu đen lâu đài thắng quảng bổn hẳn là ở càn kinh chiêu đãi đế quốc khâm sai ở phù đồ sơn trên lãnh địa xem như sao lại thế này. Này chẳng phải là nói cho người trong thiên hạ, tân càn vương quốc cùng phù đồ sơn đã hợp hai làm một sao. Này hoàn toàn vi phạm hoàng đế bệ hạ chủ trương. Siêu thoát thế lực muốn cùng thế tục hoàn toàn phân cách mở ra, không xâm phạm lẫn nhau. Lẫn nhau không cấu kết, nhưng là liêm thân vương liền phảng phất hoàn toàn làm như không biết giống nhau hai bên vui sướng mà nói chuyện với nhau thậm chí không khí so với phía trước còn muốn hảo phảng phất phía trước vết rách đều không có phát sinh giống nhau làm người không thể tin này hai cái thế lực đã từng cho nhau bắn quá long chi hối phân biệt đều phá hủy đối phương một tòa thành thị đế quốc mẫn quận vương bỗng nhiên nói thắng thân vương nghe nói thẩm lãng rơi vào các ngươi trong tay nhưng có chuyện này không có thắng quảng nói Tân Càn Vương quốc nhị vương tử thắng vô khuyết bổ sung nói, này hết thảy đều là tung tin vịt. Thẩm lãng như cũ ở nộ triều thành bên trong, như thế nào liền rơi vào chúng ta trong tay. Chúng ta lúc này đây đại quân Bắc Phạt chính là vì tiêu diệt ngụy đại càn đế quốc. Chính là vì đại viêm đế quốc tiễu trừ phản nghịch. Chính là vì đại viêm đế quốc chi thống nhất. Hảo, hảo, hảo. Đại viêm đế quốc liêm thân vương nói, thắng thân vương trung thành chứng giám. Cảm động đất trời, đây là một hồi chính nghĩa chiến tranh. Thắng thân vương cũng đủ vì thiên hạ gương tốt. Thắng vô khuyết nói, toàn bộ phương Đông thế giới chỉ có thể có một cái vương triều. Đó chính là Đại Viêm vương triều. Toàn bộ phương Đông thế giới chỉ có thể có một cái hoàng đế. Đó chính là Đại Viêm hoàng đế bệ hạ, nếu ai muốn mưu nghịch. Liền trước muốn làm lại Càn Vương quốc thi thể thượng bước qua đi. Toàn bộ hội đàm mở miệng trên cơ bản đều là thắng vô khuyết thắng quảng cùng nhậm tông chủ cực nhỏ mở miệng không chỉ là ở liêm thân vương trước mặt liền tính ở đế quốc thái tử trước mặt thắng quảng đều là loại thái độ này lạnh nhạt mà lại rụt rè đế quốc liêm thân vương nói thắng quảng huynh lúc này đây bắc phạt nộ triều thành ngươi cần phải tự mình thống quân sao thắng quảng nói ta không đi thắng vô khuyết đi nga đế quốc liêm thân vương nói mẫn quận vương kia kế tiếp người liền tùy quân xuất trinh bắc phạt nộ triều thành đi đúng vậy đế quốc mẫn quận vương nói thế giới này chú ý chính là ngang nhau tiếp đãi nếu thắng quảng ngự giá thân trinh nộ triều thành kia liêm thân vương tự nhiên cũng sẽ đi theo đi nhưng nếu thắng quảng không đi kia hắn đế quốc thân vương thân phận cũng không thể đi làm mẫn quận vương đại biểu đại viêm đế quốc xuất trinh đốc chiến đã là phi thường cao quy cách thắng quảng nói vậy hoan nghênh thân vương điện hạ tại đây hắc lâu đài làm khách mấy ngày ngày kế phù đồ sơn chi chủ đại viêm đế quốc liêm thân vương tân càn vương quốc chi chủ thắng quảng ba cái đầu sỏ tự mình đưa mười vạn đại quân xuất trinh bắc phạt ba vị đầu sỏ đều phân biệt phát biểu nói chuyện phù đồ sơn chi chủ nói được thực đoàn thắng quảng nói được càng đoàn đem nộ triều thành san thành bình địa hoàn toàn tiêu diệt ngụy đại càn đế quốc chém tận giết tuyệt mà đế quốc liêm thân vương liền nói được tương đối nhiều trước nói tân càn vương quốc cùng đại viêm đế quốc thân mật quan hệ bàn lại thẩm lãng tạ ác tính lại đem đại viêm đế quốc chính nghĩa tính cuối cùng tuyên bố đây là một hồi chính nghĩa chiến tranh vĩ đại chiến tranh hơn nữa tin tưởng một trận chiến này có thể hoàn toàn tiêu diệt thẩm lãng tạ thế lực đổi toàn bộ thiên hạ một cái lanh lảnh càn khôn ta nơi nào cũng không đi, ta liền ở cái này lâu đài trong vòng. Chờ đợi các ngươi chiến thắng trở về. Ta liền ở chỗ này chờ đợi ngụy đại càn đế quốc diệt vong tin tức tốt. Đại quân, xuất trinh, bác phạt. Theo ba cái đầu sỏ ra lệnh một tiếng, phù đồ sơn cùng thắng quảng liên quân. Mênh mông cuồn cuộn bắc thượng. Này chi cường đại vô cùng hạm đội, có được vượt qua một nửa thượng cổ chiến hạm có được hủy diệt tính sức chiến đấu, lấy mỗi giờ 37 km tốc độ. Hướng tới nội triều thành đánh tới. Đế quốc mẫn quân vương, tân càn vương quốc nhị vương tử thắng vô khuyết. Phù đồ sơn hiến đường chi chủ, trở thành này 10 vạn đại quân liên hợp thống soái Thắng vô khuyết trong đầu tiếng vọng phụ vương thắng quảng cùng nhậm tông chủ nói. Một trận chiến này là đánh cấp đại viêm đế quốc xem. Phải cho đế quốc khâm sai một lần cường đại uy hiếp. Muốn trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt nộ triều thành, tiêu diệt ngụy đại can đế quốc. Thẩm lãng không ở, nộ triều thành không hề sức phản kháng. Bởi vì trừ bỏ long chi hối, nộ triều thành không có bất luận cái gì vũ khí có thể đối đại quân. Tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Mười vạn thượng cổ trang bị quân đoàn diệt nộ triều thành, dễ như trở bàn tay. Không cần tốn nhiều sức. Này siêu phong ba phi hành thu tốc độ quá nhanh, từ Khương Quốc đến nộ triều thành. Suốt 8 ngàn dặm, nó dùng không đến 9 giờ cũng đã bay đến. Hơn nữa trên đường không có bất luận cái gì nghỉ ngơi. Thẩm lãng từ trên trời giáng xuống. Mà lúc này thắng quảng cùng phù đồ sơn cường đại vô cùng 10 vạn đại quân. Khoảng cách nộ triều thành suốt còn có 5 nghìn hơn dặm. Thẩm lãng ở không trung mở ra miệng rộng, sóng siêu âm phi hành thú cũng mở ra miệng rộng. Ngao ngô, thắng quảng cùng phù đồ sơn liên quân, các ngươi chạy nhanh đến đây đi. Ta long trì hối đã đói khát khó nhịn, chúng ta đại siêu cũng đói khát khó nhịn. Chuẩn bị một hồi đại tàn sát. mươi 536, hủy diệt ngay kế hoạch. Nữ hoa kế hoạch, kinh thiên diễn mở man. Đường này chỉ sóng siêu âm phi hành thú đi vào nội triều thành trên không thời điểm. Vẫn là khiến cho toàn bộ nội triều thành phòng không hệ thống khiếp sợ cùng náo động trong phút chốc vô số thượng cổ cường nỏ chi mũi tên thượng cổ chiến nỏ chi mũi tên đột nhiên hướng tới không trung phóng tới cùng lúc đó vượt qua mấy chục cái nhiệt khí cầu đồng thời lên không nhưng toàn bộ nộ chiều thành phòng không hệ thống ở đại siêu trước mặt toàn bộ mất đi hiệu lực nó tốc độ thật sự quá nhanh tính cơ động cũng quá cường như thế kinh người quái vật khổng lồ ở không trung thế nhưng là như thế địa linh xảo quả thực không thể tưởng tượng hô hô hô, nó lại bắt đầu hoa lệ biểu hiện kinh diễm. Lấy mỗi giây vượt qua gấp hai vận tốc âm thanh tốc độ kinh người đáp xuống. Từ 89 cây số trời cao đáp xuống, hơn nữa nó thân hình thật sự là thật tốt quá. Tràn ngập lưu tuyến mỹ cảm, từ trên mặt đất nhìn lại thật là có một loại long chi hối hạ truy. Cảm giác, phanh, giống như một chi cự mũi tên giống nhau. Nó vô cùng tinh chuẩn mà dừng ở nội triều thành đại thành bảo trung tâm trên quảng trường cùng lúc đó mấy chục đạo thân ảnh tia chớp giống nhau hướng tới nó đột nhiên xông ra ngoài. đương nhiên nếu ở cái này khoảng cách phóng ra thượng cổ to lớn cường nỏ nói đối đại siêu con là phi thường nguy hiểm nhưng ở khoảng cách mặt đất còn có ba nghìn mễ thời điểm sở hữu thượng cổ cường nỏ thượng cổ chiến nỏ đều đã đình chỉ công kích bởi vì không ngừng một con kính viễn vọng ở sóng siêu âm phi hành thú móng vuốt thượng thấy được thẩm lãng khoảng cách mặt đất gần chỉ có 3 mét thời điểm. Sóng siêu âm phi hành cự thú đột nhiên chuyển biến phương hướng, lại một lần chiếm đất bay qua. Thuận tiện đem Thẩm Lãng nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Thứ này thực thích kích thích a, à, nó siêu ái lao xuống thời điểm chơi mạo hiểm động tác. Thẩm Lãng vừa mới rơi xuống đất, lập tức bị một người ôm lên. cơ hồ ôm đến độ muốn hít thở không thông, này lực đạo nhưng không có đại siêu ôn nhu a. À. Nó móng vuốt như vậy đại, như vậy hữu lực, nhưng là nắm lấy thẩm lãng thân thể thời điểm. Lực đạo quả thực hoàn mỹ. Hải kéo chặt ôm chặt ở thẩm lãng, thật sâu ngửi trên người hắn hơi thở. Ước chừng một hồi lâu nói, ngươi là một cái hỗn đàn biết không? Ngươi tuyệt đối là một cái hỗn đàn. Suốt một phút sau, hải kéo buông lỏng ra thẩm lãng. Thẩm lãng đi tới cựu yêu nhi trước mặt, đột nhiên ôm lấy nàng lực đàn hồi kinh người thân hình. Ở nàng trên cổ hôn một ngụm. "Yêu tưởng ta không? Ta thật là nhớ ngươi muốn chết, không tin ngươi cảm thụ một chút." Thẩm Lãng nói. "Cảm nhận được." Cửu Yêu Nhi nói, nhưng là nàng ánh mắt lại nhìn phía kia chỉ sóng siêu âm phi hành cự thú. Tràn ngập khó được kích động. Ước chừng một hồi lâu, nàng mới quay mặt đi tới nói, "Ngươi hiện tại muốn ngủ ta sao?" Thẩm Lãng ngạc nhiên nói, "Hiện tại, ngươi có như vậy cấp sao?" Cửu yêu nhi nói, ta không có như vậy cấp ta là lo lắng ngươi vội vã muốn. Nhưng nếu ngươi không phải như vậy cấp nói, ta muốn đi theo nó tiếp xúc một chút. Cửu yêu nhi chỉ chính là sóng siêu âm phi hành thú, thật sự là đem nàng kinh diễm tới rồi. Ách đi thôi, thẩm lãng nói. Tiếp theo hắn đi tới nhiều kéo công chúa trước mặt tiến lên một cái ôm. Ước chừng một hồi lâu, thẩm lãng nói, nhiều kéo ta bắt tay đặt ở ngươi kia địa phương ngươi chẳng lẽ không ngại sao? Đổi thành phía trước, ngươi đã sớm đem tay của ta chụp bay. Ngươi loạn phóng không chỉ có riêng là ngươi tay, ta bệ hạ. Nhiều kéo công chúa nói, bất quá không sao cả, ta đã hoàn toàn không sao cả. Chỉ cần ngươi cao hứng liền hảo. Ách, thẩm lãng bắt tay rời đi nhiều kéo công chúa eo hạ. Trên thực tế hắn thích chính là vừa mới xúc đi lên lập tức bị đánh cái loại này kích thích cảm nhiều kéo quang minh chính đại làm nàng sờ hắn ngược lại cảm thấy không có như vậy mỹ diệu thẩm lãng đang ở từng cái cùng mỗi người ôm đương nhiên đều là nữ nhân ách đối mặt tiết ẩn thời điểm thẩm lãng do dự một chút nhưng là đối phương lại tiến lên một tay đem hắn ôm vào trong ngực kẻ điên ngươi chính là một cái tiểu kẻ điên tiết ẩn thần nữ run rẩy nói sau đó ở thẩm lãng đầu tóc thượng hôn một ngụm nàng đối thẩm lãng tình cảm quá phức tạp, phức tạp đến vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Mà thẩm lãng biến mất này mấy tháng, đối với ở đây mỗi người tới nói đều là dày vò. Nhưng thẩm lãng lại phi thường minh xác mà nói qua. Không cần đi bất luận cái gì địa phương tìm nàng. Chỉ cần căn cứ kế hoạch của hắn tùy cơ ứng biến tiến hành đó là. Làm một cái chủ quân tới nói thẩm lãng là tuyệt đối không đủ tiêu chuẩn, quá tùy hứng. Quá mạo hiểm buông lỏng ra tiết ẩn sau thẩm lãng đi tới ban nhược tông sư trước mặt đối với nàng mở ra hai tay vẫn là từ bỏ ngươi quá tuổi trẻ ngươi không phải phụ thân ngươi ban nhược tông sư nói ách thẩm lãng nói hảo đi phẳng phất muốn làm ta mẹ kế ta người so trong tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều a à, ban nhược tông sư suy nghĩ trong chốc lát lắc đầu nói cũng không có lần đó sự ta là một cái độc thân chủ nghĩa giả nếu trời cao ngạnh phải cho ta an bài một người nam nhân nói ta cảm thấy ngươi khả năng so khương ly bệ hạ muốn tốt một chút bất quá ngươi vẫn là quá nhỏ cái này làm cho ta có một loại vi phạm nhân luân cảm giác may mắn ta đời này vĩnh viễn không tính toán gả chồng cũng đối nam nhân không có bất luận cái gì hứng thú nếu không liền phiền toái ta vĩnh viễn đều tương đối thưởng thức tuổi trẻ thân thể nhưng là tâm lý thượng lại Ban nhược tông sư còn không có nói xong. Liền phát hiện có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng, chính là nàng vị kia sư tỷ lâm thường. Đánh nhau trước nay đều không có thắng quá tuyết sơn lão yêu. Dâm đương vô sỉ, lâm thường nói, liền ngươi người như vậy. Còn có tư cách trở thành ma nham nói cung chi chủ. Sư tỷ ta và ngươi giống nhau là cả đời xử nữ. Ban nhược nói, bất quá ngươi như vậy muốn làm cái này ma nham nói cung chi chủ nói kia hiện tại liền tặng cho ngươi lâm thường cả giận nói ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ ta yêu cầu ngươi đáng thương sao chẳng lẽ cái này cung chủ chi vị còn cần ngươi ban ân cho ta sao ngươi có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt đáng thương a à? ngươi có phải hay không cảm thấy hai người tùy thời tùy chỗ đều có thể xảo lên chuẩn xác nói là lâm thường tùy thời tùy chỗ đều có thể nổ mạnh phu quân, kiến nghị ngươi lúc này bất nhã hình thái, ta cảm thấy vẫn là yêu cầu ôm ta. Ít nhất ta có thể vì ngươi che đậy một chút. Trường Xuân Hoa chạy như bay lại đây, nhưng khoảng cách còn có không đến 10 mét thời điểm. Nàng phi thường yêu nhã mà đã đi tới, đầu nhập thẩm lãng trong lòng ngực, hơn nữa lén lút cọ sát. Tiếp theo, nàng phẳng phất uống say giống nhau, mê ly nói, phu quân. Cựu yêu nhi tỷ tỷ lúc này đại khái không phải rất muốn cùng ngươi phát sinh cái gì nàng bị mặt khác một loại đồ vật hấp dẫn ở. Cho nên ta kiến nghị chúng ta đi trong phòng thế nào? Văn phòng cũng là có thể tránh ra. Thực xin lỗi. Cuối cùng hai chữ là đối ta phía sau nào đó không biết xấu hổ nữ nhân nói. Nàng sau lưng, trương lời và ngọc nữ học sĩ chính chậm rãi đi tới. Cựu yêu nhi xác thật là bị sóng siêu âm phi hành thú hấp dẫn. Đại siêu rớt xuống lúc sau, lập tức lười biếng mà bò xuống dưới đem nó thon dài cổ gác trên mặt đất, có vẻ ngạo kiều mà lại lười biếng. Cửu yêu nhi đi qua, vươn tay vuốt ve đầu của nó đỉnh. Hừ, cửu yêu nhi lại dùng tay đi cào nó cầm. Đại siêu càng thêm lười biếng nhắm mắt lại. Thẩm lãng trung quy là bất công, phản hồi nộ triều thành lúc sau. Gấp không chờ nổi mà chui vào cửu yêu nhi ổ chăn, dựa theo hắn thể lực. Ít nhất muốn ngày mai mới có thể đi ăn ủi trương xuân hoa. Mấy ngày này, ta, phi thường tưởng ngươi. Cửu yêu nhi nói, mặt khác ta phi thường hy vọng không cần có tiếp theo. Ngươi tự mình mạo hiểm sẽ có vẻ chúng ta đặc biệt vô năng. Ta đặc biệt không hy vọng ngươi đem chính mình đặt mình trong với hiểm cảnh. Thẩm lãng nói, hảo, nhưng ta sửa đúng một chút ta lúc này đang ở tiên cảnh. Hai người gắt gao ôm nhau. Ước chừng một hồi lâu, cửu yêu nhi nói, nó gọi là gì? Thẩm lãng nói, đại siêu cửu yêu nhi nói, nó chỉ cho phép làm ngươi kỵ thừa sao? Thẩm lãng nói, đều không phải là như thế. Trên thực tế ngươi mới là nó tốt nhất chiến đấu đồng bọn. Bất quá trong khoảng thời gian này ngươi không thể cưỡi nó lên không? Bởi vì chúng ta yêu cầu bảo mật. Hơn nữa ở thời khắc mấu chốt làm nó cấp phù đồ sơn không quân tiến hành một đòn chí mạng. Cửu yêu nhi nói, chúng ta đây yêu cầu đem nó giấu đi thẩm lãng nói, nó tuy rằng phi thường thật lớn, nhưng thực hảo tàng, trong biển cũng có thể. Hồ nước cũng có thể, nó thích nhất ngốc tại trong nước. Thẩm lãng trở về, trên thực tế đối nộ triều thành cũng không có khiến cho quá lớn dung. Chuyển, bởi vì nộ triều thành nội rất nhiều người thậm chí cũng không biết này mấy tháng hắn đi. Nơi nào, cũng không biết hắn gặp cái gì, biết phát sinh sự tình gì gần chỉ có vài người mà thôi. Hơn nữa thẩm lãng vẫn luôn là xuất quỷ nhập thần. Mặc kệ là ở phương Tây thế giới vẫn là phương Đông thế giới. Hắn lộ diện số lần vẫn luôn đều không nhiều lắm, nhưng Mặc Kệ như thế nào, hắn lại một lần lộ diện sau, vẫn là làm nộ Triều Thành Sĩ khí tăng vọt. Ngày kế sáng sớm, Trương Xuân Hoa hướng hắn hội báo này mấy tháng quan trọng công tác tiến độ. Đương nhiên không biết vì sao, nàng một bên hội báo, trên người quần áo càng ngày càng ít. Cuối cùng dùng phi thường phức tạp phương thức tiến hành hội báo. Thượng cổ chiến hạm bước đầu chữa trị đã hoàn thành, nếu nguyện ý nói. Lần này liền có thể đầu nhập đến cùng nộ triều thành chiến tranh bên trong. Trương Xuân Hoa nói, đại khái có thể khôi phục nó đỉnh thời điểm 60% sức chiến đấu. Thẩm Lãng lắc lắc đầu nói, không cần, lần này đại chiến còn dùng không thượng nó. Trương Xuân Hoa lại một lần hội báo nói, máy hơi nước loại nhỏ hóa cũng đã hoàn thành so ngươi tối cao mục tiêu còn muốn tiểu, hơn nữa đã thành công trang bị ở tàu bay thượng. Chúng ta đầu phê tổng cộng chế tạo 10 con tàu bay. Thẩm lãng NS tàu bay nhìn qua các hạng tham số đều phi thường lạc hậu. Mặc kệ là phi hành tốc độ, vẫn là linh hoạt tính. Đều xa xa so bất quá địch nhân tuyết điêu quân đoàn, nhưng là nó có một cái thật lớn yêu thế. Đó chính là có thể lên không đến phi thường phi thường cao, vượt qua vạn mét cái này độ cao vượt qua địch nhân tuyết điêu phi hành cực hạn. Cho nên ở cái này độ cao là phi thường an toàn. Đương nhiên cũng trên cơ bản vô pháp tiến hành công kích. Thẩm lãng nói, hủy diệt ngay kế hoạch tiến hành đến như thế nào? Cái gì là hủy diệt ngay kế hoạch? Chính là chế tạo long chi hối, đại khái liền tương đương với nước Mỹ Manhattan kế hoạch. Hỏa long sao trổi đại va chạm thời điểm, kia cái gọi là hai viên trứng rồng đều là giả nhưng cái loại này đặc thù thái dương sắc chất lỏng chính là thật sự. Chúng nó cũng xác thật là long chi hối nguyên vật liệu. Ở nộ triều thành bên trong xưng là long huyết. Ở được đến cái này vật chất lúc sau, thẩm lãng lập tức chế định một cái kế hoạch. Hủy diệt ngay kế hoạch, hơn nữa bắt đầu xuống tay kiến tạo ngầm căn cứ bí mật. Hơn nữa gạt ra vượt qua một ngàn người đoàn đội. Trước mắt cái này hủy diệt ngay kế hoạch không sai biệt lắm xem như nộ triều thành tối cao bảo mật cấp bậc biết đến người sẽ không vượt qua ba cái phi thường phi thường phi thường phi thường thong thả trương xuân hoa nói cái này kế hoạch bắt đầu đã không sai biệt lắm nửa năm có thể xưng là không hề tiến triển chúng ta đoàn đội cứ việc đã tổ kiến đi lên nhưng đến bây giờ mới thôi không có đã làm một lần thực nghiệm toàn bộ đều ở học tập tương quan lý luận thậm chí liền tương quan lý luận cũng chưa phải học tập chỉ có thể nói đang ở liều mạng nghiên cứu từ thiên nhai hải các được đến cái kia thượng cổ. Điển tịch hy vọng có thể tìm được long chi hối tương quan nguyên vật liệu. Thậm chí có người đưa ra hóa giải một chi long chi hối, đương nhiên đã bị phủ quyết. Hơn nữa, liền tính đồng ý, chúng ta trước mắt cũng căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Đi hóa giải một chi long chi hối. Nước Mỹ Manhattan kế hoạch tổng cộng đầu nhập vào 10 vạn người tham dự cơ hồ tập hợp toàn bộ phương Tây thế giới sở hữu ưu tú nhà khoa học nước Đức ngoại trừ. Đầu nhập vào 20 trăm triệu đô la, 40 niên đại 2 tỷ đô la. Mà lúc ấy nước Mỹ năm GDP mới 2 trăm triệu đô la mà thôi. Tổng cộng hao phí 3 năm thời gian mới thành công chế tạo ra đạn hạt nhân. Hơn nữa lúc ấy về đạn hạt nhân lý luận đã thành hình. Nhưng thẩm lãng đoàn đội trước mắt đối long chi hối lý luận tri thức như cũ là trống rỗng không nóng này, không nóng này. Thẩm lãng nói, ta chế định cái này hủy diệt ngay kế hoạch thời điểm. Đã sớm làm tốt tương quan tư tưởng chuẩn bị, 5 năm 10 năm đều là bình thường. Trương Xuân Hoa nói, hủy diệt ngay kế hoạch tuy rằng không hề tiến trướng. Nhưng, về ác mộng thạch trang bị nghiên cứu, lại tiến bộ vượt bậc. Thượng một lần sao trổi đại va chạm. Chúng ta thu hoạch vô số kẻ ác mộng thạch tinh thể cùng vô số bí kim sau đó bọn họ đối rất nhiều trang bị ác mộng thạch trang bị tiến hành hóa giải, cho nên đã nắm giữ vượt qua một ngàn loại ác mộng thạch trang bị chế tạo chữa trị. Hơn nữa đã hình thành với văn tự cùng lý luận, nhiều bước ghê gớm muốn chính là cái này hiệu quả, hủy diệt ngay kế hoạch là cao cấp nhất trước mắt không hề tiến triển, nhưng là lại có thể kéo mặt khác kỹ thuật phát triển. đây là mũi nhọn quân sự kỹ thuật hạ phóng hiệu quả, liền giống như nước mỹ chương trình Apollo. Mặt ngoài chỉ là bước lên mặt trăng mà thôi, trên thực tế đó là một hồi cách mạng kỹ thuật. Hơn nữa mãi cho đến thế kỷ 21 mới thôi. Hiện đại địa cầu khoa học kỹ thuật tuy rằng nhìn qua tiến bộ vượt bậc. Nhưng đơn thuần khoa học kỹ thuật trên cây đối lập chương trình Apollo căn bản không có chất bay vọt, bởi vì long chi lực phóng ra trang bị có thể tiến hành hóa giải. Lại còn có có kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ cho nên hủy diệt ngay kế hoạch đoàn đội hy vọng trước làm ra long chi lực phóng ra trang bị. Như vậy có thể đem long chi hối nguyên lý sở đến càng thêm thấu triệt. Trương Xuân Hoa nói, hơn nữa, đoàn đội còn hy vọng đối long chi lực phóng ra trang bị tiến. Hành loại nhỏ hóa, có thể chứ?" Thẩm Lãng nghi hoặc nói. Trương Xuân Hoa nói, đoàn đội nghiên cứu sau chứng minh. Chúng ta cái này long chi lực phóng ra trang bị sở dĩ yêu cầu như vậy thật lớn là bởi vì nào đó ác mộng thạch tinh thể cấp bậc không đủ cao. Nếu có càng cao cấp bậc ác mộng thạch tinh thể, cái này phóng ra trang bị hoàn toàn có thể càng tiểu. Mà lúc này đây đại va chạm cho chúng ta mang đến rất nhiều rất nhiều cao cấp tinh thể. Này thật là một cái tin tức tốt, thiên đại tin tức tốt. Long chi hối cố nhiên là chiến lược cấp đại sát khí. Nhưng long chi lực phóng ra trang bị cũng có thật lớn chiến thuật ý nghĩa đầu tiên nó so bất luận cái gì pháo đều bắn đến xa hơn cơ hồ có thể phóng ra hết thải hình dạng hình nón hình hình trụ hình viên cầu hình hiện tại thẩm lãng gần chỉ có một long chi lực phóng ra trang bị hơn nữa thật sự là quá thật lớn quá không có phương tiện một khi có thể chế tạo ra loại nhỏ hóa long chi lực phóng ra trang bị liền tính không thể phóng ra long chi hối cũng có thể dùng để phóng ra to lớn đạn pháo tưởng tượng một chút, vượt qua 20 tấn to lớn bom. Bị Long chi lực phóng ra ra 100 nhiều cây em, kia chiến đấu uy lực cũng tuyệt đối là vô cùng. Có thể vượt qua mấy trăm môn pháo uy lực. Trường Xuân Hoa nói, đương nhiên, căn cứ hủy diệt ngày đoàn đội hội báo. Loại nhỏ Long chi lực phóng ra trang bị nghiên cứu cũng gần chỉ là khởi bước giai đoạn. Lạc quan phỏng trừng yêu cầu 2 đến 3 năm thời gian mới có thể hoàn thành đệ nhất cụ thực nghiệm tính long chi lực trang bị chế tạo. 2 đến 3 năm, phi thường dài lâu, nhưng cũng phi thường mau. Khoa học kỹ thuật nghiên cứu chính là như vậy, động một chút chính là mấy năm thời gian. Thẩm lãng nói, chúng ta từ hỏa long sao trổi va chạm thiên hố được đến vượt qua 9 loại thần. Bí sinh vật hơn nữa mở ra nữ oa kế hoạch nhưng có tiến triển. Vì sao đặt tên vì nữ oa kế hoạch? Bởi vì nữ oa sáng tạo nhân loại mà sao trổi va chạm thiên hố mang đến hoàn toàn mới bí mật sinh vật. Có lẽ sẽ sáng tạo hoàn toàn mới giống loài cường đại mà lại có thể sợ giống loài. Cho nên xưng là nữ oa kế hoạch. Đương nhiên, hủy diệt ngay kế hoạch thẩm lãng trực tiếp phân phối một ngàn người đoàn đội. Nhưng cái này nữ oa kế hoạch lại như cũ ở vào hình thức ban đầu bên trong. Bởi vì đề cập đến bí mật sinh vật thật sự quá nguy hiểm trên cơ bản thẩm lãng đều là tự mình động thủ, một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hoàn toàn hậu quả không dám tưởng tượng, thậm chí sẽ cho nộ triều thành đánh tới diệt sạch tính đả kích. Trương Xuân Hoa nói, không có bất luận cái gì tiến triển. Bởi vì cái này kế hoạch là từ ngươi tự mình dắt đầu. Đúng rồi, chúng ta nhóm thứ hai mậu dịch hạm đội. Còn có đại càn đế quốc nhóm thứ hai sứ đoàn đã xuất phát đi trước Tây Luân Vương Triều. Hơn nữa mang đi chúng ta quốc thư, còn có đối địch sóng ti mẫu tử sách phong thư." Trương Xuân Hoa nói, ở hơn 4 tháng trước xuất phát. Hiện tại hẳn là sớm đã tới Tây Luân Vương triều, hơn nữa tiến hành mậu dịch cùng giao lưu. Hơn nữa sẽ ở Tây Luân Vương triều nữ vương thành. Còn có Bích triều bán đảo Hoàng hậu thành thiết lập hai cái sứ quán. Phải ước chừng mấy chục danh quan viên đóng giữ. Hỏa thần giáo đại tế sư Tiết Lai chờ ngài một tháng thời gian, nhưng sự tình quá khẩn cấp. Cho nên nàng đã phản hồi phương Tây thế giới. Hơn nữa, ở một tháng trước hỏa thần giáo đưa tới một đám chân quý lễ vật cửu yêu nhi. Hải kéo công chúa ta, kim chắc hầu tước bốn người liên thủ ký tên. Thay thế ngươi tiếp thu này phê chân quý lễ vật. Trương Xuân Hoa nói, trong đó chân quý nhất chính là địa ngục hỏa trùng bột phấn đại khái có 395 cân, đại khái cũng đủ chúng ta phối trí ra 10 vạn cân địa ngục hỏa dịch. Chúng ta lửa đạn xưởng thử đem địa ngục hỏa dịch đặt ở thuốc nổ bên trong. Kết quả, uy lực vô cùng, trực tiếp đem nổ mạnh trung tâm độ ấm tăng lên tới 2000 độ C trở. Lên, đương nhiên bọn họ còn đang tìm cầu càng cao phối phương. Bảo đảm chúng ta bom ở nổ mạnh thời điểm. Có thể đối trang bị siêu cấp áo giáp siêu thoát thế lực bí mật quân đoàn mang đến thật lớn lực sát thương, đương nhiên đến nay như cũ không có hoàn thành, như cũ ở thực nghiệm giữa. Tầm thường TNT nổ mạnh trung tâm độ ấm đều siêu bất quá 1.000 độ C. Mà Long chi hối trung tâm độ ấm có bao nhiêu? Hoàn toàn vô pháp đo lường, nhưng thẩm lãng dự đánh giá khả năng sẽ vượt qua 100 triệu độ. C. Quả thực là kinh thiên động địa con số. Cho nên Long chi hối cùng bình thường đạn pháo hoàn toàn xưa đâu bằng nay thậm chí năng lượng trung tâm cũng xa xa cùng Long Chi Hối không phải một cái cấp bậc. Long Chi Hối, quả thực chính là trung cực đại sát khí, đáng tiếc A à số lượng quá ít. Nộ triều thành lúc này gần chỉ có hai chi Long Chi Hối. Hơn nữa, giấu ở tuyệt đối bí mật địa điểm, biết đến người chỉ có một, đó chính là cửu yêu nhi. Liền Trương Xuân Hoa cũng không biết. Đáng tiếc a à, chỉ có hai chi long chi hối, lúc này đây phải dùng rất một chi. Lên không? thẩm lãng ra lệnh một tiếng năm con đại hình tàu bay đồng thời lên không bởi vì có máy hơi nước cánh quạt cho nên chúng nó rốt cuộc có thể phi hành mà không phải theo gió trục lưu nhớ kỹ các người nhiệm vụ gần chỉ là giám thị hội báo không có bất luận cái gì chiến đấu nhiệm vụ thẩm lãng nói đúng vậy quỳ ninh tướng quân nói năm con tàu bay càng bay càng cao càng bay càng cao cuối cùng bay đến một vạn mễ trời cao cũng chỉ có đứng đầu Amazon nữ chiến sĩ, ở có thể ở cái này áp lực thấp. Nhiệt độ thấp hoàn cảnh sinh tồn, nhưng liền tính như thế. Các nàng mỗi người đều xuyên độc lập thượng cổ áo giáp. Bay đến cũng đủ trời cao sau, năm con phi hành bắt đầu nam hạ. Đương nhiên ở cái này độ cao như cũ thuộc về tầng đối lưu. Nhưng nếu thời tiết không tốt lời nói, cũng đã hoàn toàn là ở tầng mây trung xuyên qua này cố nhiên có lợi cho che giấu, nhưng cũng rất khó quan sát đến trên biển mục tiêu. Phi hành khoảng cách 1.000 dặm tả hữu, Không có phát hiện phù đồ sơn cùng thắng quảng liên hợp hạm đội. Phi hành khoảng cách 2.000 dặm tả hữu, Không có phát hiện phù đồ sơn cùng thắng quảng liên hợp hạm đội. Này năm con tàu bay ở thượng vạn mét trời cao trung, giám thị mặt biển thượng hết thảy. May mắn là mặt biển hạm đội mà không phải mặt đất hạm đội. Nếu không ở cái này độ cao cái gì đều nhìn không tới, mà biển rộng mênh mông bát ngát. Không có bất luận cái gì che đậy, thời tiết sáng sủa nói. Hoàn toàn có thể phát hiện mặt biển thượng hạm đội. Phi hành khoảng cách 3.000 dặm, không có phát hiện địch nhân hạm đội. Cảnh báo, cảnh báo, phát hiện địch nhân không trung tuần tra kỵ sĩ. Phát hiện địch nhân không trung tuần tra kỵ sĩ, ở chúng ta phía dưới 5.000 mễ tả hữu cái này nhãn lực cũng thật là kinh người cho dù là tiết điêu ở mấy ngàn mét khoảng cách cũng gần chỉ là một cái điểm đen bệ hạ ý chỉ không cần cùng địch nhân không chung lực lượng tiến hành bất luận cái gì giao chiến phía sau tàu bay bảo trì đối địch nhân không chung lực lượng giám thị chúng ta tiếp tục nam hạ tìm kiếm địch nhân hạm đội lại qua mấy cái canh giờ trong đó một con thuyền tàu bay thượng amazon nữ võ sĩ cao giọng kêu gọi nói phát hiện địch nhân hạm đội, phát hiện địch nhân hạm đội. Phát hiện địch nhân đại quy mô không trung quân đoàn. Ký lục Phù Đồ Sơn cùng thắng Quảng Liên Hợp hạm đội khoảng cách nộ triều thành ước chừng 3.700, gửi đi tín hiệu cờ, mệnh lệnh số 2 tàu bay trở về địa điểm xuất phát. Hội báo thẩm lãng bệ hạ, chúng ta tiếp tục giám thị địch nhân chiến đấu hạm đội. Là, số 2 tàu bay ở trời cao chuyển biến, sau đó trở về địa điểm xuất phát nộ triều thành cứ việc thẩm lãng biết, phù đồ sơn cùng thắng quảng liên hợp hạm đội đã giết lại đây. Nhưng ít ra còn có mấy ngàn dặm khoảng cách. Hắn đi trước thị sát hủy diệt ngay kế hoạch đoàn đội, lại đi thị sát nữ oa kế hoạch đoàn đội. Trên đường thậm chí đi một lần thiên đường trang viên. Ninh Diễm công chúa đã sinh, hơn một tháng trước liền sinh, lần này bảo bảo là đủ tháng. Hơn nữa phi thường khỏe mạnh. Dựa theo thẩm lãng ước định, cái này bảo bảo hẳn là họ Ninh nhưng cuối cùng Ninh Nguyên Hiến đem hắn đặt tên vì Thẩm Mạc. Vì sao lấy như vậy một cái tên? Bởi vì hắn quá làm ẩm ý, cùng thẩm lực hoàn toàn tương phản. Thẩm lực sinh hạ tới thời điểm thể nhược, phi thường an tĩnh, phi thường ngoan. Cơ hồ đều không khóc. Mà cái này bảo bảo sinh hạ tới thời điểm, quơ chân múa tay, oa oa khóc lớn. Miễn bản nhiều hữu lực, sinh ra liền ước chừng 8 cân nhiều, cho nên nhũ danh thẩm 8 cân. Tầm thường bảo bảo trước trong một tháng cơ hồ đều là hô hô ngủ nhiều. Nhưng cái này bảo bảo tinh lực tràn đầy vô cùng, thật là siêu cấp nháo người. May mắn cái này bảo bảo là sinh cấp ninh nguyên hiến cùng biện phi chơi. Bọn họ một chút đều không chê làm ẩm ý, tuổi này người sợ nhất chính là quạnh quẽ. Cho nên đại bộ phận thời gian đều là biện phi cùng tô phi chiếu cố cái này bảo bảo. Nếu không ninh diễm đại khái sẽ tạc này hơn một tháng nội trừ bỏ uy nãi ở ngoài cái này bảo bảo cơ hồ sở hữu thời gian đều là biện phi ở chiếu cố lúc này thẩm mạc bảo bảo đang bị ôm ở thẩm lãng trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều bất quá hắn liền tính ngủ thời điểm cũng không có một khắc an bình hoặc là đá chân hoặc là múa may cánh tay đứa nhỏ này tương lai khẳng định là cẩu thả người giống như là ninh diễm giống nhau bởi vì thẩm lãng lúc này cùng ninh diễm đang nói chuyện, hắn cũng ngủ ngon lành. Như cũ không có đã chịu quấy dày, đổi thành thẩm lực khi còn nhỏ đã sớm tỉnh. Thẩm lãng cũng minh bạch vì sao ninh nguyên hiến như cũ làm cái thứ hai hài tử họ thẩm mà không? Phải họ ninh, bởi vì hắn tính cách quá nháo quá thô. Vạn nhất tương lai muốn kế thừa Việt Quốc Giang Sơn nói là không thích hợp. Mà thẩm lực tác phi thường thích hợp tuy rằng không phải tuyệt đỉnh thông minh nhưng lại phi thường an tĩnh, hơn nữa có được cứng cỏi ý chí, không chút cầu thả tính cách. Ninh Chính một lần nữa bước lên vương vị đã không sai biệt lắm một năm thời gian. Nhưng hắn như cũ không có nghênh thu bất luận cái gì phi tử ý tứ. Như cũ chỉ có chắc thị một cái thê tử, mà chắc thị như cũ sẽ không sinh dục. Cho nên tương lai thẩm lực có rất lớn xác suất sẽ sửa họ Ninh, đi theo mẫu thân dòng họ. Kế thừa Việt Quốc Giang Sơn. Bởi vì chiếu cố thẩm mạc bảo bảo ninh nguyên hiến cùng biện phi làm việc và nghỉ ngơi cũng bị quấy dày bất quá hắn tinh thần như cũ thực hảo so với nửa năm trước còn tinh thần tuổi trẻ một ít đỉnh núi đình nội lúc này biện phi đang ở nhẹ nhàng phe phẩy nôi thẩm mạc bảo bảo đang nằm ở trong nôi mặt ngủ cái này bảo bảo rất xấu ban ngày thời điểm nhất định phải nghe được người ta nói lời nói thanh âm mới có thể ngủ quá an tĩnh nói hắn là không ngủ hơn nữa nhất định phải người thời thời khắc khắc đều loạn trạng nôi. Chỉ cần dừng lại hắn bảo đảm lập tức tỉnh lại oa oa khóc lớn. Ninh Nguyên Hiến đang ở chỉ đạo mấy tiểu tử kia viết chữ đọc sách. Người nếu là vội nói, liền hồi nộ triều thành đi. Ninh Nguyên Hiến nói, nghe nói thắng quảng cùng phù đồ sơn liên hợp hạm đội đánh lại đây. Thẩm lãng gật đầu nói, ân, lúc này khoảng cách chúng ta nộ triều thành đại khái chỉ có 2.500. Ninh Nguyên Hiến nói, sẽ có vấn đề sao? Thẩm Lãng lắc đầu nói, không thành vấn đề, nộ triều thành vô chiến sự. Sở hữu chiến đấu sẽ ở khoảng cách nộ triều thành còn có 500 dặm khoảng cách liền hoàn toàn. Kết thúc, Ninh Nguyên Hiến nói, kia tiếp theo chàng chiến đấu đâu? Thẩm Lãng nói, đại khái tiếp theo chàng, nộ triều thành như cũ vô chiến sự. Ninh Nguyên Hiến nói, tân càn vương quốc con dân đối với ngươi cảm xúc phi thường phức tạp có lẽ bọn họ cũng không phải thực hoan nghênh ngươi thẩm lãng nói ta biết cho nên đối tân càn vương quốc đại khái yêu cầu mặt khác một loại chinh phục phương thức ninh nguyên hiến nói dùng quân đội tấn công tân càn vương quốc không hề ý nghĩa muốn đoạt lại tân càn vương quốc chỉ cần tiêu diệt thắng quảng phụ tử liền có thể tiếp theo chàng đại chiến khó nhất một chút ở chỗ diệt phù đồ sơn thẩm lãng nói nhạc phụ nói có lý thẩm lãng phản hồi nộ triều thành từ bầu trời tình báo không ngừng mà truyền trở về. Phù Đồ Sơn cùng thắng Quảng Liên hợp hạm đội đại khái 10 vạn người tả hữu. Tổng cộng có 500 con thuyền, nhưng là rất lớn tỷ lệ là thượng cổ chiến hạm. Sức chiến đấu vượt qua thiên nhai hải các hủy diệt hạm đội 3-4 lần trở lên. Không chỉ có như thế, địch nhân lần này còn xuất động vượt qua 300 danh không quân. Toàn bộ đều là ăn mặc thượng cổ áo giáp đặc chủng võ sĩ. May mắn thẩm lãng đã trở lại, may mắn có hai chi long chi hối. Nếu không một trận chiến này liền nguy hiểm. Phù đồ sơn so với phía trước đoán trước trung cường đại đến quá nhiều. Tuy rằng đối phương chỉ có 10 vạn người, nhưng lại có được hủy diệt tính lực lượng. Có thể dễ như trở bàn tay đem nộ triều thành hủy diệt 10 biến trở lên. Đương nhiên cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này. Thẩm lãng mới có thể mạo hiểm đi ăn cắp long chi hối sự thật chứng minh này hết thảy đều là đáng giá. Địch nhân chiến đấu hạm đội khoảng cách nộ chiều thành 2.000 dặm, khoảng cách 1.700, khoảng cách 1.500. Hải kéo công chúa nói, đệ đệ, chúng ta có phải hay không có thể đem long chi lực phóng ra trang bị đặt ở thượng cổ chiến hạm. Thượng, sau đó nam hạ cùng địch nhân chiến đấu hạm đội quyết chiến. Như vậy tính cơ động càng cường, cũng càng thêm linh hoạt chủ động có thể tự chủ lựa chọn phóng ra long chi hối địa điểm thẩm lãng nói đây là một cái hảo ý tưởng nhưng phải cẩn thận bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau chúng ta yêu cầu long chi hối cùng long chi lực đều ở nội triều thành chung bảo trì tuyệt đối uy hiếp lực hải kéo nói chúng ta chỉ có hai chi long chi hối cho nên chỉ có thể phóng ra một chi kia đủ sao thẩm lãng nói đủ rồi nhất đủ rồi lúc này đây ta nhất định cấp phù đồ sơn cùng thắng quảng trình diễn một hồi kinh thiên trò hay lúc này bọn họ còn tưởng rằng ta như cũ ở kim cương phong thượng cổ di tích trong vòng ta này chi long chi hối nhất định phải mang đến lớn nhất chiến quả mấy cái canh giờ sau bầu trời lại một lần truyền đến hội báo bệ hạ thắng quảng cùng phù đồ sơn chủ lực hạm đội khoảng cách nộ triều thành còn có một ngàn dặm thẩm lãng không khỏi phấn chấn lên, kinh thiên tuồng muốn mở man. Trường 537, Long chi hối cuồng bắn. Địch hôi phi yên diệt. Trước Việt quốc thượng thư đài tề tướng. Thái tử thái phó tác huyền lúc này như cũ ở bận rộn công vụ. Này lão tư cách so chúc hoàng chủ còn muốn lão. Mười mấy năm trước cũng đã về hưu về nhà vinh dưỡng. Đương nhiên này chỉ là một loại thể diện nói chuyện mà không thể diện cách nói là hắn bại bởi Trúc Hoàng Chủ không thể không thoái vị. Cho nên nào đó trình độ thượng Trúc Hoàng Chủ là hắn cả đời địch nhân. Mà hiện giờ 80 vài tuổi tuổi hạc, hắn phảng phất hoàn toàn tỏa sáng sự nghiệp đệ nhị xuân giống nhau. Mỗi năm buổi sáng không đến 5 giờ chung liền rời giường làm công. Mãi cho đến đêm khuya 10 giờ tả hữu mới nghỉ ngơi. Gần hắn một người liền khởi động đại càn vương triều nội chính nửa giang sơn hơn nữa trên cơ bản hắn cả nhà đều tới 5 cái nhi tử, 23 cái tôn tử. Trong đó một nửa ở Việt Quốc làm quan, mặt khác một nửa ở nội triều thành làm quan. Đương nhiên vị này lão tể tướng vẫn là có một chút tiếc nuối. Bởi vì thẩm lãng vị này bệ hạ vĩnh viễn không thượng triều. Thậm chí hắn đều không đem chính mình trở thành đại can đế chủ. Điểm này quả thực quá tiếc nuối. Nếu không nộ triều thành tuy rằng tiểu nhưng lại là toàn bộ phương đông thế giới cấp bậc tối cao triều đình. Cơ hồ cùng đại viêm đế quốc cùng cấp. Nói cách khác hắn tác huyền rốt cuộc chiến thắng chúc hoàng chủ. Đối phương tối cao thành tựu nhiều nhất chỉ là trở thành Việt quốc nội các thủ tướng. Mà hắn tác huyền chính là đại càn vương triều thượng thư đài tể tướng, suốt cao một bậc. Lấy chúc hoàng chủ thân phận đi Việt quốc tối cao cũng chính là một bộ thượng thư đến cùng. Đương nhiên càng thêm đáng tiếc chính là thẩm lãng cái này đại can đế quốc đến bây giờ đều không có chân chính thượng thư đài cùng su. Mật viện, hai vị thái tử điện hạ, chuyện gì như thế phân tâm a à? Tác huyền nhíu mày nói, các ngươi phải biết rằng, đây chính là tương đương với đế quốc thượng thư đài. Các ngươi từng nét bút đều khả năng quan hệ đến ngô sở càng rơi xuống thuộc vương quốc vận. Mệnh nếu ta không có nhớ lầm nói. Các ngươi đỉnh đầu thượng được đến công tác hẳn là về ngô sở càng tam quốc tân quân chỉnh biên đi, lúc này kiểu gì quan trọng, thế nhưng dung được các ngươi phân tâm sao? Ngô quốc thái tử, sở quốc thái tử như cũ ở nộ triều thành. Nếu ngạnh phải cho hai người một thân phận nói, đó chính là đại càn đế quốc thượng thư đài bí thư lại. Phụ trợ tác huyền đám người xử lý nội chính, mà hiện tại đại càn vương triều một chuyện lớn xác thật là trợ giúp ngô sở càng tam quốc huấn. Luyện tân quân, này chi quân đội số lượng tạm thời định vì 20 vạn trong đó sở quốc 10 vạn, Việt quốc 6 vạn, Ngô quốc 4 vạn. Này tri tân quân liền phi thường hoàn toàn, có pháo binh, kỵ binh. Hơn nữa trang bị toàn bộ đều là nộ triều thành nghiên cứu chế tạo giấy xác đạn súng trường. Tác tướng, thực xin lỗi. Sở quốc thái tử nói, nhưng đại chiến sắp tới. Thắng quảng cùng phù đồ sơn liên quân liền ở một ngàn hơn dặm ở ngoài. Ta chờ đều là tập võ hạng người, hẳn là ở vào chiến trường trước nhất tuyến chống đỡ địch nhân tác huyền nói hai vị thái tử điện hạ có cái này tâm tư thực hảo nhưng là bệ hạ nói qua nộ triều thành vô chiến sự hắn miệng vàng lời ngọc nói vô chiến sự liền vô chiến sự cho nên các người phải hảo hảo ngốc tại nơi này xử lý chính vụ lại thế tử ngươi nói phải không chủng nghiêu chủng ngạc như cũ ở việt quốc triều đình nội nhưng là con hắn lại đưa tới nộ triều thành trở thành đại càn vương triều thần tử xem như ở su mật viện học tập nhưng hiện tại đại càn vương triều su mật viện đều không có. Thành lập thậm chí không biết khi nào thành lập. Cho nên su mật viện hòa thượng thư đài liền quậy với nhau làm công. Mà vị này lại thế tử nhiệm vụ cũng phi thường nặng nề. Hắn muốn phụ tá lan phong tướng quân hoàn thành 20 vạn tân quân chỉnh biên cùng phiên. Hiệu công tác thậm chí còn muốn đi khảo sát tân quân đóng giữ nơi này yêu cầu hắn không ngừng đi tới đi lui ngô sở càng tam quốc tiến hành thực địa khảo sát lại thế tử ánh mắt nhìn phía hai nước thái tử sau đó nói tác tướng trên thực tế ta cũng muốn đi tiên tiến quan chiến ta cảm thấy hai vị điện hạ cảm thụ một chút loại này rộng rãi không khí đối tương lai bọn họ thống trị vương quốc có rất lớn sử dụng tác huyền nhíu mày mà lúc này kim trác đi đến nói hai vị điện hạ loại thế tử các ngươi có lẽ muốn tới cảm thụ một chút lâm chiến không khí ta thế các ngươi hướng tác tương xin nghỉ nửa ngày nguyên bản ở tác huyền cảm nhận chung kim trác là không có tư cách này nhưng hắn là đại can đế chủ nhạc phụ là hẳn là sách phong công tước địa vị tôn quý vô cùng thôi nếu thất thần hơn nữa kim trác công tước cầu tình vậy đều đi thôi tác huyền phất phất tay tức khắc sở quốc thái tử ngô quốc thái tử loại thế tử bay nhanh xông ra ngoài cứ việc thẩm lãng luôn miệng nói nộ triều thành vô chiến sự. Nhưng toàn bộ nộ triều thành vẫn là bao phủ ở ngưng trọng không khí bên trong. Ở thời gian rất lâu, nộ triều thành đều là một tòa không có tường thành thành thị. Mà hiện tại đã có, hơn nữa là kiểu mới tường thành, xi măng cốt thép tường thành. trụ trường vượt qua 60 dặm, độ cao vượt qua 19 mễ, độ dày vượt qua 10 mét. Suốt vận dụng 11 vạn người, dùng gần một năm thời gian mới tu sửa hoàn thành này 11 vạn người đại bộ phận đều là Việt Quốc cung cấp. Vây quanh như vậy lớn lên tường thành. Trên thực tế bên trong thành dân cư cũng không có nhiều ít, không có vượt qua 15 vạn. Hơn nữa có một nửa đều là quân đội, dư lại đều là tương quan nghiên cứu nhân viên. Thợ thủ công chờ người nhà thành viên. Này nói tường thành trong vòng có được vượt qua 13 cái thành lũy, 600 cái xạ kích hồng. Trang bị mấy trăm môn pháo, thượng trăm cụ thượng cổ cường nỏ, thượng cổ chiến nỏ hơn nữa cho mỗi một cái to lớn pháo đài đều tu sửa chuyên môn thành lũy có thể nói như vậy nếu tới tấn công không phải siêu thoát thế lực bí mật quân đoàn thành phố này đã xưng được với là phòng thủ kiên cố đáng tiếc a à, ở siêu thoát thế lực đặc trùng quân đoàn trước mặt này phòng thủ kiên cố phòng ngự cơ hồ không hề ý nghĩa thậm chí cũng ngăn không được phù đồ sơn địa ngục quân đoàn lúc này nộ triều thành quân đội tổng số như cũ chỉ có 7 vạn người tả hữu bao gồm gần 200 danh đặc chủng võ sĩ, gần vạn danh trang bị huyết hồn quân áo giáp siêu cấp quân đoàn. Hơn nữa tông sư cấp cường giả cũng vượt qua 35 người. Lúc này 5 vạn đại quân đã toàn bộ bước lên nộ triều thành đại thành tướng. Thời khắc chuẩn bị nghênh đón rộng rãi đại chiến, tổng cộng 9 thượng cổ năng lượng trung tâm trực tiếp khởi động ba cái hai vị thái tử đi vào trên tường thành. Lúc sau ngắm nhìn mặt biển. Lúc này bộ xương khô đẳng võ sĩ đã bước lên kia con thượng cổ chiến hạm. Vượt qua một trăm con chiến hạm cũng đã hoàn toàn tập kết xong, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Này một trăm con chiến hạm chung có một nửa đều đã bao vây giáp sát. Trong đó tam con là vừa rồi xuống nước tàu chiến đấu trọng tải vượt qua bốn nghìn tấn. Trải qua đã hơn một năm thời gian này đó chiến hạm đại bộ phận đều đã trang bị kiểu mới súng trái phá nữ vương bệ hạ nộ triều thành sẽ trở thành chiến trường sao chúng ta có cơ hội khai chiến sao ngô quốc thái tử hưng phấn hỏi khương nền tảng lập quốc tới không ở phương đông vương triều danh sách trong vòng hơn nữa a à, lỗ na na đã mất đi khương quốc hiện giờ khương quốc đã trở thành tân càn vương quốc nước phụ thuộc nhưng ở đại càn vương triều bản đồ chung chẳng những bao gồm khương quốc lại còn có bao gồm đại nam quốc cứ việc không có minh xác ý chỉ nhưng ở nộ triều thành chung tất cả mọi người xưng a à lỗ na na vì khương quốc nữ vương địa vị cùng việt vương sở vương ngô vương song song a à lỗ na na nói chúng ta vị kia bệ hạ nói nộ triều thành vô chiến sự cứ việc lòng ta còn nghi vấn hoặc nhưng là các người cũng biết hắn nói qua nói rất ít thất bại ngô quốc thái tử nói kia thật sự là quá đáng tiếc Ta cảm thấy chúng ta nộ triều thành đã cũng đủ cường đại. Có thể nghênh đón hết thầy tới phạm chi địch. A à, lỗ na na nói, chuẩn bị chiến đấu trung quy là không sai. Chuẩn bị chiến đấu. Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một cái nhi đồng thanh âm. Ngô quốc thái tử ngạc nhiên, bởi vì người này cả người đều ăn mặc áo giáp, đã một mét bảy cao. Tất cả mọi người cho rằng hắn là một cái đại nhân. A à, lỗ tráng thái tử. Cái kia võ sĩ túm hạ mặt nạ bảo hộ lộ ra một trương cùng thân cao hoàn toàn không xứng đôi non nớt gương mặt. Hắn chính là đại ngốc nhi tử A Lỗ Tráng, gần 8 tuổi liền phải đi theo mẫu thân thượng chiến trường. Càng đáng sợ chính là hắn vũ lực đã vượt qua bình thường tướng lãnh. Nộ Trào Tân Quân cất bước đi tới, theo ra lệnh một tiếng, một chi quân đội bước chỉnh tề nện bước. Dọc theo thông đạo bước lên tường thành, này chi nộ triều thành tân quân chính là tương lai ngô sở càng tam quốc tân quân hình thức ban đầu hoàn toàn là thực nghiệm hình quân đội bọn họ không có trang bị đao kiếm chỉ có súng trường cùng lưỡi lê bọn họ mỗi một ngày đều ở huấn luyện xạ kích đến nỗi cung tiễn tắc hoàn toàn không chạm vào hiện giờ này chi tân quân gần chỉ có một vạn người mỗi người vào vị trí của mình tiến vào chiến đấu cương vị theo ra lệnh một tiếng kia một vạn nộ trào tân quân tiến vào từng người vị trí phòng thủ một đoạn vượt qua năm nghìn mễ tường thành ngô quốc thái tử thấp giọng nói huynh trường kỳ thật chúng ta cảm thấy chúng ta thật sự chuẩn bị sẵn sàng nếu thật sự giống như bệ hạ theo như lời nộ triều thành vô chiến sự kia thật sự là quá đáng tiếc sở quốc thái tử nói muốn đánh giặc cơ hội có rất nhiều chờ đến hai mươi vạn tân quân luyện thành bệ hạ liền phải bắc phạt Bắc phạt, ngô quốc thái tử nói, thật hy vọng kia một ngày chạy nhanh đã đến. Đến lúc đó chúng ta đại càn vương triều nhất thống thiên hạ. Nộ triều thành đại thành bảo. Vượt qua 30 danh tông sư, toàn bộ ăn mặc thượng cổ áo giáp. Bảo vệ xung quanh ở thẩm lãng bên người. Mà thẩm lãng khó được ăn mặc toàn thân áo giáp, liền gương mặt đều bị che khuất. Đơn thuần ngoại hình thượng căn bản nhìn không ra tới là hắn. Bệ hạ, phía trước tàu bay phát tới tín hiệu. Địch nhân chủ lực đại quân khoảng cách nội triều thành 800 dặm. Thẩm Lãng gật gật đầu nói, trang bị nhất Hào Ngụy Long chi hối. Theo Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, hơn 10 người võ sĩ nâng lại đây một chi giả Long chi hối. Đặt ở Long chi lực phóng ra trang bị thượng. Nói là giả, nhưng ngoại hình cùng thật sự cơ hồ giống nhau như đúc. Bệ hạ, nếu địch nhân hạm đội một khi phân tán, kia đối chúng ta Long chi hối tập trung hủy diệt phi thường bất lợi. Nhiều kéo công chúa nói. xác thật như thế, một chi long chi hối tuyệt đối sát thương bán kính đại khái ở ba nghìn mễ tả hữu Này đã phi thường đáng sợ, cũng chính là 30 km vuông nội quân đội đều khả năng gặp đến chí mạng. Đả kích. Thắng Quảng cùng Phù Đồ Sơn hạm đội tổng cộng 10 vạn người, 500 con thuyền. Nếu toàn bộ tập kết ở bên nhau nói, diện tích là sẽ không vượt qua 30 km vuông. Nhưng một khi bọn họ tản ra nói kia một chi long chi hối liền rất khó hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Nhưng lại có một chút, phù đồ sơn cùng thắng quảng liên hợp hạm đội chung tương đương bộ phận. Đều là thượng cổ chiến hạm, 10 vạn trong đại quân đại bộ phận đều có thượng cổ trang bị. Cho nên tuyệt đối yêu cầu thượng cổ năng lượng khống chế trung tâm. Mà mỗi một cái thượng cổ năng lượng khống chế trung tâm phóng xạ bán kính là hữu hạn. Chúng ta ác mộng thạch từ bạo đạn tiến triển đại sao? Thẩm lãng hỏi phi thường đại nhiều kéo công chúa nói nhưng là không phải có thể tê liệt đối phương năng lượng khống chế trung tâm chúng ta không có vây quanh này đó giả long chi hối bên trong kỳ thật là siêu đại lượng cấp ác mộng thạch từ bạo đạn đặt ở phía trước là không có khả năng bỏ được vận dụng nhiều như vậy tài nguyên chế tạo này ngoạn ý nhưng là sao trổi đại va chạm sau mang đến con số thiên văn ác mộng tinh thạch hơn nữa đều là cấp bậc phi thường cao tinh thạch như cũ là hủy diệt ngay kế hoạch đoàn đội. Bọn họ ở Long Chi hối nghiên cứu thượng không hề tiến thêm. Nhưng là ở Long Chi lực phóng ra trang bị thượng có tiến triển. Mà ở ác mộng thạch bão từ đạn thượng tiến triển rất lớn. Bất quá, này từ bạo đạn nguyên lý như cũ là thẩm lãng phía trước. Chẳng qua uy lực tăng lên gấp trăm lần tả hữu Mà phù đồ sơn năng lượng khống chế trung tâm khẳng định đều bỏ thêm vài tầng phòng hộ cháo. Hơn nữa, bọn họ dự phòng năng lượng trung tâm khẳng định cũng rất nhiều. Cho nên có thể hay không thấy hiệu quả thật sự không nhất định. Chuẩn bị, 15 phút sau phóng ra đệ nhất cái giả long chi hối. Khoảng cách nội triều thành 800 dặm địa phương. Thắng Quảng cùng Phù Đồ Sơn liên hợp hạm đội như cũ lấy mỗi giờ 35 km tốc độ nhanh chóng tuần. Cha, hướng tới nội triều thành nhào tới điện hạ, chúng ta đã phát hiện nộ chiều thành một loại đặc thù nhiệt khí cầu. Bọn họ không hề là theo gió phiêu lưu, mà là có thể khống chế phi hành. Hơn nữa ở vạn mét trời cao, vượt qua chúng ta tuyết điêu phi hành độ cao cực hạn. Hay không nếu muốn biện pháp công kích, thắng vô khuyết nói, tổng cộng mấy con. Trước mắt phát hiện, gần chỉ có 6 con. Thắng vô khuyết nói, bọn họ nhưng có bất luận cái gì tiến công chúng ta ý đồ không có, hơn nữa, phảng phất bọn họ cũng khuyết thiếu tiến công vũ khí. Chỉ là ở giám thị chúng ta, thắng vô khuyết nói, như vậy tùy bọn họ đi. Nộ triều thành hạm đội nhưng có xuất động. Căn cứ chúng ta không trung thám báo hội báo. Nộ triều thành mấy vạn đại quân đã toàn bộ vào chỗ. Hơn nữa tiên tiến chiến hạm đã toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể khai chiến. Bao gồm kia con tù binh thiên nhai hải các thượng cổ chiến hạm nhưng như cũ dừng lại ở cảng trung không có xuất phát thắng vô khuyết nói đáng thương bọn họ muốn biểu đạt chống cự dũng khí nhưng lại không dám rời đi nộ triều thành mai rùa đen bảo hộ hy vọng những cái đó to lớn pháo có thể cho bọn hắn mang đến cảm giác an toàn cứ việc nộ triều thành nhìn như phòng thủ kiên cố phòng ngự ở chúng ta trước mặt không hề ý nghĩa bỗng nhiên đại viêm đế quốc mẫn quận vương nói nhị vương tử Ta nghe nói Nộ Triều Thành có Long chi hối, cho nên vì bảo hiểm trong lúc. Chúng ta hạm đội có phải hay không cần thiết phân tán. Vạn nhất Nộ Triều Thành phóng tới Long chi hối thời điểm, chúng ta sẽ không toàn quân hủy diệt. Thắng vô khuyết nói, đầu tiên, này hoàn toàn là lời đồn. Không có bất luận cái gì chứng cứ biểu hiện Nộ Triều Thành có Long chi hối. Tiếp theo chúng ta hạm đội là dựa vào thượng cổ ác mộng thạch động lực thúc đẩy một khi hạm đội tản ra, đi tốc độ đem đại đại giảm bớt. Bởi vì chúng ta thuyền đem cho nhau rời đi đối phương năng lượng trung tâm phóng xạ bán kính. Cùng lúc đó chúng ta thượng cổ cường nỏ, thượng cổ chiến nỏ uy lực cũng sẽ có nhất định cắt giảm. Đương nhiên vì bảo hiểm khởi kiến, chúng ta như cũ sẽ phân tán hạm đội. Một khi tới gần nộ chiều thành 700 dặm, chúng ta hạm đội lập tức sẽ phân tán trở thành tam chi phân hạm đội. Thắng vô khuyết cảm thấy này hoàn toàn là làm điều thừa. Bởi vì thẩm lãng còn ở kim cương phong thượng cổ di tích trong vòng. Nộ triều thành cho dù có long chi hối cũng vô pháp phóng ra. Nhưng vì để ngừa vạn nhất vẫn là cần thiết phân tán khai. Quận vương tạm thời đừng nóng này. Chúng ta khoảng cách nộ triều thành gần chỉ có không đến 800 dặm Thực mau liền có thể đưa bọn họ chém tận giết tuyệt. Đem toàn bộ nộ triều thành từ trên thế giới này hủy diệt rồi. Thắng Vô Khuyết cười nói. Mà nhưng vào lúc này, bầu trời ba con Tiết Điêu kỵ sĩ bỗng nhiên đột nhiên ra tốc, hướng tới hạm đội trên không bay tới. Đường 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 phát, phanh 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 phanh, phanh. này đó Tiết Điêu võ sĩ sôi, nổi ở không trung phát ra hắc hỏa dược đạn tín hiệu. Long chi hối đột kích, long chi hối đột kích. Trong đó một cái Tiết Điêu kỵ sĩ đáp xuống, trực tiếp đáp xuống ở Thắng Vô Khuyết kỳ hạm thượng, lớn tiếng hô to nói, "Ngô trưởng lão!" nhị điện hạ, nộ triều thành long chi hối đột kích. Tức khắc toàn thuyền mọi người khiếp sợ, bao gồm ngô trưởng lão cùng thắng vô khuyết. Còn có đế quốc mẫn quận vương. Thật sự có long chi hối. Đến tột cùng sao lại thế này? Thẩm lãng không phải không ở nộ triều thành sao? Thắng vô khuyết đầu tiên là sờn tóc gáy. Nhưng hắn thực mau liền nhớ lại ngày đó buổi tối kia một man. Nộ triều thành phóng ra tới một chi giả long chi hối kết quả lừa đi rồi một chi thật sự long chi hối. Tạm thời đừng nóng này, tạm thời đừng nóng này. Nộ triều thành không có khả năng phóng ra long chi hối. Cho nên này tuyệt đối là một chi giả long chi hối. Thắng vô khuyết lớn tiếng hô to nói, nó phi hành tốc độ như thế nào? Cái kia tuyết điêu kỵ sĩ nói, thực mau, thực mau. Thắng vô khuyết nói, có bao nhiêu mau? Có thật sự long chi hối nhanh như vậy sao? cái kia tuyết điêu kỵ sĩ ngạc nhiên bởi vì hắn không có gặp qua chân chính long chi hối phi hành bộ dáng không cần hỏi hắn bởi vì thắng vô khuyết đã thấy được phía bắc phía chân trời phảng phất bay tới một chi sao băng kéo màu xanh lục đuôi diễm không sai nhìn qua chính là long chi hối bộ dáng dùng kính viễn vọng quan khán cũng như cũ là long chi hối bộ dáng nhưng tốc độ phi thường chậm chỉ có bình thường long chi hối một phần ba tả hữu đây là giả long chi hối giả thắng vô khuyết lớn tiếng nói nhưng vì để ngừa vạn nhất mọi người chuẩn bị sẵn sàng một khi hắn rớt xuống thời điểm liền nhảy vào nước biển bên trong mọi người trên thuyền áo giáp mang hào hết thảy hô hấp trang bị theo thắng vô khuyết mệnh lệnh sở hữu người tiên phong múa may tín hiệu cờ mấy chục danh tiết điêu kỵ sĩ bay đến mỗi một con thuyền thuyền trên không truyền đạt thắng vô khuyết mệnh lệnh kỳ thật 10 vạn người sớm đã diễn luyện rất nhiều biến sở hữu không cần khống chế thuyền người toàn bộ đi vào bong tàu thượng mặc xong rồi hết thảy trang bị gắt gao nhìn chằm chằm không trung chỉ cần kia chi long chi hối bay đến trên không bắt đầu rớt xuống bọn họ lập tức nhảy xuống biển lẻn vào đáy biển tránh né long chi hối đại tàn sát vèo 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 này chi long chi hối phi hành tốc độ thật đúng là chậm a mỗi giây thậm chí không vượt qua 200 mét. Đương trên thuyền thịt người mắt phát hiện nó thời điểm thật sự tam vạn nhiều mễ ngoại. Suốt muốn phi hành 3 phút tả hữu. Rốt cuộc, nó bay đến hạm đội trên không, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Vèo, nhảy, thắng quảng cùng phù đồ sơn liên hợp hạm đội gần 10 vạn người. Đột nhiên nhảy vào biển rộng trong vòng, lẻn vào đến biển sâu trong vòng. Mấy chục giây sau, này chi giả long chi hối tạp vào mặt biển ầm 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 oanh, phát ra một trận mãnh liệt nổ mạnh. Nhưng, nhưng không phải mây nấm, cũng không phải so thái dương còn muốn kinh người quang mang. Gần chỉ là một đạo lam quang mà thôi. Thắng vô khuyết lao ra mặt biển, quả nhiên như hắn sở liệu, này chi long chi hối là giả. Vài phút sau, mọi người toàn bộ về tới thuyền phía trên. Điện hạ, nộ triều thành phóng ra chính là Giả Long chi hối. Íp nổ chính là ác mộng thạch từ bạo đạn, năng lượng cấp bậc phi thường phi thường cao. Thắng Vô Khuyết nói, tạo thành cái gì hậu quả? Chúng ta năng lượng khống chế trung tâm có cơ sở phòng hộ cháo, cho nên không có tê liệt. Nhưng là đang nhận được ảnh hưởng, công tác hiệu suất có nhất định suy giảm. Thắng Vô Khuyết nói, cái gì kêu công tác hiệu suất có suy giảm? Nói cách khác chúng ta hạm đội đi tốc độ sẽ giảm bớt, chúng ta thượng cổ chiến nỏ. Thượng cổ cường nỏ uy lực đều sẽ đã chịu nhất định ảnh hưởng. Đương nhiên ảnh hưởng không phải rất lớn, bởi vì chúng ta tổng cộng có 9 năng lượng trung tâm, còn có 7 cái dự phòng năng lượng trung tâm. Thắng vô khuyết nói, như vậy cứ như vậy, chúng ta hạm đội một khi phân tán, sức chiến đấu có phải hay không sẽ yếu bớt? Đúng vậy, điện hạ. Bởi vì năng lượng trung tâm có thể cho nhau bao phủ, cho nhau phù hợp. Tăng cường chiến đấu hoàn cảnh. Đại viêm đế quốc mẫn quận vương nói. Chúng ta này chi hạm đội chẳng sợ phân tán. Cũng như cụ có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt nộ triều thành không phải sao. Thắng vô khuyết nói, hạm đội chuẩn bị phân tán. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, bầu trời tiết điêu kỵ sĩ lại một lần phát tới cảnh cáo. Long chi hối đột kích, long chi hối đột kích. Lại qua một hồi lâu, mọi người ngẩng đầu. Lại thấy được phía bắc không trung bay tới một chi long chi hối, tốc độ như cũ là chậm gì gì mỗi giây tốc độ không vượt qua 300 mễ. Thắng vô khuyết cười lạnh nói, có ý tứ sao? Có ý tứ sao? Nhưng hắn không thể không lại một lần phát ra mệnh lệnh. Mọi người chuẩn bị lại một lần nhảy xuống biển. Lẻn vào đáy biển tránh né long chi hối đại nổ mạnh. Lại suốt vài phút lúc sau. Này đệ nhị chi giả long chi hối lại một lần từ trên trời giáng xuống. Phanh, này đệ nhị chi giả long chi hối lại một lần đột nhiên nổ tung. Chẳng qua lúc này đây bạo như cũ là ác mộng thạch từ bạo đạn. Vài phút lúc sau, thắng vô khuyết đám người lại gà rớt vào nồi canh giống nhau phản hồi. Đến bong tàu thượng, điện hạ, lần này nộ triều thành phóng ra như cũ là từ bạo đạn. Đối chúng ta năng lượng trung tâm công tác hiệu suất lại một lần tiến hành rồi công kích. Lại một lần xuất hiện hao tổn. Thắng vô khuyết hạ lệnh nói, hạm đội chính thức phân tán các ngươi tính toán hảo dựa theo như vậy đi xuống chúng ta hạm đội phân tán đến nước này sức chiến đấu sẽ đã chịu thật lớn ảnh hưởng điện hạ này quyết định bởi với nộ triều thành sẽ phóng ra vài lần từ bạo đạn thắng vô khuyết nói hạm đội trước phân tán vì hai chi từ đông tây phương hướng giáp công nộ triều thành ngô trưởng lão ngài xem đâu có thể tức khắc phù đồ sơn cùng thắng quảng liên hợp hạm đội chính thức chia quân vì hai chi hai chi hạm đội khoảng cách dần dần kéo đại, cuối cùng vượt qua hai vạn mễ. Xa xa vượt qua long chi hối sát thương bán kính. Có người hỏi vì sao phía trước địch nhân hạm đội còn không có phân tán thời điểm không phóng ra. Long chi hối, đầu tiên quan trọng nhất nguyên nhân, chân chính long chi hối quá nặng. Cho nên phóng ra khoảng cách xa nhất rất khó vượt qua 500 giảm. Mà giả long chi hối thực nhẹ, cho nên phóng ra khoảng cách có thể đại đại đề cao. Tiếp theo ngay từ đầu phóng ra thật sự long chi hối. Kia địch nhân 10 vạn võ sĩ liền sẽ nhảy xuống biển rộng. Lẻn vào đáy biển tránh né long chi hối nổ mạnh. Như vậy sẽ có rất nhiều người may mắn còn tồn tại xuống dưới, tạc hủy chỉ là thuyền mà thôi. Lại qua một canh giờ, bầu trời tiết điêu kỵ sĩ lại một lần phát ra cảnh báo. Long chi hối đột kích, long chi hối đột kích, nhưng là đã không có người để ý liền giống như lang tới chuyện xưa giống nhau. Lần đầu tiên kêu lang tới, các thôn dân lao tới, kết quả lang không có tới. Lần thứ hai kêu lang tới, các thôn dân như cũ lao tới đánh lang. Kết quả lang vẫn là không có tới. Mà lần thứ ba lại kêu lang tới, liền không còn có người tin. Quả nhiên sau một lát thắng vô khuyết ở phía bắc phía chân trời lại một lần phát hiện một chi. Long chi hối bay tới, tốc độ như cũ rất chậm, lại là một chi giả long chi hối thảo con mẹ ngươi nộ triều thành, như vậy chơi có ý tứ sao? Chờ ta hạm đội giết đến, nhất định đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Kỳ thật Phù Đồ Sơn cùng thắng quảng đều có giả long chi hối. Hơn nữa, bọn họ có vài cụ long chi lực phóng ra trang bị. Nhưng như vậy có ý nghĩa sao? Đương nhiên là có ý nghĩa. Bởi vì Phù Đồ Sơn giả long chi hối bên trong chính là trang cổ trùng vũ khí. Nhưng là vì bảo đảm cũng đủ lực sát thương. Thắng Vô Khuyết sẽ ở khoảng cách 600 dặm tả hữu, khoảng cách tiến hành phóng ra. Nộ Triều thành phóng tới đệ Tam chi giả Long chi hối bay đến Thắng Vô Khuyết phân hạm đội trên. Không, sau đó từ trên trời giáng xuống. Nhảy, theo ra lệnh một tiếng. Này chi phân hạm đội thượng sở hữu võ sĩ lại một lần nhảy xuống biển rộng. Lẻn vào nước biển bên trong. Mười mấy giây sau, phanh nộ triều thành đệ tam chi giả long chi hối nổ mạnh lại là ác mộng thạch từ bạo đạn. Quả nhiên vẫn là giả. Vài phút sau, mấy vạn người lại một lần gà rớt vào nồi canh giống nhau trở lại bong tàu thượng. Một người phù đồ sơn đại học sĩ đi vào thắng vô khuyết trước mặt nói, điện hạ. Có một việc hướng ngài hội báo, nộ triều thành phóng ra ác mộng cục đá từ bạo đạn uy lực phi. Thường đại, hơn nữa chúng ta hạm đội chia làm hai chi cho nên thừa nhận bão từ lực thương tổn càng cường. Cho nên chúng ta hạm đội tốc độ sẽ tiến thêm một bước giảm bớt. Hơn nữa các loại thượng cổ vũ khí cũng sẽ suy giảm. Mấu chốt là chúng ta long chi lực phóng ra trang bị. Nguyên bản có thể phóng ra cổ trùng phi đạn vượt qua 600 dặm. Nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể phóng ra 500 dặm tả hữu. Thắng vô khuyết gật đầu, 500 dặm liền 500 dặm cũng không có cái gì ghê gớm bởi vì hiện tại hoàn toàn có thể xác định nộ triều thành phóng ra đều là giả long chi hối. Mục tiêu chính là muốn tê liệt hắn hạm đội cùng thượng cổ vũ khí trang bị. Không có khả năng có thật sự long chi hối phóng tới. Lại qua nửa giờ, phù đồ sơn không trung tiết điêu võ sĩ lại một lần cảnh cáo long chi hối đột kích. Long chi hối đột kích, ta thảo. Lần này không chỉ là thắng vô khuyết đang mắng, mà là chỉnh chi phân hạm đội người đều lại mắng nộ triều thành ngươi đủ chưa a à? vẫn luôn như vậy phóng ra giả long chi hối có ý tứ sao mọi người không khỏi nhìn phía thắng vô khuyết cùng ngô trưởng lão hai vị thống soái chúng ta còn nhảy xuống biển sao rõ ràng biết đây là giả long chi hối nhảy xuống biển tránh né căn bản không có ý nghĩa a à? nhảy thắng vô khuyết hét lớn sau đó vượt qua năm vạn người lại một lần nhảy xuống biển lẻn vào đáy biển tránh né long chi hối Chẳng sợ rõ ràng biết bầu trời bay tới này chi khẳng định là Giả Long chi hối. Vài giây sau, phanh, nộ triều thành phóng tới đệ tứ chi Giả Long chi hối lại một lần nổ mạnh. Như cũ là ác mộng thạch từ bạo đạn, mà lúc này, thắng vô khuyết này chi phân hạm đội khoảng cách nộ triều thành gần 530. Điện hạ, bởi vì chúng ta nhảy 4 lần hải, lẻn vào đáy biển chỗ sâu trong. Cho nên chúng ta trung đại bộ phận người không khí dự trữ đều đã dùng xong rồi. Chỉ có thượng cổ áo giáp mới có thể cung cấp rất nhiều số lượng không khí. Thắng Vô Khuyết nói, có ý tứ gì? Đại học sĩ nói, kế tiếp chúng ta muốn giảm bớt nhảy xuống biển thời gian. Trên thực tế, chúng ta không cần phải nhảy xuống biển. Không cần phải lẻn vào đáy biển đúng không? Thắng Vô Khuyết gật đầu, rõ ràng biết Thẩm Lãng còn ở Kim Cương Phong thượng cổ di tích nội. Rõ ràng biết nộ triều thành không có khả năng phóng ra long chi hối lại còn muốn nhảy xuống biển trốn tránh, này thật sự là quá xuẩn. Hạm đội lại đi hơn nửa giờ. Điện hạ, chúng ta khoảng cách nộ chiều thành 500 dặm. Đại học sĩ nói, 500 dặm, đây là một cái mấu chốt tính khoảng cách. Thắng vô khuyết nói, chúng ta long chi lực có thể phóng ra cổ trùng bắn sao. Đại học sĩ nói, bảo thủ khởi kiến, tốt nhất 490 sau lại phóng ra. Bởi vì chúng ta năng lượng trung tâm đã chịu thật lớn hao tổn. Nộ triều thành đại thành bảo nội, Thẩm Lãng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật là không dễ dàng a. À. Liên tiếp phóng ra bốn chi giả long chi hối, hiện tại rốt cuộc có thể đùa thật. Nhất Hào Long chi hối vào chỗ, Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng. Hơn 10 người võ sĩ, dùng hết sức của chín châu hai hổ, đem trọng lượng kinh người chân long chi hối đặt ở phóng ra trang bị thượng. Mà lúc này đây, Thẩm Lãng đã không cần hỗn hợp máu trực tiếp dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua long chi hối ba chữ trực tiếp liền kích hoạt rồi bởi vì trong tay hắn có thượng cổ vương giới kích hoạt lúc sau long chi hối ba chữ đột nhiên sáng lên toàn bộ nộ triều thành đại thành bảo đều bao phủ ở đáng sợ hủy diệt hơi thở bên trong phẳng phất cự long nói nhỏ chân chính long chi hối chính là không giống nhau a à. kích hoạt nháy mắt cái loại này lực chấn nhiếp quả thực làm người sờn tóc gáy thẩm lãng giả thiết phóng ra mục tiêu, phóng ra khoảng cách. Sau đó đột nhiên vặn vẹo ác mộng thạch chốt mở. Một tiếng rồng ngâm gào giống, chân chính long chi hối đột nhiên phóng ra đi ra ngoài. Vèo, đột nhiên bay ra mấy trăm mễ lúc sau, long chi hối phun ra ra plasma đuôi diễm. Nhưng là không có âm bạo, không có gấp ba vận tốc âm thanh. Bởi vì thẩm lãng giả thiết phóng ra tốc độ 290 mễ mỗi giây cùng giả long chi hối không sai biệt lắm phù đồ sơn tiết điêu võ sĩ lại một lần từ phía bắc không trung phát hiện sao băng giống nhau phi hành quỹ đạo tốc độ như cũ rất chậm lại là giả long chi hối nhưng hắn không thể không phát ra cảnh báo long chi hối đột kích long chi hối đột kích thắng vô khuyết quả thực muốn tạc dây dưa không xong dây dưa không xong a à. hắn lúc này cũng ở thao tác long chi lực phóng ra trang bị Muốn hướng tới nội triều thành phóng ra cổ trùng phi đạn đâu? Hơn nữa cái này thao tác quá trình đối với hắn tới nói là tương đối phức tạp. Muốn ở Long chi lực giả thiết phóng ra mục tiêu, phóng ra khoảng cách từ từ. Điện hạ đã càng ngày càng gần. Bên cạnh đại học sĩ nói. Thắng vô khuyết ngẩng đầu nhìn chân trời, kia chi long chi hối quả nhiên càng ngày càng gần. Hơn nữa tốc độ vẫn là như vậy chậm nhưng hiện tại hắn thật sự một chút khẩn trương cảm giác đều không có tùy ý ai đã trải qua bốn lần giả long chi hối tập kích đều sẽ không khẩn trương điện hạ muốn hay không lại một lần nhảy xuống biển đại học sĩ hỏi ngô trưởng lão muốn hay không nhảy xuống biển mẫn quận vương đã không có người trả lời thật sự không biết có nên hay không nhảy bởi vì thực rõ ràng lại là một chi giả long chi hối a thẩm lãng căn bản không ở nộ triều thành căn bản không có khả năng có thật sự long chi hối phóng tới, nhưng vạn nhất là thật sự đâu. Không vội, không vội. Thắng vô khuyết không ngừng giả thiết long chi lực phóng ra trang bị. Hết thảy giả thiết xong, đã nhắm ngay nộ triều thành phương hướng. Nộ triều thành, kế tiếp ngươi liền cảm thụ một chút phù đồ sơn phẫn nộ đi. Cuồn cuộn không ngừng cổ trùng phi đạn, có thể đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Các ngươi gặp phải sẽ là địa ngục giống nhau tử vong này đó cổ trùng sẽ đem các người mỗi người sinh mệnh đều hoàn toàn cắn nuốt, biến thành bùn lầy, mà lúc này, nộ triều thành phóng tới kia chi long chi hối đã từ trên trời giáng xuống. Điện hạ, nếu muốn nhảy xuống biển nói, liền chạy nhanh. Thắng vô khuyết đột nhiên vặn vẹo ác mộng thạch chốt mở. Tức khắc phù đồ sơn cổ trùng phi đạn đột nhiên bắn đi ra ngoài. Mà bầu trời kia chi long chi hối hạ trị tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Mọi người trong lòng khinh thường, lại là Giả Long chi hối. Nộ Triều Thành thật là đã hết bản lĩnh, buồn cười buồn cười. Thắng Vô Khuyết không biết vì cái gì cảm giác được từng đợt tim đập nhanh. Sau đó, hắn đột nhiên trực tiếp nhảy vào đến trong biển, hô to nói, nhảy, nhảy, nhảy. Mặt khác mấy vạn võ sĩ không khỏi hơi hơi ngạc nhiên, sau đó cũng đi theo nhảy xuống bong tàu. Nhưng đã không còn kịp rồi này chi long chi hối khoảng cách mặt biển còn có mấy chục mét thời điểm, đột nhiên nổ mạnh. Kinh thiên động địa nổ mạnh, hủy thiên diệt địa, nháy mắt sáng lên vô số lần với thái dương quang mang, kinh thiên màu xanh lục ngọn lửa mây nấm. Chỉnh chi phân hạm đội, vô số phù đồ sơn cùng thắng quảng võ sĩ, nháy mắt hôi phi yên diệt. mươi 538, Đại triển thần uy, phù đồ không quân hủy diệt địa ngục chi hoa lại một lần nở rộ trung tâm thượng trăm triệu độ c cực nóng nháy mắt đem phụ cận sở hữu hết thảy toàn bộ khí hóa làm người sởn tóc gáy một màn lại một lần xuất hiện nổ mạnh trung tâm sở hữu chiến hạm cho dù là thượng cổ chiến hạm nháy mắt liền từ trên thế giới này biến mất trung gian vô số nước biển thậm chí lướt qua sôi trào cùng thăng hoa quá trình trực tiếp liền biến mất thế cho nên biển rộng trung gian phảng phất xuất hiện một cái thật lớn chỗ hổng giống nhau. Mà lúc này Phù Đồ Sơn cùng thắng Quảng Liên quân võ sĩ sôi nổi hướng trên biển nhảy. Thật là phi thường quỷ dị mà lại kinh diễm một màn, liền phảng phất chụp ảnh giống nhau. Trên địa cầu rất nhiều người thích chụp hình nháy mắt hoặc là nhảy dựng lên. Hoặc là nhảy xuống đi, tóm lại chính là người bay lên ở không trung. Mà này mấy vạn người chính là đột nhiên nhảy xuống biển rộng nháy mắt, trực tiếp liền biến mất thế nhưng hỏa cầu lúc sau, như cũ là địa ngục gió lốc thổi quét, kinh người độ ấm. Kinh người năng lượng, chân chính tử vong cơn lốc giống nhau đột nhiên hướng tới chung quanh. Khuếch tán quát đi, một con thuyền lại một con thuyền chiến hạm, trực tiếp bị thổi phiên lên. Sau đó ở không trung nháy mắt bị đốt thành than cốc, bị đun nóng trở thành nước thép. Lại bị đáng sợ phản xung đánh sóng xé nát, hoàn toàn tan xương nát thịt cơ hồ tất cả mọi người không kịp nhảy vào đáy biển, bao gồm thắng vô khuyết. Hắn phản ứng cơ hồ là nhanh nhất nhưng vừa mới nhảy vào nước biển. Long chi hối cũng đã nổ mạnh, hắn chính mắt nhìn thấy một màn này. Sau đó, cứ việc hắn lập tức nhắm mắt lại, hơn nữa nhảy vào nước biển bên trong. Nhưng vẫn là nháy mắt mất đi sở hữu thị lực. Thẩm lãng ngươi tiện nhân này, ngươi tiện nhân này, ngươi khẳng định đã hồi nộ triều thành. Ngươi khẳng định đã đã trở lại. Ngươi chừng nào thì hồi nộ triều thành a? Sao có thể a? Chẳng lẽ người sẽ phi a? Khoảng cách một vạn hơn dạm. ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian không đến. Ngươi chẳng lẽ sẽ phi a thắng vô khuyết nội tâm điên cuồng mà tức giận mắng. Này hết thảy nhiều như là thẩm lãng ti tiện mà lại ngoan độc bút tích a. Hắn biết Long Chi hối bùng nổ uy lực ti rằng vô cùng thật lớn, nhưng chỉ cần lẻn vào đáy biển, vẫn là có thể tránh thoát cho nên hắn liền một lần lại một lần mà bắn giả long chi hối. Làm thắng vô khuyết mọi người tin tưởng vững chắc nộ triều thành vô pháp phóng ra chân chính. Long chi hối, một lần lại một lần mà nhảy xuống biển, cuối cùng không nhảy. Sau đó chân chính long chi hối phóng tới, hơn nữa vẫn là dùng rất chậm tốc độ. Coi trọng cùng giả long chi hối giống nhau như đúc. Cái này hảo toàn bộ phân hạm đội đều ở long chi hối nổ mạnh bán kính trong vòng gần như toàn quân hủy diệt a à. thẩm lãng người hảo độc người hảo độc a à, đương nhiên thắng vô khuyết tâm lý hoạt động chỉ duy trì thời gian rất ngắn sau đó long chi hối nổ mạnh gió lốc nháy mắt liền thổi quét mà đến hắn vận khí không tồi khoảng cách long chi hối nổ mạnh trung tâm không sai biệt lắm có 1.500 mễ tả hữu ầm 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 đáng sợ sóng xung kích thổi quét mà đến thời điểm thắng vô khuyết rõ ràng mà nhìn đến hắn kỳ hạm nháy mắt đã bị thiêu đỏ, biến thành nước thép. Hắn liều mạng mà đi xuống tiềm, đi xuống tiềm, nhưng vẫn là quá muộn. Đường Long chi hối địa ngục gió lốc thổi quét mà đến thời điểm. Tầng ngoài nước biển nháy mắt đã bị sôi trào, biến thành hơi nước. Nguyên bản còn ở trong nước biển thắng vô khuyết trực tiếp bại lộ ở trong không khí. Trên người hắn thượng cổ áo giáp phi thường phi thường như bức. Nhưng, cũng khiêng không được này kinh người cực nóng, trực tiếp đã bị thiêu đến đỏ bừng. Hơn nữa bắt đầu hòa tan vặn vẹo. A a a thắng vô khuyết phát ra từng đợt thê lương kêu thảm thiết. Sau đó giây tiếp theo, phịch một tiếng nổ vang. Hắn thượng cổ áo giáp nội ác mộng thạch trang bị trực tiếp tạc. Đương nhiên, hắn ở cuối cùng thời điểm hướng tới nộ triều thành phóng ra một chi cổ trùng phi. Đạn, một khi có thể đánh trúng nộ triều thành mấu chốt trung tâm, nhất định có thể mang đến kinh người lực sát thương. Bất quá, hắn cũng suy nghĩ nhiều, này chi cổ trùng phi đạn phóng ra đến quá muộn. Vừa mới bay ra không đến 1.500 mễ, long chi hối cũng đã nổ mạnh. Này chi cổ trùng phi đạn trực tiếp ở không trung dập nát. Bên trong sở hữu cổ trùng cũng nháy mắt hôi phi yên diệt. Phù đồ sơn hiến đường ngô trưởng lão cả người đều ở run rẩy Thậm chí hoàn toàn vô pháp hô hấp hắn nguyên bản cũng ở thắng vô khuyết kỳ hạm thượng đế quốc mẫn quận vương cũng ở mặt trên nhưng không biết vì sao ngô trưởng lão luôn là không thể hiểu được mà bất an rồi lại hoàn toàn nói không nên lời lý do chẳng lẽ là lo lắng mặt khác một chi phân hạm đội sao hẳn là không phải a à, mặt khác một chi phân hạm đội thủ lĩnh là con hắn ngô tuyệt lẽ ra hẳn là sẽ không có vấn đề a à? đứa con trai này cùng thẩm lãng đánh quá thời gian rất lâu giao tế xảo trá cực kỳ ngô trưởng lão cũng là cố ý làm hắn một mình đảm đương một phía đương hắn nhìn đến thẩm lãng phóng tới một chi lại một chi giả long chi hối hắn nội tâm mạc danh bất an càng ngày càng nghiêm trọng nhưng là hắn nhất rõ ràng thẩm lãng hẳn là ở kim cương phong thượng cổ di tích liền tính hắn chạy ra tới cũng không có khả năng nhanh như vậy độ phản hồi nộ triều thành Thật sự tìm không thấy bất an lý do, ngô trưởng lão cưỡi lên tiết điêu bay lên trời. Hướng tới mặt khác một chi phân hạm đội bay đi. Hắn cảm thấy kia có thể là chính mình bất an nguyên nhân. Chính mình nhi tử ti rằng rất lợi hại, nhưng rốt cuộc còn chỉ có 39 tuổi. Còn cần hắn đi chủ trì cục diện Cho nên đương thẩm lãng bắn xong đệ tứ chi giả long chi hối lúc sau không lâu. Ngô trưởng lão liền cưỡi tiết điêu rời đi hắn ở không trung thấy được thứ năm chi long chi hối phóng tới. Hắn lúc ấy cũng không có quá mức với để ý, bởi vì cảm thấy đây cũng là giả. Sau đó, này chi long chi hối bạo, sáng lên địa ngục chi hoa. Mà lúc ấy hắn cưỡi một con tiết điêu. Khoảng cách nổ mạnh địa điểm đại khái một vạn năm nghìn mễ tả hữu, phi hành độ cao ở bốn nghìn mễ. Chẳng sợ khoảng cách đến xa như vậy. Kia nổ mạnh đáng sợ ánh sáng cũng hoàn toàn vô pháp nhìn thẳng mãnh liệt kích thích khiến cho hắn không thể không nhắm mắt lại ước chừng một hồi lâu sau hắn mới mở hai mắt lúc ấy thật lớn hỏa cầu chính bốc lên đến cây số trời cao sau đó hắn tận mắt nhìn thấy đến mấy chục cái tiết điêu võ sĩ ở không trung hét thảm một tiếng trực tiếp hóa thành ngọn lửa rơi xuống hắn tận mắt nhìn thấy đến những cái đó cường đại thượng cổ chiến hạm giống như món đồ chơi giống nhau một con thuyền lại một con thuyền bị xé rách vỡ vụn Thẩm lãng, lại là thẩm lãng. Hắn đã trở lại, hắn trở lại nộ triều thành Kế tiếp không lâu, long chi hối nổ mạnh địa ngục gió lốc thổi quét mà đến. Chẳng sợ hắn khoảng cách đến xa như vậy, cũng cảm nhận được cường đại nóng rực cảm. Mà hắn kỵ thừa tiết điêu cảm nhận được nguy hiểm, liều mạng mà hướng phía đông phi hành. Liều mạng mà tránh né long chi hối sóng xung kích. Nháy mắt nó trên người lông chim không ngừng cuốn lên tức khắc phát ra từng đợt kêu thảm thiết nhưng nó còn là phi thường ghê gớm cố nén thống khổ vẫn luôn bay lượn bay đến mặt khác một chi hạm đội trên không sau đó bắt đầu giảm xuống khoảng cách mặt biển còn có mấy trăm mễ thời điểm hắn rốt cuộc không chịu nổi trực tiếp rơi xuống ngô trưởng lão giống như con diều giống nhau nhẹ nhàng nhảy lên xuống dưới rừng ở phù đồ sơn phân hạm đội bong tàu thượng nhi tử ngô tuyệt còn có vài tên địa ngục quân đoàn tướng lãnh đều bay nhanh mà vọt đi lên. Hai chi hạm đội khoảng cách tam vạn mét. Cái này khoảng cách có thể cảm nhận được một trận đáng sợ gió lốc, còn có rõ ràng nóng rực cảm. Nhưng đã thu không đến cái gì thương tổn. Bất quá bọn họ vẫn là xem đến rõ ràng. Từ phía tây mặt biển thượng bạo nổi lên kinh người hỏa cầu. Cứ việc nhìn không tới mặt khác một chi phân hạm đội hủy diệt hình ảnh. Nhưng bọn hắn cũng đã đoán được kết quả. Phụ thân, mặt khác một chi phân hạm đội xong rồi. Ngô tuyệt run dày nói. Ngô trưởng lão gật gật đầu, run nhẹ nhẹ nói, thẩm lãng đã trở lại. Cứ việc ta không biết hắn là như thế nào trở về, nhưng là hắn đã trở lại nộ triều thanh. Nói đến ngô tuyệt cùng thẩm lãng thật là quen biết đã nhiều năm. Đã từng còn giả nhân giả nghĩa mà kết bái huynh đệ quá. Đương nhiên ngô tuyệt rõ ràng mà biết chính mình tuy rằng chưa chắc ở thẩm lãng kẻ thù danh sách phía trên nhưng tuyệt đối ở hắn địch nhân danh sách chung những cái đó năm hắn cùng thẩm lãng đối nghịch bao nhiêu lần hãm hại thẩm lãng bao nhiêu lần thẩm lãng còn có một chi long chi hối kế tiếp chúng ta hẳn là làm sao bây giờ ngô tuyệt hỏi ngô trưởng lão mày nhăn lại thậm chí hô hấp đều có chút không quá lưu sướng đúng vậy thẩm lãng lúc ấy trộm đi hai chi long chi hối phóng ra một chi còn dư lại một chi đâu. Ngô Tuyệt nói, thẩm lãng nhất định không nghĩ phóng ra rất nó. Bởi vì hắn muốn lưu chữ này một chi long chi hối làm chiến lược uy hiếp. Nhưng, nếu chúng ta phân hạm đội tiếp tục hướng tới nộ triều thành xung phong liều chết mà đi. Làm hắn cảm giác được chí mạng nguy hiểm, hắn như cũ sẽ phóng ra này chi long chi hối. Ngô trưởng lão nói, chúng ta dư lại này chi phân hạm đội. Còn có thể không tiêu diệt nộ triều thành có thể, dư giả. Ngô Tuyệt nói, mấu chốt là chúng ta có thể hay không thừa nhận bị Long chi hối đả kích nguy. Hiểm, Ngô trưởng lão lâm vào lưỡng nan, đi tới không được, lui về phía sau cũng không được. Mà đúng lúc này, không trung bỗng nhiên truyền đến chói tai tiếng cảnh báo. Long chi hối đột kích, Long chi hối tới cập. Sau đó, toàn bộ phân hạm đội sở hữu tiếng chuông toàn bộ đều gõ vang lên hơn nữa cũng không cần mệnh lệnh mấy vạn danh võ sĩ toàn bộ nhảy vào trong biển chẳng sợ phía bắc bay tới kia chi long chi hối còn có rất xa ngô tuyệt nói này chi long chi hối là giả ngô trưởng lão gật gật đầu hắn cũng phán đoán là giả nhưng ai dám đi đánh cuộc vạn nhất khả năng tính kết quả là khoảng cách còn có vài cây số ngô trưởng lão cùng ngô tuyệt trực tiếp nhảy vào trong biển lẻn vào đáy biển suốt một phút sau phanh kia chi giả long chi hối rốt cuộc nổ mạnh như cũ là ác mộng thạch từ bạo đạn. Mọi người lại một lần bò lên trên thuyền bong tàu. Ngô Tuyệt nói, phụ thân, như vậy đi xuống không được ta có một cái ý tưởng. Ngô trưởng lão nói, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng ngươi vẫn là nói đi. Ngô Tuyệt nói, chúng ta tổng cộng có 300 danh không trung kỵ sĩ. Đương nhiên hiện tại khả năng liền dư lại một nửa. Dư lại kia một nửa liền tính đặc chủng võ sĩ không có việc gì nhưng bọn hắn kỵ thừa tuyết điêu cũng rơi xuống. Liền tính 150 danh không trung đặc chủng võ sĩ cũng đủ. Chúng ta có thể đối nội triều thành phát động không kích. Tuy rằng chúng ta không thể phóng ra long chi hối, nhưng chúng ta có cổ trùng đạn. Hoàn toàn có thể đối nội triều thành tiến hành hủy diệt tính đả kích. Thậm chí có thể chém tận giết tuyệt. Ngô trưởng lão trầm mặc. Ngô tuyệt nói, mà chúng ta hạm đội tắc yêu cầu lập tức rút lui tốt nhất rời xa thẩm lãng giả long chi hối phóng ra phạm vi hắn từ bạo đạn uy lực rất lớn sẽ không ngừng hao tổn chúng ta hạm đội năng lượng trung tâm công suất ngô trưởng lão trong lòng đã sớm đã có quyết định hắn chỉ là ở cân nhắc các loại khả năng tính ngô tuyệt nói thẩm lãng có một loại sẽ phi hành nhiệt khí cầu nhưng là tốc độ thông thả mấu chốt phi thường không linh hoạt tuy rằng có thể phi thật sự cao nhưng đối chúng ta tiết điêu kỵ sĩ căn bản tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp. Hơn nữa, số lượng phi thường thưa thớt chỉ có thể làm chiến trường quan sát chi dùng. Mặt khác nộ triều thành tuy rằng có không ít to lớn chiến nỏ, to lớn cường nỏ. Nhưng chúng ta tiết điêu có thể bay đến 5.000 mễ trời cao. Đã hoàn toàn thoát ly bất luận cái gì phòng không vũ khí sát thương phạm vi. 150 danh tiết điêu võ sĩ, mang theo hơn 1.000 cái cổ trùng đạn hẳn là cũng đủ giết chết nộ triều thành mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn người. Bất luận cái gì áo giáp đều ngăn cản không được cổ trùng. Chẳng sợ cừu yêu nhi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa nhất diệu một chút là thẩm lãng phòng ngự hết thầy cổ trùng, hắn sẽ không chết. Đem nộ triều thành mọi người dùng cổ trùng sát tiệt lúc sau. Chúng ta có thể dễ như trở bàn tay lại một lần tù binh thẩm lãng. Ngô trưởng lão như cũ trầm mặc không nói. Ngô tuyệt nói, phụ thân, ngài chẳng lẽ không đồng ý, hoặc là ngài có càng tốt biện pháp? Ngô trưởng lão lắc đầu nói, không, người biện pháp này thực hảo. Hơn nữa là duy nhất biện pháp, ta là suy nghĩ, ta hay không muốn đích thân đi hoàn thành nhiệm vụ này? Ngô tuyệt nói, ngài đương nhiên không cần tự mình đi làm. Ngô trưởng lão nói, nhưng đổi những người khác nói. Liền tính đem nộ triều thành giết sạch rồi, có không thành công bắt được thẩm lãng? người này chi gian trá giảo hoạt, ngoan độc đê tiện hoàn toàn vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Người cảm thấy những người khác trong lòng thật thượng là đối thủ của hắn sao? Ngô tuyệt lắc lắc đầu, chỉ có chân chính cùng thẩm lãng giao thủ quá mới biết được hắn biến. Thái, cái này đã từng bị phù đồ sơn bắt làm tù binh, nhưng ngạnh sinh sinh đào thoát. Hắn rõ ràng tay trói gà không chặt, chẳng những dễ như chờ bàn tay chạy thoát lại còn có trộm đi hai chi long chi hối, kia hắn còn có chuyện gì làm không được. Phái những người khác đi tù binh thẩm lãng, đi sát tiệt nộ triều thành. Thật sự không yên tâm a. À. Ta tự mình đi." Ngô trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói. Mặt khác một chi phân hạm đội cơ hồ toàn quân hủy diệt, thắng vô khuyết khả năng cũng đã chết. Đế quốc Mẫn Quận Vương cũng có thể đã chết mà chúng ta phụ tử lại còn sống. Nếu không đem nộ triều thành sát tiệt, nếu không tù binh thẩm lãng, chúng ta không báo cáo kết quả công việc được. Ngô Tuyệt nói, ta lập tức xuất lĩnh phân hạm đội rút lui 300 dặm. Hơn nữa, phái ra một chi tiểu hạm đội đi phía tây cứu hộ người sống sót. 15 phút sau, Ngô trưởng lão đối không trung đặc chủng võ sĩ tiến hành rồi tập kết tổng cộng 189 danh. So trong tưởng tượng còn muốn nhiều một ít. 300 danh tiết điêu kỵ sĩ, bị long chi hối nổ chết gần chỉ có mấy chục người mà thôi. Nhưng còn có mấy chục người mất đi tiết điêu tọa kỵ. Ta phát cho ngươi 39 danh tiết điêu võ sĩ. Dư lại 150 danh ta mang đi đi diệt nộ triều thành. Ngô trưởng lão nói, này 39 danh tiết điêu võ sĩ. Ngươi hoàn toàn dùng để theo dõi khu vực này, bảo đảm hạm đội an toàn. Không cần đi chấp hành mặt khác bất luận cái gì nhiệm vụ. Ngô Tiệt nói, minh bạch ngô trưởng lão hét lớn sở hữu tiết điêu kỵ sĩ cổ trùng đạn mang hảo sao toàn bộ mang theo xong phía trước nói chính là một ngàn cái nhưng cuối cùng lại mang theo một nghìn năm trăm cái cổ trùng đạn cơ hồ là khuynh này sở hữu mỗi một quả cổ đạn bên trong vượt qua vài tỷ chỉ cổ trùng thêm lên quả thực là con số thiên văn vận dụng mấy vạn trăm triệu cổ trùng tới tàn sát nộ triều thành chân chính con số thiên văn đương nhiên mấy vạn trăm triệu cái này số lượng nghe tới xác thật phi thường khủng bố nhưng cũng chính là tương đương với một trăm danh thành niên nam từ một năm lượng mà thôi. đương nhiên cổ trùng cùng kia ngoạn ý thoáng có một chút không giống nhau. nó như là một loại phù du nhưng là này một nghìn năm trăm cái cổ trùng đạn một khi nổ tung nói cũng đủ bao phủ toàn bộ nộ triều thành tiến hành một hồi cực kỳ bi thảm đại tàn sát. Hơn nữa này 1.500 cái cổ trùng đạn bên trong có vượt qua thượng trăm loại đủ loại kiểu dáng cổ. Trùng. Đương nhiên, cổ trùng đạn ở bất luận cái gì thời điểm đều là một loại phi thường nguy hiểm đồ. Vật cho nên ở ném mạnh phía trước đã muốn hoàn toàn phong ấn hảo. Không thể có một chút tiết lộ, này mấy trăm danh đặc trùng võ sĩ cũng không sai biệt lắm xem. Như phù đồ sơn cao thủ đứng đầu. Nhưng rốt cuộc phù đồ sơn có vượt qua mấy ngàn danh đặc trùng võ sĩ. Muốn hoàn toàn miễn dịch sở hữu cổ trùng là không có khả năng. Các ngươi nhất định phải nhớ lấy, bay đến nộ triều thành trên không sau. Mỗi người phụ trách một mảnh không vực, sau đó đem cổ trùng đạn ném mạnh đi xuống. Một khi ném mạnh xong sau, muốn lập tức rời đi, ngàn vạn không thể có bất luận cái gì dừng lại. Nếu không khả năng sẽ có phản phệ nguy hiểm. Đương nhiên, này đó cổ trùng sinh mệnh chu kỳ phi thường ngắn ngủi một khi từ dinh dưỡng dịch bên trong thoát ly lúc sau. Nhiều nhất không vượt qua 15 phút liền sẽ toàn bộ tử tuyệt mất đi lực sát thương. Cho nên ném mạnh xong nửa giờ sau, chúng ta lại nếm thử đồ bộ nộ triều thành. Tù binh thẩm lãng, nghe minh bạch không có. Các người phải tiến hành chính là một hồi vĩ đại sứ mệnh. Đây là toàn bộ phương đông thế giới lần đầu tiên đại quy mô không kích cũng là chúng ta phù đồ sơn lần đầu tiên vận dụng lớn như vậy quy mô cổ trùng vũ khí tiến hành. Diệt sạch tính đả kích, cần phải muốn một lần thành công, đem nộ chiều thành mọi người giết được sạch sẽ, vì vừa rồi Long chi hối nổ mạnh tử nạn giả báo thù. Sắt tiệt nộ triều thành, sắt tiệt nộ triều thành, ở từng đợt phẫn nộ hô to chung, một con lại một con tiết điêu dương cánh bay cao, phóng lên cao ở không trung sắp hàng trở thành chỉnh tề chiến đấu trận hình, hiến đường chi chủ. Phù đồ sơn trưởng người quen cũ tự mang đội. Xuất phát, theo ngô trưởng lão ra lệnh một tiếng. 150 danh tiết yêu võ sĩ mang theo 1.500 cái đáng sợ cổ trùng đạn hướng tới nội triều thành trên. Không bay đi, thật là muốn mạnh, một màn này thế nhưng có chút quen thuộc. Vừa rồi Long Chi hối nổ mạnh, có điểm như là đánh lén chân châu càng mà hiện tại Phù Đồ Sơn Ngô trưởng lão xuất lĩnh 150 danh tiết điêu võ sĩ bay đi nộ triều thành. Không kích lại có chút giống là quân Mỹ trả thù đối Đông Kinh tiến hành đại oanh tạc. Thế giới này thật đúng là có ý tứ. Thẩm Lãng không có lúc nào là không nghĩ trình diễn một lần đại không kích. Vì thế hắn mấy năm trước liền làm ra nhiệt khí cầu, gần nhất thậm chí làm ra tàu bay. Nhưng lần đầu tiên đại quy mô không kích thế nhưng là có địch nhân hoàn thành năm nghìn mễ trời cao. Ngô trưởng lão mang theo 150 danh tiết điêu kỵ sĩ, ở không trung bay lượn. Thật sự giống như chiến đấu cơ trận hình giống nhau. Đương nhiên tiết điêu tốc độ là xa xa so ra kém sóng siêu âm phi hành thú. Mỗi giờ tuần tra tốc độ không vượt qua 200 km nhưng liền tính như thế cũng đã phi thường nhanh. Gần một giờ sau, cũng đã sắp tới nộ chiều thành trên không. Khoảng cách đã không đủ 100 dặm hôm nay thời tiết phi thường sáng sủa ngô trưởng lão đã nhìn đến nộ triều thành toàn cảnh a hơn nữa nhìn đến mặt biển thượng nộ triều thành hạm đội thật là biến chuyển từng ngày a thẩm lãng trở về gần một năm rưỡi tả hữu này toàn nộ triều thành thế nhưng đã giống như lòng bàng hồ cứ giống nhau xử lý ở lôi châu trên đảo đặc biệt là thật lớn tường thành giống như cự thú giống nhau bảo vệ xung quanh toàn bộ nộ triều thành hơn nữa nộ triều thành mấy vạn đại quân đều ở tường thành phía trên. Quá hoàn mỹ, quả thực là tốt nhất tàn sát nơi. Này dọc theo đường đi bay tới, ngô trưởng lão đã phát hiện bốn con nộ triều thành tàu bay. Nhưng chúng nó hoàn toàn không cụ bị bất luận cái gì công kích tính. Hơn nữa, di động tốc độ phi thường chậm chạp. Hiển nhiên đối tiết điêu kỵ sĩ tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp ít nhất nội triều thành không chung là hoàn toàn thuộc về phù đồ sơn, thuộc về tiết điêu võ sĩ. Ngô trưởng lão hô hấp trở nên dồn dập lên, đại tàn sát thực mau liền phải bắt đầu rồi. Thẩm lãng, thực mau ngươi liền phải cảm nhận được phù đồ sơn phẫn nộ rồi, nhìn mấy vạn người. Mười mấy vạn người chết thảm ở ngươi trước mặt mà bất lực. Khẳng định sẽ vô cùng chi thống khổ đi. Ngươi thẩm lãng dùng hắc chết tuyệt đạn diệt sạch mấy cái thành thị. Tuy rằng phi thường đáng sợ, nhưng lại không người thấy, tốc độ thong thả. Hôm nay nhiều nhất 15 phút, là có thể đem ngươi nộ triều thành mười mấy vạn người tàn sát sạch sẽ. Một màn này khẳng định xưa nay chưa từng có kinh diễm, tàn nhẫn, chấn động. Gia tốc, gia tốc đem nộ triều thành chém tận giết tuyệt. Theo Ngô trưởng lão ra lệnh một tiếng, 150 danh tiết điêu kỵ sĩ điên cuồng mà gia tốc. Hình thành một cái tuyệt đối chỉnh tề trận hình. Giống như một chi lợi kiếm hướng tới nộ triều thành trên không đánh tới. Đại tàn sát, đại tàn sát, chém tận giết tuyệt, nộ triều thành đại thành bảo. Thẩm Lãng dùng bội số lớn số kính viễn vọng nhìn phía không trung, hôm nay thời tiết thật tốt. Cho nên hắn rất sớm liền phát hiện phù đồ sơn không quân đột kích. Một màn này quá kinh diễm, chân chính đại trường hợp a. 150 danh không trung quân địch, tuy rằng chưa nói tới là che trời nhưng là cũng kéo dài mười mấy dặm. Chẳng sợ ở địa cầu điện ảnh chung dùng một lần xuất động 150 giá chiến đấu cơ cảnh tượng cũng không phải rất nhiều, thẩm lãng thậm chí cảm giác được cực kỳ hâm mộ. Phù đồ sơn có được lớn như vậy quy mô không quân. Đương nhiên đại viêm đế quốc có được đến càng nhiều. Phù đồ sơn sẽ đối chúng ta tiến hành không kích ngươi cảm thấy bọn họ dùng cái gì vũ khí. Hải kéo hỏi. Thẩm Lãng nói, cổ trùng vũ khí, đối nộ triều thành tiến hành diệt sạch tính đại tàn sát. Nếu bọn họ thực hiện được nói, bảo đảm ở 15 phút nội tàn sát chúng ta mấy vạn. Mười mấy vạn người, đối mặt phù đồ sơn không quân. Thẩm Lãng nguyên bản tính toán dùng long chi lực phóng ra trang bị, thậm chí dùng hết một viên năng lượng trung tâm cũng không tiếc. Bất quá liền tính như vậy cũng sẽ có cá lọt lưới bởi vì này đó tuyết điêu phi hành tốc độ cũng thực mau. Một khi phát hiện có năng lượng trung tâm bắn trời cao không, bọn họ sẽ bay nhanh tránh đi. Thoát đi nổ mạnh bán kính. Bất quá hiện tại có đại siêu, hết thảy đều không có vấn đề. Đại siêu, người biểu diễn thời khắc tới. Thẩm lãng chậm rãi nói. Hắn thanh âm vừa mới rơi xuống. Ca, một tiếng hoan hô, một chi gần 30 mét lớn lên siêu cấp cự thú đột nhiên bay lên không? trung, giống như một trận đại hình chiến đấu cơ giống nhau chiều bay lại đây. Sau đó nó trực tiếp bay đến thẩm lãng trước mặt. Ăn mặc thượng cổ áo giáp cừu yêu nhi cưỡi ở sóng siêu âm phi hành thú trên lưng. Thẩm lãng gãi đại siêu cầm, nói, nhớ kỹ hai điểm, điểm thứ nhất. Nhất định phải ở thuận gió thời điểm phát động công kích. Điểm thứ hai, khoảng cách địch nhân nhất định phải vượt qua 300 mễ. Mấy ngày nay, đại siêu vẫn luôn đều ở thật lớn hồ nước bên trong rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nó tức khắc hoàn toàn bị khiếp sợ tới rồi thế nhưng còn có lớn như vậy phi hành cự thú hơn nữa nó hình thái thật sự là quá hoàn mỹ tuyệt đối hình giọt nước này liền giống như chiến đấu cơ giống nhau sở hữu cường đại chiến đấu cơ nhất định thật xinh đẹp nhất định phù hợp lưu tuyến mỹ học đại siêu đắc ý phi phàm nó nhất hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác đi thôi thẩm lãng nói Đại Siêu lại một tiếng kêu to, sau đó nhanh chóng mà lên không. Toàn bộ thân thể cơ hồ là vuông góc, nếu đổi thành thẩm lãng đã sớm ngã xuống. Cho dù có Thượng Cổ Vương giới bảo hộ, hắn cũng không có đủ sức lực ôm lấy Đại Siêu cổ a. Mà Cửu Yêu Nhi liền không hề vấn đề, dễ như trở bàn tay liền có thể dán ở Đại Siêu trên lưng. Lên không, lên không, lên không. Đại Siêu trực tiếp bay đến thượng vạn mét trời cao sau đó hướng tới phù đồ sơn 150 danh tiết điêu kỵ sĩ phóng đi. Tốc độ đạt tới kinh người 600 km mỗi giờ, quả thực là kinh tủng. Cựu yêu nhi trong lòng vô cùng vui sướng, loại cảm giác này quá sung sướng. Chỉ ở sau cùng thẩm lãng cầu thả. Này loại này tự do tự tại ở không trung bay lượn cảm giác. Phảng phất toàn bộ thể xác và tinh thần đều dung nhập với không trung dùng xưa nay chưa từng có tầm nhìn xưa nay chưa từng có tốc độ đi quan sát thế giới này gần vài phút sau đại siêu liền bay đến địch nhân không quân trước mặt sau đó nó lại một lần bắt đầu rồi nó nhất đắc ý nhất kích thích biểu diễn cấp tốc lao xuống tốc độ lại một lần tăng lên vèo 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 này trong nháy mắt bởi vì tự do rơi xuống đất hơn nữa hắn ra tốc trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh ngắn ngủn vài giây, đại siêu liền lao xuống hạ 5.000 mễ. Trực tiếp xuất hiện ở phù đồ sơn không quân trước mặt. Nó một con, tre ở 150 chỉ tiết điêu trước mặt. Phù đồ sơn ngô trưởng lão, còn có mặt khác tiết điêu kỵ sĩ hoàn toàn sợ ngây người. Thậm chí lộ ra vô cùng đố kỵ quang mang. Hiện tại hắn biết thẩm lãng vì sao có thể nhanh như vậy thời gian trở lại nộ triều thành. Nguyên lai like hắn thật là bay trở về. Dựa vào cái gì a à? hắn dựa vào cái gì có thể thuần phục như vậy phi hành thú. Này chi phi hành thú quả thực so tiết điêu cường đại quá nhiều, hoàn mỹ quá nhiều. Bất quá, ngươi có phải hay không quá kiêu ngạo? Người gần chỉ có một con, lại muốn ngăn lại chúng ta 150 chỉ tiết điêu. Còn có 150 danh đặc chủng võ sĩ. Ngươi đây là tìm chết sao? Đơn thuần từ trong hình, đại siêu sắc thật như là ở tìm chết, nó liền tính lại cường một con cũng ngăn không được một trăm nhiều chỉ phù đồ sơn ngô trưởng lão hạ lệnh quát giảm tốc độ giảm tốc độ tức khắc một trăm năm mươi danh tiết điêu võ sĩ giảm bớt tốc độ hơn nữa ở không trung lại một lần tập kết thành trận chậm rãi tới gần sóng siêu âm phi hành thú đại siêu như cũ phiêu phù ở không trung vẫn không nhúc nhích này tư thế thật sự là quá trang bức quá uy mãnh một con cản một trăm năm mươi chỉ dự bị Phù Đồ Sơn Ngô trưởng lão giống lớn nói. Tức khắc 150 danh đặc chủng võ sĩ dơ lên thượng cổ chiến nỏ. Bất quá thượng cổ chiến nỏ, ác mộng thạch thượng cổ chiến đao không phải yêu cầu năng lượng. Khống chế trung tâm sao? Vì sao bọn họ không cần? Phía trước nói qua, có độc lập thượng cổ trang bị. Nhưng yêu cầu phẩm cấp phi thường cao ác mộng thạch tinh thể. Tỉ như Adop kia một bộ thượng cổ trang bị liền không cần năng lượng khống chế trung tâm. Loại này độc lập thượng cổ trang bị, chẳng sợ ở phù đồ sơn cũng phi thường chân quý. Ngô trưởng lão ánh mắt lại một lần hướng tới nội triều thành phương hướng nhìn lại. Khoảng cách đã không đủ 70 dặm. Thẩm lãng, ngươi thế nhưng muốn bằng vào một con phi hành thú ngăn cản chúng ta. Hoàn toàn là người si nói mộng a. À. Bất quá hắn thật đúng là có chút luyến tiếc, rốt cuộc này chỉ phi hành thú quá chân quý. Có thể tù binh nó liền tốt nhất nhưng là hiện tại diệt sạch nộ triều thành mấu chốt nhất, tù binh thẩm lãng mấu chốt nhất. Chiếc sát này chỉ phi hành thú, sau đó lại đem nộ triều thành sát tuyệt. Mà lúc này, phi hành thú đại siêu cũng ở ấp ủ, ấp ủ hắn sóng siêu âm công kích. Ấp ủ, ấp ủ, ấp ủ tới rồi cực hạn. Ngô trưởng lão đột nhiên hét lớn, phóng ra. Kinh diễm một màn xuất hiện, 150 danh đặc chủng võ sĩ thượng cổ chiến nỏ điên cuồng phóng ra vèo 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 vèo. Vô số thượng cổ chi mũi tên, giống như mưa to giống nhau hướng tới đại siêu bắn tới. Hai bên khoảng cách gần 500 mễ mà thôi. Cái này khoảng cách thượng cổ cường nỏ có thể dễ như trở bàn tay bắn thủng bất luận cái gì sinh. Vật, mà lúc này đại siêu cũng ấp ủ xong, đột nhiên một trận rít gào. Cường đại sóng siêu âm công kích đột nhiên bắn nhanh mà ra. Phanh phanh phanh, sóng siêu âm công kích kỳ thật là vô thanh vô tức nhưng một màn này xác thật như là tam quốc đàn anh truyền bên trong võ tướng đại sát kỹ. Này sóng siêu âm công kích liền phảng phất một đoàn vô hình quang ảnh giống nhau. Nháy mắt cắt ra không khí, nó nơi đi qua hết thảy thượng cổ chi mũi tên, toàn bộ bị thổi tan. Sôi nổi rơi xuống, nhưng xa xa không chỉ như vậy. Này sóng siêu âm công kích đột nhiên bắn vào trong đó một người phù đồ sơn tiết điêu võ sĩ. Trên người nháy mắt này chỉ tiết điêu trực tiếp tan xương nát thịt. Mà nó trên lưng tiết điêu võ sĩ trực tiếp bay đi ra ngoài, nó áo giáp không có việc gì. Nhưng là bên trong người lại trực tiếp vỡ vụn. Như cũ xa xa không chỉ như thế, còn có càng thêm hoàn mỹ. Này chỉ tiết điêu võ sĩ mang theo 10 cái cổ trùng đạn. Toàn bộ phong ấn ở kiên cố đồ sứ đồ đựng bên trong. Mà đồ sứ có thể ngăn trở đại siêu sóng siêu âm sao? Hoàn toàn không có khả năng. Phanh phanh phanh, mười chỉ cổ trùng đạn đột nhiên nổ tung. Vượt qua mấy chục tỷ cổ trùng giống như đáng sợ tử vong gió lốc giống nhau ở không trung đột. Nhiên tản ra, nháy mắt bao phủ mấy ngàn mét vuông trên không. Ngay sau đó đệ nhị danh tuyết điêu võ sĩ cổ trùng đạn nổ tung, cái thứ ba, cái thứ tư. Thứ năm cái, theo vô số cổ trùng lan tràn, một con lại một con tuyết điêu biến thành nước mủ. Biến thành ngọn lửa một cái lại một cái tuyết điêu kỵ sĩ phát ra thê lương thảm gáo. Sống sờ sờ bị cổ trùng cắn nuốt mà chết. Cực kỳ bi thảm A. chương mươi 539, đại hoạch toàn thắng. Thắng vô khuyết ngô trưởng lão bị bắt. Kế tiếp hoàn toàn là đại siêu điên cuồng biểu diễn, nó biểu hiện điên cuồng tính cơ động. Quả thực chính là 360 độ phun tức. Từng đợt đáng sợ sóng siêu âm công kích phun ra mà ra, một khi bị hắn phun chung phù đồ sơn đặc trùng võ sĩ có lẽ còn bất tử nhưng bọn hắn tọa kỵ tuyết điêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ nháy mắt ở không trung giải thể mà bọn họ mang theo cổ trùng đạn nhất định sẽ nổ tung này quả thực là đáng sợ tử vong triển lãm quả thực làm người xem thế là đủ rồi hoàn toàn vô pháp đoán trước phù đồ sơn thế nhưng có nhiều như vậy cổ trùng hơn nữa uy lực cường đại đến như vậy khủng bố cấp bậc trong vòng vài phút ngắn ngủi, 150 danh Tuyết Điêu kỵ sĩ liền tổn thất hơn phân nửa. Phù Đồ Sơn ngũ trưởng lão liều mạng hô to, "Tản ra, tản ra." Kỳ thật không cần mệnh lệnh của hắn, đường này đó cổ trùng đạn nổ tung thời điểm. Này đó Tuyết Điêu võ sĩ cũng đã mọi nơi chạy trốn, tuyệt đối tay vạ đến nơi từng người phi. Trận hình lập tức liền tán loạn. Cho nên, Đại Siêu bắt đầu rồi tiêu diệt từng bộ phận này đối với địch nhân đến nói càng thêm là một hồi bi kịch bởi vì đại siêu tính cơ động. Phi hành tốc độ đều xa xa vượt qua tiết điêu, hơn nữa viễn trình công kích cũng xa xa vượt qua. Dùng một cái phi thường chứ danh danh từ, đó chính là đại kém. Cho nên trận này không chung cách đấu trở nên tuyệt đối không công bằng lên. Này đã không chỉ là bốn đời cơ đối chiến nhị đại cơ. Quả thực chính là tiêm 20 ở đuổi giết đệ nhị thế chiến cánh quạt chiến cơ đại siêu bắt đầu rồi chân chính biểu diễn, điên cuồng mà ra tốc lao xuống. Rắn hổ mang động tác quả thực chơi đến vui vẻ vô cùng. Bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, cho nên có thể dễ như chờ bàn tay đuổi theo bất luận cái gì một. Mục tiêu, hơn nữa cũng có thể thoát khỏi bất luận cái gì đuổi giết. Vèo 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 vèo, phù đồ sơn ngươi tiết điêu võ sĩ thượng cổ cường nỏ điên cuồng nổ bắn ra. Hơn nữa này đó nỏ tiễn tốc độ phi thường mau, mỗi giây vượt qua 300 mễ. 800 mễ tả hữu khoảng cách gần không đến 3 giây đồng hồ liền có thể xạ kích nói. Nhưng phi thường bi kịch chính là đại siêu cực hạn phi hành thời điểm. Khi tốc vượt qua 600 km, mỗi giây 100 nhiều mễ. Cho nên chẳng sợ hắn 30 m lớn lên thân hình. Cũng có thể dễ như chờ bàn tay tránh né bất luận cái gì nỏ tiễn nhưng liền tính nó tránh không khỏi cũng không quan trọng. Nó trên lưng cưỡi chính là cửu yêu nhi, võ công nghịch thiên cửu yêu nhi. Có thể đánh bay bất luận cái gì nỏ tiễn. Nộ triều thành trên không người, nếu có kính viễn vọng nói liền có nhãn phúc. Chỉ thấy được phù đồ sơn tiết điêu võ sĩ một con một con ở không trung tan xương nát thịt. Ngay sau đó không trung tuôn ra một đoàn quỷ dị xương khói, này đó đều là vô số cổ trùng phanh một cái tiết điêu võ sĩ cả người hừng hực thiêu đốt từ không trung rơi xuống xuống dưới đây là bị đặc thù cổ trùng cắn nuốt cùng loại với địa ngục hỏa trùng thẩm lãng nhìn địch nhân một cái tiếp theo một cái từ không trung rơi xuống hơn nữa vẫn là không phải tuôn ra ánh lửa thật sự có một loại ảo giác đây là ở vào hiện đại địa cầu không chiến bầu trời là chiến đấu cơ ở cách đấu giao chiến phanh phanh đại siêu sóng siêu âm không ngừng phun ra mà mỗi một lần nhất định ít nhất đánh rơi một cái địch nhân không quân. Thật là hoa lệ kích thích à, thật sự giống như địch nhân chiến đấu cơ một trận tiếp theo một. Trận rơi xuống, ngắn ngủn hơn 10 phút sau. Phù đồ sơn 150 danh tiết điêu võ sĩ gần như toàn quân hủy diệt. Mà cái kia phù đồ sơn ngô trưởng lão đâu? Đường tiết điêu võ sĩ rơi xuống hơn phân nửa lúc sau. Hắn liền cảm thấy đại sự không ổn bỏ trốn mất dạng chờ đến đại siêu đem 150 danh phù đồ sơn tiết điêu võ sĩ toàn bộ giết sạch thời điểm. Hắn đã bay ra mấy chục dặm ở ngoài. Phi, phi, phi. Ngô trưởng lão biết chỉ cần bay đến hạm đội trên không liền an toàn. Bởi vì hạm đội thượng siêu cấp to lớn chiến nò có được kinh người phòng không năng lực. Xạ kích tốc độ nhanh nhất có thể vượt qua mỗi giây 4-500 mễ. Thẩm lãng này chỉ kinh người phi hành thú là tránh không khỏi đại siêu giết sạch rồi mặt khác tiết điêu võ sĩ lúc sau, liền điền cuồng truy kích. Nó lại một lần trình diễn cực nhanh, tuyệt đối lao tới. Thế nhưng đạt tới kinh người 700 km mỗi giờ, đương nhiên đây là lao tới tốc độ. Mà không phải tuần tra tốc độ. Gần 3 phút, phù đồ sơn ngô trưởng lão tiết điêu đã bị đuổi theo. Loại cảm giác này thật là tuyệt vọng. a à, hắn tiết điêu liền tính liều mạng phi hành. Tốc độ cũng gần chỉ có đại siêu 1 phần 3 hắn liều mạng thao tác này chỉ học giáo, muốn dùng tính cơ động thoát khỏi đại siêu truy kích. Nhưng này hoàn toàn là tự dước lấy nhục. Đại siêu tính cơ động so phi hành tốc độ càng kinh người. Phanh, đại siêu ấp ủ xong sau, đột nhiên phun ra xuất siêu sóng âm công kích. Ngô trưởng lão thực nhạy bén, liền tính không có quay đầu lại cũng cảm giác được nguy hiểm hơi. Thở, thao tác tiết điêu muốn tránh né, nhưng căn bản không có khả năng trốn đến rớt sóng siêu âm cũng là sóng âm, mỗi giây tốc độ đạt tới 340 mễ mỗi giây. 500 mễ khoảng cách gần một giây nhiều thời gian mà thôi. Cắt này chỉ tiết điêu liều mạng ngầm trị, đây là nhanh nhất tránh né phương pháp. Nhưng phi thường đáng tiếc, đại siêu quá rảo hoạt, hắn phun ra sóng siêu âm thời điểm. Thế nhưng còn hiểu đến trước tiên lượng. Ngô trưởng lão này chỉ tiết điêu hạ trị thời điểm, vừa lúc bị cái này sóng siêu âm đánh trúng. Nháy mắt, này chỉ thật lớn tuyết điêu ở không trung đột nhiên tan xương nát thịt. Mà cùng lúc đó ngô trưởng lão đột nhiên từ không trung nhảy lên. Tránh thoát đại siêu sóng siêu âm công kích, sau đó hắn đột nhiên hạ trùy. Hướng tới mặt biển rơi xuống. Đại siêu đáp xuống, tiếp tục hướng tới ngô trưởng lão phun ra sóng siêu âm. Phanh, phanh, phanh. Nhưng toàn bộ đều thất bại, bởi vì ngô trưởng lão võ công quá cao. Hơn nữa có được không thua gì Adobe thượng cổ trang bị, có thể nháy mắt di động hơn 10 mét. Trực tiếp tránh né sóng siêu âm. Thân thể hắn hạ trị tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Phanh, cuối cùng đột nhiên nhảy vào nước biển bên trong. Giao cho ta, cừu yêu nhi vỗ vỗ đại siêu bả vai. Sau đó nàng cũng đột nhiên từ không trung nhảy xuống tới, đột nhiên chui vào trong biển. Vì thế, đại siêu liền ở trên mặt biển xoay quanh, tìm tòi mục tiêu cửu yêu nhi nhảy vào trong biển lúc sau, liền bắt đầu siêu tầm ngô trưởng lão vị trí. Thực mau, nàng liền tìm tới rồi. Lúc này ngô trưởng lão lẳng lặng ngồi ở đáy biển, ánh mắt nhìn cửu yêu nhi. phảng phất ở khiêu khích, ngươi dám lại đây sao? Cửu yêu nhi cũng lẻn vào đến đáy biển, chậm rãi hướng tới ngô trưởng lão đi qua. Đối phương như cũ vẫn không nhúc nhích. Cửu yêu nhi chậm rãi rút ra kiếm, tiếp tục đi đến. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, 50m, mét, 30m, mét, 20m. Mét. Bỗng nhiên, Ngô trưởng lão lộ ra một trận cười dữ tợn, hét lớn, "Chết đi, chết đi. Bị vô số cổ trùng cắn nuốt mà chết đi." Ngay sau đó giây tiếp theo, hắn mang 10 cái cổ trùng đạn đột nhiên ở đáy biển nổ tung. Thật là kinh diễm một màn, vô số kẻ cổ trùng nháy mắt lan tràn ở trong nước biển. Đem mấy trăm mễ nội nước biển đều hoàn toàn bao phủ nở rộ ra đủ mọi màu sắc cùng lúc đó này phiến hải vực não nội sở hữu sinh vật toàn bộ bị chết. Sạch sẽ, mà cửu yêu nhi cũng trực tiếp biến mất. Bởi vì nàng là khu vực này nội trừ bỏ ngô trưởng lão ở ngoài duy nhất nhân loại. Đại bộ phận cổ trùng đều điên cuồng mà chiều nàng đánh tới. Phanh, phanh 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 phanh, này vô số cổ trùng cho nhau tác dụng. Phát ra từng đợt bạo liệt tiếng vang, lại còn có toát ra ánh lửa. Đương nhiên cổ trùng ở nước biển nội sinh tồn thời gian thực đoàn sẽ không vượt qua vài phút. Nhưng cắn nuốt cửu yêu nhi đã dư giả. Mà làm phù đồ sơn trưởng lão, ngô trưởng lão khẳng định là có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận. Cổ trùng, này trăm mét hải vực trong vòng, hoàn toàn biến thành tử vong vùng cấm. Vô số cổ trùng điên cuồng tàn sát hết thảy, cho dù là san hô. Cho dù là nhỏ nhất phù du sinh vật. Ngô trưởng lão bừa bãi cười to nói, cửu yêu nhi, Ngài quả nhiên giống như trong tưởng tượng như vậy ngay thẳng A, ninh thẳng bất khuất. Chẳng sợ biết ta nơi này có âm mưu, cũng như cũ chiều sông tới. Ít nhất có một trăm loại cổ trùng ở cắn nuốt ngươi, ngươi không phải hải tặc sinh ra sao. Này phiến hải dương trở thành ngươi mộ địa, khá tốt, khá tốt. Kế tiếp, hắn cũng không vội vã rời đi. Bởi vì toàn bộ nộ triều thành chân chính làm người sợ hãi, cao thủ chỉ có một cửu yêu nhi hắn chẳng những là đứng đầu võ đạo cao thủ, vẫn là đứng đầu chiến trường cao thủ. Đại ngốc cũng thực đáng sợ, nhưng hắn đến bây giờ mới thôi còn chỉ là biến thái cấp chiến. Trường sát khí, cá nhân võ đạo tạo nghệ cũng không phải tuyệt đỉnh. Đến nỗi mặt khác Lý Thiên Thu, tiết ẩn đám người, ngô trưởng lão liền không hề sở sợ. Tuy rằng đều là tông sư, nhưng tông sư cùng tông sư cũng là có cách biệt một trời. Ước chừng đợi đã lâu, toàn bộ đáy biển sở hữu cổ trùng toàn bộ đã chết. Chìm nhìn đến đáy biển, nước biển lại khôi phục thanh triệt. Ngô trưởng lão mở ra thượng cổ áo giáp thượng sáng lên trang bị, chiếu xạ này phiến hải vực. Muốn tìm kiếm cựu yêu nhi tung tích nhưng là không hề thu hoạch. Nàng biến mất trong nước biển chỉ phiêu tán vài sợi bố phiến, liền áo giáp đều không thấy. Bởi vì rất nhiều cổ trùng có thể cắn nuốt kim loại. Ngô trưởng lão lại một lần tìm tòi toàn bộ hải vực như cũ không hề phát hiện. Cửu yêu nhi chắc là đã chết, nữ nhân này phi thường ngay thẳng, nàng không phải thẩm lãng. Sẽ không dùng quỷ kế. Ngô trưởng lão lén lút phù đến mặt biển, nhưng là lại hoàn toàn không có lộ ra mặt nước. Bởi vì hắn muốn đi săn đại siêu. Này chỉ phi hành thú quá kinh diễm, hơn nữa hiện tại mất đi chủ nhân chỉ cần đem hắn bắt được trụ kia tổn thất 150 chỉ tiết điêu đều là đáng giá. Lúc này, đại siêu như cũ ở trên mặt biển xoay quanh, phảng phất đang tìm kiếm địch nhân. Bất quá xoay quanh phi hành tốc độ phi thường thong thả. Ngô trưởng lão vô thanh vô tức mà ở trong biển bơi lội, lặng lẽ tới gần đến đại siêu phía dưới. Lúc này hắn liền giống như một con trong nước cá sấu khổng lồ giống nhau. Đang ở vồ mồi không chung con mồi hắn không ngừng tiếp cận đại siêu, 300 mễ, 200 m 50 m 30 m 10 m Sau đó hắn khống chế trên người thượng cổ áo giáp, đem năng lượng ấp ủ đến mức tận cùng. Này thượng cổ áo giáp có thể đột nhiên bắn bay trên không, trực tiếp vượt qua 50 m Hơn nữa tốc độ phi thường mau. Thừa dịp đại siêu chưa chuẩn bị, nhất định có thể đem hắn nhất cử bắt được. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Ngô trưởng lão còn chuẩn bị tốt thượng cổ tay nỏ, một khi đi săn thất bại, trực tiếp phóng ra nỏ tiễn. Phanh, phẳng phất một quả đạn pháo giống nhau. Ngô trưởng lão đột nhiên từ mặt biển thượng vọt ra, hướng tới không trung đại siêu bắn nhanh mà đi. Phanh, nhưng ngay sau đó lại một tiếng vang lớn. Mặt khác một quả hình người đạn pháo đột nhiên tật bắn mà đến. Cửu yêu nhi ở hắn phía sau mấy chục mét chỗ đột nhiên xuất hiện trong tay ác mộng thạch thượng cổ chiến đao, đột nhiên chém giết mà đi ngô trưởng lão hoàn toàn kinh hãi vèo 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 hắn rốt cuộc bất chấp bắt giữ đại siêu khống chế thượng cổ áo giáp điên cuồng mà thoáng hiện tránh né cửu yêu nhi một đòn chí mạng cái này lão tặc phi thường rảo hoạt a à, cửu yêu nhi như thế một đòn chí mạng đều bị hắn tránh thoát sau đó hai cái ăn mặc thượng cổ áo giáp đỉnh cấp cường già ở trên mặt biển điên cuồng mà khai chiến. Đây là điển hình thần tiên đánh nhau. Hai người hoàn toàn hóa thành quỷ ảnh giống nhau, ở trên mặt biển. Ở trong nước biển điên cuồng xuyên qua. Trúc Hồng Tuyết không phải cựu yêu nhi đối thủ, Ninh Hàn so cựu yêu nhi hơi cường. Mà ngô trưởng lão cùng cựu yêu nhi, cơ hồ không phân cao thấp. Hơn nữa hai người thượng cổ vũ khí trang bị cũng không phân cao thấp cho nên đây là chân chính kỳ phùng địch thủ điên cuồng đại chiến 300 hiệp. Nhưng là cửu yêu nhi còn có một cái chiến hữu đại siêu. Nó thật lớn thân hình, vô cùng linh hoạt mà ở không trung bay lượn. Hướng tới ngô trưởng lão cuồng bắn sóng siêu âm. Phanh phanh phanh, đương nhiên, ngô trưởng lão mỗi một lần đều có thể dễ dàng né tránh đại siêu sóng siêu âm. Nhưng rốt cuộc lấy một địch hai, hoàn toàn bị phân tâm. Hơn nữa hắn rất khó lý giải vì sao cửu yêu nhi cũng có thể miễn dịch này đó cổ trùng thương. Tổn, đương nhiên là trực tiếp nhất nguyên nhân ở cửu yêu nhi xuất chiến phía trước. Thẩm lãng vì nó thân thể truyền máu, suốt 50ml. Bất quá phi thường tiếc hận thẩm lãng máu mang đến cổ trùng miễn dịch không phải vĩnh cửu. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 ngày, loại này hiệu quả liền sẽ biến mất đương nhiên sẽ không hoàn toàn biến mất cừu yêu nhi như cụ có thể miễn dịch bộ phận cổ trùng nhưng một ít đứng đầu cổ trùng lực phòng ngự sẽ giảm xuống theo đại siêu sóng siêu âm công kích mặt biển xuất hiện một cái có một cái lỗ nước biển trực tiếp bổn dập nát nổ tung hơn nữa đại siêu phi thường thông minh không ngừng trong chiến đấu nó cùng cừu yêu nhi phối hợp càng ngày càng ăn ý tiền hậu giáp kích tả hữu giáp công Ngô trưởng lão cảm giác được không ổn, lập tức đột nhiên lâm vào đến nước biển trong vòng. Cửu yêu nhi cùng đại siêu cũng đột nhiên chui vào trong biển, tiếp tục điên cuồng chiến đấu. Tức khắc đáy biển đao quang kiếm ảnh, vô số nham thạch, vô thanh vô tức đứt gãy, dập nát. Hai người đều cầm trong tay thượng cổ chiến đao, mỗi một đao xẹt qua đi thời điểm. Đều có thể đem chung quanh nước biển hoàn toàn nấu phí. 500 chiêu, 1.000 chiêu, 2.000 chiêu rốt cuộc ngô trưởng lão dần dần rơi vào hạ phong. Bởi vì hắn dựa vào vẫn là nội lực mà cửu yêu nhi chẳng những có nội lực chân khí. Còn có huyết mạch lực lượng, cơ hồ là cuồn cuộn không ngừng, đây là nàng yêu thế tuyệt đối. Có thể háo chết đối phương. Kế tiếp cục diện ai đều biết, lại liên tục 500 chiêu tả hữu ngô trưởng lão liền phải thua. Hắn đột nhiên lại xông lên mặt biển, trực tiếp đạp lãng mà đi, bay nhanh bạo lui. Từ bỏ chiến đấu cửu yêu nhi, có lá gan ngươi liền truy lại đây a. À. Phía trước vài trăm dặm chính là ta phù đồ sơn hạm đội. Mặt trên ít nhất có mấy chục danh tông sư cấp cường giả, còn có mấy chục danh đặc chủng võ sĩ. Vô số kể chính là thượng cổ trang bị. Ngô trưởng lão bại bởi cửu yêu nhi cùng đại siêu, cố nhiên sỉ nhục. Nhưng một khi sinh mệnh gặp được nguy hiểm, hắn vẫn là sẽ vứt bỏ vinh dự, nhanh chóng chạy trốn. Vèo 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 ngô trưởng lão đem thượng cổ trang bị năng lượng phóng thích tới rồi cực. Hạn gần như thoáng hiện giống nhau, bay nhanh ở mặt biển bạo lui, điên cuồng chạy trốn. Phanh, đại siêu đột nhiên lao ra mặt biển, trực tiếp bay đến không trung bắt đầu truy kích. Cửu yêu nhi ở trên mặt biển đạp lãng mà đi truy kích. Vèo 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 vèo, đại siêu như cũ điên cuồng phóng thích sóng siêu âm công kích. Nhưng ngô trưởng lão võ công thật sự quá cao, quá nhanh nhẹn, toàn bộ bị né tránh dựa theo như vậy đi xuống, ngô trưởng lão xác thật có thể chạy thoát. Một khi bị hắn trốn hồi hạm đội, vậy hoàn toàn mất đi giết hắn cơ hội. Thậm chí chỉ cần tiếp cận ngô tuyệt kia chi phân hạm đội. Cửu yêu nhi cùng đại siêu đều có nguy hiểm. Nhưng mà liền ở ngay lúc này. Vèo, chân trời bay tới một cái loại nhỏ giả long chi hối, tốc độ phi thường phi thường mau. Trực tiếp siêu thoát rồi gấp hai vận tốc âm thanh, mỗi giây 700 mễ tả hữu hơn nữa vẫn là tầng trời thấp phi hành, cơ hồ là dán mặt biển ở phi. Chờ Ngô trưởng lão phát hiện thời điểm, nó đã rất gần rất gần. Thảo, Ngô trưởng lão đột nhiên muốn chui vào trong biển. Oanh, này chi giả loại nhỏ long chi hối đột nhiên nổ mạnh. Như cũ là ác mộng thạch điện từ từ bạo đạn. Nháy mắt, Ngô trưởng lão thượng cổ áo giáp lâm vào ngắn ngủi tê liệt. Tốc độ trực tiếp chậm lại, cơ hồ dừng hình ảnh. Cửu yêu nhi thượng cổ áo giáp cũng giống nhau, lâm vào ngắn ngủi tê liệt. Nhưng nàng tốc độ như cũ bay nhanh, bởi vì nàng huyết mạch năng lượng quá kinh người. Bất quá, đại siêu thế nhưng cũng đã chịu ảnh hưởng. Nó trong đầu ác mộng thạch trang bị cũng lâm vào ngắn ngủi đình trệ, mất đi rất nhiều tin tức. Nhưng là nó phi hành, nó sóng siêu âm công kích hoàn toàn là thân thể hắn thuộc tính. Cùng ác mộng thạch không quan hệ cho nên chẳng sợ nó đầu óc lâm vào ngắn ngủi chỗ trống. Nhưng như cũ dựa theo quán tính tiếp tục bay tới. Không trung sóng siêu âm công kích như cũ đột nhiên phun ra mà đến. Phanh, cường đại sóng siêu âm công kích đột nhiên đánh trúng ngô trưởng lão. Này thượng cổ áo giáp thật là nghiêu bức, liền tính sóng siêu âm công kích cũng đánh không toái. Nhưng, sóng siêu âm là có được cường đại xuyên thấu lực vô pháp phá hủy thượng cổ áo giáp lại có thể xuyên thấu qua đi trực tiếp đánh chúng ngô trưởng lão thân thể ngô trưởng lão cảm giác được thật lớn không ổn lập tức ngưng tụ sở hữu nội lực chân khí đột nhiên ngăn cản đáng sợ sóng siêu âm công kích phanh ngô trưởng lão nội lực cùng đại siêu sóng siêu âm đột nhiên va chạm ở cùng nhau cổ lực lượng này vốn cũng không có như vậy kinh người nếu ở không trung nói còn có thể phóng xuất ra đi nhưng toàn bộ không gian đều bị thượng cổ áo giáp phong bế cho nên cổ lực lượng này trực tiếp ở nội bộ đột nhiên nổ tung phốc ngô trưởng lão thân thể phẳng phất bị cự truy tạp chúng giống nhau giống như rơm dạ giống nhau bay đi ra ngoài một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra mà xuống một giây đồng hồ cựu yêu nhi vọt đi lên vèo 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 nàng thượng cổ chiến đao đột nhiên đánh xuống điên cuồng phách chảm ngắn ngủn vài giây phách chém thượng trăm đao phía trước có một nửa đều là không có hiệu quả bởi vì nàng thượng cổ áo giáp năng lượng còn không có khôi phục nhưng là mặt sau mấy đao là hữu hiệu cho nên ngô trưởng lão hai chi cánh tay sống sờ sờ bị cắt đứt thật sự giống như đao thiết đậu hủ một nửa này ác mộng thạch thượng cổ chiến đao là dùng màu lam bí kim rèn mà thành phách chảm thời điểm có thể phóng xuất ra kinh người cực nóng lưỡi dao khẩu vượt qua thượng vạn độ c cũng đủ cắt ra đại bộ phận vật chất ngô trưởng lão thậm chí còn có phần còn lại của chân tay đã bị cụt cảm còn muốn huy động cánh tay chiến đao phản kháng nhưng lại trơ mắt nhìn chính mình cánh tay bay đi sau đó hắn đột nhiên phát ra một trận vô cùng thê lương kêu thảm thiết a a a hắn là đại nhân vật nhưng cũng là một cái vô cùng tích mệnh đại nhân vật Cửu yêu nhi tiến lên thượng cổ chiến đao đột nhiên một thứ hủy diệt rồi ngô trưởng lão thượng cổ áo giáp ác mộng thạch khống chế trung tâm. Dù sao đến lúc đó có thể chữa trị, nhưng ít ra hiện tại cái này thượng cổ áo giáp sẽ trở thành cầm tù ngô trưởng lão thiết quan. Tài, tiếp theo, cửu yêu nhi dẫn theo ngô trưởng lão thân thể. Giống như chết cẩu giống nhau hướng nộ triều thành chạy như điên. Đêm này lão cẩu bắt làm tù binh. Thuận tiện còn không quên mang đi hắn bị chặt đứt hai chi cánh tay bởi vì thẩm lãng lại có tân kế hoạch, thiếu đường chủ muốn, muốn hay không đi cứu đường chủ. Ngô trưởng lão cuối cùng chạy trốn tới khoảng cách Ngô Tuyệt Hạm đội còn có 100 dặm tả hữu. Địa phương cho nên mặt biển thượng phát sinh hết thảy bị hạm đội Tiết Điêu võ sĩ thấy được. Bọn họ chính mắt nhìn thấy Ngô trưởng lão bị chặt đứt hai chi cánh tay. Sau đó giống như chết cẩu giống nhau bị bắt đi. Cái này Tiết Điêu võ sĩ đương nhiên không dám truy kích. Cho nên nhanh nhất thời gian đuổi theo Ngô Tuyệt Hạm đội, dò hỏi hay không muốn cứu người. Đối với Ngô Tuyệt tới nói, Ngô trưởng lão không chỉ là phụ thân hắn, vẫn là hắn chỗ dựa. Nếu không có phụ thân hắn nói, hắn còn có thể không thuận lợi kế thừa hiến đường chi chủ. Kế thừa phù Đồ Sơn trưởng lão chi vị, đều sẽ có biến số. Nhưng là hiện tại trong tay hắn gần chỉ có 39 danh tiết điêu võ sĩ. Không vượt qua 70 danh đặc chủng võ sĩ. Đương nhiên, hắn còn có mấy vạn địa ngục quân đoàn, còn có một chi cường đại hạm đội. Nhưng là, thẩm lãng còn có long chi hối A. À. Ai có thể nghĩ đến A, à, thẩm lãng thế nhưng được đến một con như vậy cường đại phi hành thú. Càng thêm không nghĩ tới, kia 1.500 cái cổ trùng đạn bổn phải đối nộ triều thành tiến hành diệt. Sạch hành tàn sát nhưng không nghĩ tới lại trở thành tàn sát người một nhà đầu sỏ gây tội vượt qua 80% tuyết điêu võ sĩ chết ở chính mình cổ trùng đạn hạ. Nếu không phải này đó cổ trùng đạn này 150 danh tuyết điêu kỵ sĩ căn bản sẽ không hủy diệt. Thẩm lãng kia chỉ siêu cấp phi hành thú liền tính cường đại nữa. Cũng đánh không lại 150 tuyết điêu kỵ sĩ. Phía trước tiết thị gia tộc ở Nam Châu Thành là như thế này. Cường đại quân đội toàn bộ chết vào phù đồ sơn cổ trùng hạ lần này lại là như vậy. Có phải hay không phù đồ sơn cổ trùng cùng thẩm lãng tương khắc A? À? Đi tốc độ cao nhất lui lại. Ngô tuyệt đột nhiên cắn răng một cái nói. Bên kia nhưng phát hiện đế quốc mẫn quận vương cùng thắng vô khuyết vương tử sao? Không có. Ngô tuyệt nói. Đình chỉ cứu hộ tốc độ cao nhất lui lại. Tốc độ cao nhất lui lại. Chính là. Tên kia địa ngục quân đoàn tướng lãnh nói. Không có chính là. Ngô tuyệt nói. Chúng ta đã mất đi sở hữu không chung quân đoàn thẩm lãng còn có một chi long chi hối người là muốn chúng ta toàn quân hủy diệt sao đi 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 theo Ngô Tuyệt ra lệnh một tiếng chỉnh chi phân hạm đội tiếp tục điên cuồng lui lại không đi quản Ngô trưởng lão đối thắng vô khuyết cùng Mẫn quận vương cứu hộ hoàn toàn đình chỉ trời cao bên trong nộ triều thành tàu bay phát hiện Ngô Tuyệt phân hạm đội tốc độ cao nhất lui lại lập tức hội báo nộ triều thành lui lại chạy quả nhiên phù hợp ngô tiệt tính cách a thẩm lãng nói bất quá đây mới là tốt nhất kết quả đừng đuổi theo đánh làm hắn chạy mặt ngoài phù đồ sơn cùng thắng quảng liên quân tổn thất sở hữu không quân thắng vô khuyết sinh tử chưa biết ngô trưởng lão bị bắt đại viêm đế quốc mẫn quận vương sinh tử chưa biết trong đó một chi phân hạm đội gần như toàn quân hủy diệt thảm đến không thể lại thảm nhưng là địch nhân dư lại này chi phân hạm đội dư lại này năm vạn người như cũ phi thường cường đại vô cùng đối phương chỉ là sợ hãi hắn dư lại một chi long chi hối mà thôi thẩm lãng muốn truy kích không có khả năng hắn hải quân hạm đội khẳng định là đuổi không kịp tiếp theo liền tính đuổi theo hắn cũng chỉ có một con thuyền thượng cổ chiến hạm mà thôi dư lại đều là bình thường chiến hạm cho nên đây là tốt nhất kết quả nộ triều thành vô chiến sự chờ ngô tuyệt hạm đội toàn diện rút lui lúc sau chúng ta hạm đội đi long chi hối nổ mạnh hải vực, lùng bắt người sống sót. Thu được địch nhân trang bị, thẩm lãng hạ lệnh nói, là còn không có chờ đến thẩm lãng hạm đội xuất phát. Cửu yêu nhi lại một lần cưỡi đại vượt qua động, ngàn vạn long chi hối còn có tiến hành đại lùng bắt. Nàng thật sự là yêu loại này tự do bay lượn cảm giác. Thượng một lần long chi hối nổ mạnh, thẩm lãng thu được một con thuyền thượng cổ chiến hạm mà lúc này đây mặt biển thượng suốt nổi lơ lửng mười mấy con thượng cổ chiến hạm đương nhiên cơ hồ đều là vặn vẹo bởi vì long chi hối đại nổ mạnh thời điểm bọn họ tầng ngoài kim loại toàn bộ bị thiêu hồng hòa tan hơn nữa sở hữu năng lượng khống chế trung tâm toàn bộ tê liệt nhưng này mười mấy con thượng cổ chiến hạm vượt qua hơn phân nửa thoáng chữa trị chi sau đều có thể tiếp tục sử dụng lần này phù đồ sơn cùng thắng quảng liên quân mang đến chín năng lượng trung tâm, 7 cái dự phòng năng lượng trung tâm. Hiện giờ, có hai cái năng lượng trung tâm bởi vì ở vào long chi hối nổ mạnh trung tâm. Cho nên trực tiếp liền bạo, còn có một cái xác ngoài vỡ vụn, cũng trực tiếp bạo. Dư lại năm cái như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, lẳng lặng phiêu phù ở mặt biển thượng. Bảo thủ phòng trừng, lần này thẩm lãng có thể thu được 10 con thượng cổ chiến hạm. năm cái năng lượng trung tâm, thật là phát đại tài còn có rất nhiều thượng cổ áo giáp, rất nhiều địa ngục quân đoàn áo giáp trang bị. Chữa trị lúc sau hẳn là có bộ phận có thể dùng. Hiện tại xem ra, không ngừng thiên nhai hải các là vận chuyển đại đội trưởng. Phù đồ sơn cũng đúng vậy. Thắng vô khuyết còn chưa chết nhưng là cũng sống được phi thường thống khổ. Cứ việc hắn có thượng cổ áo giáp bảo hộ, cứ việc hắn lẻn vào nước biển phi thường kịp thời. Nhưng hắn thân thể vẫn là đại diện tích đốt trọi hơn nữa thượng cổ áo giáp ác mộng thạch cũng trực tiếp bạo hắn cơ hồ dùng hết cuối cùng ý chí bò lên trên một con thuyền vặn vẹo thượng cổ chiến hạm sau đó chờ đợi cứu viện suốt đợi đã lâu mặt khác một chi phân hạm đội cứu viện rốt cuộc tới bầu trời cũng bay tới một con tiết điêu võ sĩ hắn liều mạng muốn gào giống lại phát không ra thanh âm muốn huy động cánh tay lại giống như xuyên tim giống nhau đau đớn mau tới người a mau tới người a nhìn cứu viện hạm đội càng ngày càng gần thắng vô khuyết thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi rốt cuộc tốt cứu chỉ cần sống sót liền hảo là có thể đủ cùng thẩm lãng tiếp tục chiến đấu đi xuống hắn còn có một chi phân hạm đội còn có mấy trăm danh không trung kỵ sĩ còn có hai ngàn cái cổ trùng đạn như cụ có thể đối thẩm lãng nộ triều thành tiến hành diệt sạch tính đả kích sau đó hắn liền lẳng lặng nằm ở nơi nào chờ đợi cứu viện hạm đội tới gần nhưng là không biết vì sao cứu viện hạm đội khoảng cách hắn còn có mấy ngàn mét thời điểm thế nhưng lại đi rồi tức khắc hắn thật sự muốn điên rồi các ngươi này đó hỗn đản chẳng lẽ liền đem ta ném ở chỗ này sao ta là tân càn vương quốc nhị vương tử a các ngươi thế nhưng đem ta ném ở chỗ này hắn muốn đứng lên giống giận hô to, nhưng là khoảng cách mấy ngàn mét đâu. Này mặt biển thượng một đôi trôi nổi phế thuyền, nhân ra nơi nào có thể phát hiện hắn. Hơn nữa hắn hiện tại cũng cơ hồ hoàn toàn không thể động đậy. Lại một lát sau, một con thật lớn phi hành thú ở không trung xoay quanh. Thắng vô khuyết lại chạy nhanh liều mạng múa may hai tay. Quả nhiên, đối phương phát hiện hắn, trực tiếp đáp xuống. Đây là cái gì phi hành thú A, thế nhưng như thế nghiêu bức, phảng phất, không phải phù đồ sơn. Một cái ăn mặc thượng cổ áo giáp võ sĩ từ phi hành thú thượng nhảy xuống tới. Sốc lên mặt nạ bảo hộ, lộ ra cừu yêu nhi tuyệt mỹ gương mặt. Thắng vô khuyết, ta ta không phải thắng vô khuyết. Thắng vô khuyết dùng mình nói. Nhưng phủ nhận hữu dụng sao? Hắn thượng cổ áo giáp hình thức phi thường đặc thù. Tại đây chi trong quân đội độc nhất vô nhị. Cửu yêu nhi đi lên, ở hắn cái gáy đột nhiên một phách, tức khắc hắn trực tiếp ngất qua đi. Ở ngất phía trước hắn nghe được một câu. Thắng vô khuyết, ngươi bị bắt giữ. mươi 540, lăng chỉ thắng vô khuyết. Thắng quảng dùng mình. Nộ triều thành vô chiến sự, xác thật giống như thẩm lãng theo như lời như vậy. Trận này đại chiến còn không có chân chính bắt đầu cũng đã kết thúc. Toàn bộ nộ triều thành quân đội có vẻ hưng phấn, rồi lại có một chút mất mát bọn họ thật sự rất muốn quang minh chính đại mà đánh một hồi. Nhưng là đáng tiếc bọn họ còn chưa đủ cường đại. Phù đồ sơn cùng thắng quảng mặt khác một nửa hạm đội rút lui lúc sau. Không có người hoan hô thắng lợi càng không có gì chúc mừng điển lễ. Mà chỉ là yên lặng mà cầm lấy từng người vũ khí, liều mạng mà huấn luyện. Mà thẩm lãng được đến hội báo lúc sau, gần chỉ là Nga mà một tiếng sau đó tiếp tục trở lại chính mình phòng nội tiếp tục hắn chuyện quan trọng nhất tại thượng cổ quảng trường di tích thạch quan bên trong thẩm lãng được đến một cái thượng cổ vương giả quyền trục này cuốn đồ vật hẳn là phi thường trọng yếu phi thường nếu không cũng sẽ không theo cái kia thượng cổ vương giả chôn cùng cho nên thẩm lãng cần thiết trong thời gian ngắn nhất tiến hành nghiên cứu nhưng là ở kia phía trước trước hết cần ký lục xuống dưới cho nên hắn dùng ít quăng mắt một tầng một tầng mà ra quét, sau đó tồn tại trí não bên trong. Trước không cần giải đọc, không ngừng chứa đựng là được. Thẩm lãng thật sự không nghĩ tới, cái này quyển trục nội dung thế nhưng là như thế nhiều. Phía trước còn nói khả năng có mấy ngàn trang nội dung, nhưng theo hắn ra quét tiến hành. Quả thực vô cùng vô tận, hiện giờ hắn đã ra quét ra tam vạn trang. Nhưng như cũ không có kết thúc. Không chỉ có như thế, cái này thượng cổ vương giả quyền trục so với hắn phía trước xem qua sở. hữu thượng cổ điển tịch đều phải phức tạp, thậm chí phức tạp đến nhiều đến nhiều. Thẩm lãng đều có điểm xem không hiểu lắm. Khả năng còn cần phối hợp mặt khác thượng cổ điển tịch mới có thể giải đọc ra tới. Lại qua suốt mấy cái canh giờ, thẩm lãng mới toàn bộ già quét xong, suốt năm vạn ba nghìn trang. Kế tiếp thẩm lãng nếm thử đọc này thượng cổ nhìn quyển trục nội dung quả thực từng đợt ra đầu tê dại, thật sự là quá tối nghĩa. Bên trong hoàn toàn tràn ngập thượng cổ văn minh chuyên nghiệp thuật ngữ. Thiên đường trang viên nội, mấy cái hài tử cà cà cười, hoàn toàn chơi điên rồi. Ngay cả yêu yêu bảo bối lúc này cũng hưng phấn đến không được. Bởi vì phi hành thú đại siêu cũng tới trang viên, ở cửu yêu nhi dưới sự bảo vệ. Mỗi một cái hài tử đều thử cưỡi đại siêu phi hành. Ngay từ đầu biện phi còn thực lo lắng, đại siêu phi đến quá nhanh sẽ đem bọn nhỏ dọa sợ. Nhưng đại siêu quá thông minh, phi đến phi thường vững vàng. Thậm chí so cưỡi ngựa còn muốn thoải mái đến nhiều. Không nghĩ tới, lại có bực này linh tính thượng cổ thú. Ninh Nguyên Hiến cười nói. Mà lúc này thẩm mạc tiểu bảo bảo rốt cuộc tình, mơ mơ màng màng mở to mắt. Liều mạng nhìn chằm chằm mấy cái ca ca tỷ tỷ tiếng cười phương hướng, nhưng là hắn còn quá nhỏ thị lực còn thực nhược, thấy không rõ lắm. Thẩm Lãng nói, nhạc phụ, ngài phía trước có từng nghe nói qua cái gì thượng cổ chi thú sao? Ninh Nguyên Hiến gật gật đầu nói, có, bất quá danh từ khả năng càng thêm cao thâm một ít. Bị xưng là thượng cổ thần thú. Vừa nói khởi thượng cổ thần thú, Thẩm Lãng không khỏi vang lên chu tước huyền vũ linh tinh. Ninh Nguyên Hiến nói, đương nhiên có lẽ không có thần đến chu tước huyền vũ. Thanh Long Bạch Hổ cấp bậc nhưng mấy đại siêu thoát thế lực bao gồm đại viêm đế quốc. Đều có từng người thượng cổ thần thú, bị xưng là Trấn Quốc Chi Bảo. Đại viêm đế quốc không phải vẫn luôn nghe đồn có một con rồng sao? Thẩm lãng gật gật đầu, cái này truyền thuyết hắn đã không ngừng một lần nghe nói qua. Trước mắt này chỉ đại siêu đương nhiên lợi hại, nhưng lại còn chưa đủ tư cách trở thành thần thú. Ninh Nguyên Hiến nói, Phù Đồ Sơn, Thiên Nhai Hải Các, Chu Thiên Các bạch ngọc kinh cũng đều nghe đồn có thượng cổ thần thú nhưng là loại đồ vật này thật thật giả giả nếu có lời nói thường thường phủ nhận nói chính mình không có mà thường thường không có người lại liều mạng nghĩ cách muốn cho người khác cho rằng bọn họ có đạo lý này thẩm lãng đã quá đã hiểu liền giống như phía trước thẩm lãng rõ ràng đã không có long chi hối lại liều mạng nói chính mình có mà thắng quảng rõ ràng có lại liều mạng nói chính mình không có nộ triều thành quả nhiên vô chiến sự ninh nguyên hiến nói nhưng là ngươi kế tiếp bước chân đại khái rừng không được đến đây đi thẩm lãng gật đầu xác thật rừng không được tới lúc này đây phù đồ sơn cùng thắng quảng liên quân thương vong thảm trọng hai cái chủ soái đều rơi vào thẩm lãng trong tay ninh nguyên hiến nói nếu thắng quảng cùng phù đồ sơn muốn cùng ngươi đàm phán dùng căng quân trao đổi ngô trưởng lão cùng thắng vô khuyết ngươi làm sao bây giờ thẩm lãng nói căng quân chờ mấy vạn người lại không ở trong tay bọn họ nói chuyện gì trao đổi đã dừng ở trong tay ta đồ vật là không có khả năng còn trở về ninh nguyên hiến nói lúc này đây phù đồ sơn cùng thắng quảng ăn lỗ nặng bởi vì ngươi trong tay còn có một chi long chi hối cho nên bọn họ đại khái là sẽ không lại đến tấn công nộ triều thành nhưng nếu Tân Càn Vương quốc tiến công Ngô Sở càng Tam Quốc lại nên như thế nào Đại Viêm Đế quốc hẳn là phi thường vui nhìn thấy một màn này đi Thẩm Lãng nói cho nên a à, chúng ta không thể rơi vào địch nhân tiết tấu không thể bị động mà ứng đối Ninh Nguyên Hiến nói tiếp theo chiến đã chuẩn bị tốt Thẩm Lãng nói không sai biệt lắm đi Ninh Nguyên Hiến nói lúc ấy Thiên Nhai Hải các tả từ giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tổn thất thảm trọng lúc sau quyết đoán ngưng chiến. Hơn nữa toàn diện rút khỏi Việt Quốc, được ăn cả ngã về không đầu nhập đến vạn dặm đại hoang mạc. Nhưng phỏng trừng thắng quảng cùng phù đồ sơn còn không có như vậy lòng dạ. Thiên hạ tam phân, lão nhị cùng lão tam liên thủ lão đại. Này thường thường là bình thường nhất cục diện, cũng là nhất ổn định. Nhưng là đáng tiếc a à, thẩm lãng cùng thắng quảng cơ hồ không có bất luận cái gì thỏa hiệp không? Gian! Ninh Nguyên Hiến nói, nếu ta không có tưởng sai nói, ngươi có lẽ lại muốn chủ động tiến công. Làm địch nhân tiến vào ngươi tiếp tấu. Thẩm Lãng nói, nhạc phụ ngài cơ trí, thậm chí so ngài đương vương thời điểm còn muốn cơ trí. Ninh Nguyên Hiến xua tay nói, ta cái này Việt Vương, tuy rằng chưa nói tới là hôn quân, nhưng cũng không có cỡ nào cao minh, ánh mắt còn hành nhưng là ý chí không đủ kiên định. Ăn không hết khổ, lòng dạ cũng không đủ rộng lớn không giống ngươi, mặt ngoài xem ra lòng dạ hẹp hòi, trên thực tế vô dục vô cầu. Thẩm lãng lạc tử, hai người hạ chính là cờ tướng, tiêu chuẩn bán kính tám lượng. Nhưng thật ra có thể giết được khó phân thắng bại. Kế tiếp mục tiêu của ngươi hẳn là tân càn vương quốc, hẳn là muốn tạo thế đi. Ninh Nguyên Hiến cười nói. Đúng vậy, thẩm lãng nói, nếu không phải cục diện bức bách. Ta thật sự không giống nhanh như vậy đem mục tiêu dừng ở tân càn vương quốc. Rốt cuộc Tân Càn Vương quốc lúc sau chính là Phù Đồ Sơn, sau đó chính là Đại Viêm Đế quốc. Vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi hoàng đế bệ hạ thật đúng là làm người ra đầu tê dại. Ninh Nguyên Hiến nói, đừng nói ngươi. Liền tính ta cái này không để ý tới thế sự người nhớ tới người này đều có chút ra đầu tê dại. Ngô trưởng lão rốt cuộc tỉnh lại, sau đó bản năng nâng lên đôi tay. Bởi vì hắn cuối cùng trong trí nhớ, đôi tay đã bị Cửu Yêu Nhi chặt đứt xuống dưới nhưng không nghĩ tới thế nhưng thật sự hơi hơi nâng lên đôi tay hơn nữa này không phải phần còn lại của chân tay đã bị cụt cảm thẩm lãng nói ngô trưởng lão ngài rốt cuộc tỉnh lại a à, ta dùng dược thật sự quá mãnh thậm chí vì làm ngài hôn mê ta liền ác mộng thạch đều dùng tới ngài yên tâm ngài hai tay khâu lại giải phẫu là ta tự mình hoàn thành bảo đảm mỗi một cây thần kinh đều khâu lại đến phi thường hảo hơn nữa bởi vì chúng nó chặt đứt xuống dưới thời gian không có rất dài cho nên thần kinh sống xuất phi thường cao thực mau ngài đôi tay là có thể khôi phục bình thường vận động thậm chí võ công đều sẽ không đã chịu bao lớn ảnh hưởng thẩm lãng một thân áo blau trắng thậm chí còn mang theo khẩu trang mang theo mắt kính nơi nào như là đại can đế chủ a à, căn bản chính là một cái đại phu a à. hắn mang bao tay cao su kiểm tra ngô trưởng lão khâu lại miệng vết thương không sai nộ triều thành rốt cuộc thành quy mô mà sinh sản ra cao su. Cứ việc trước mắt sử dụng còn không phải phi thường đại. Miệng vết thương khôi phục đến phi thường hảo, khâu lại chỗ có một chút hồng. Nhưng đây là bình thường, không có rõ ràng sưng, cơ hồ không có gì chứng viêm phản ứng. Chúng ta cho ngài dùng tốt nhất dược, hơn nữa ngài bản thân thể chất cũng rất mạnh. Thẩm lãng nói, ngô trưởng lão ta xác định nhiều nhất 2-3 tháng ngài liền có thể khỏi hẳn. Ngô trưởng lão giật giật chính mình hai chân, muốn biết chính mình võ công gân mạch có hay không bị cắt đứt. Kết quả phát hiện thế nhưng không có. Thẩm lãng, ngươi là một cái người thông minh. Ngô trưởng lão nói thông minh tuyệt đỉnh ngươi. Thẩm lãng gật gật đầu. Ngô trưởng lão nói là người thông minh ta liền an tâm rồi. Kỳ thật ta căn bản là không có thượng ngươi kẻ thù danh sách đi. Hơn nữa kỳ thật ngươi nói đúng, chúng ta phù đồ sơn cùng ngươi đại càn vương triều có đầy đủ hợp tác không gian không đánh không quen nhau hoàn toàn có thể đánh bàn lại sao phía trước tả từ các chủ liền cùng ngươi nói đến phi thường vui sướng trực tiếp ký kết ngưng chiến hiệp định thẩm lãng nói đúng vậy tả từ các chủ cơ chí thật là làm người kính ngưỡng ngô trưởng lão nói nếu ta không có đoán sai nói ngươi hẳn là cưỡi kia chỉ phi hành thú từ thượng cổ di tích ra tới đi mà căng quân bọn họ mấy vạn người như cũ ở Kim Cương Phong thượng cổ di tích trong vòng, như cũ ở chúng ta vây quanh chung. Này liền thực hảo sao, đại gia hoàn toàn có thể làm giao dịch. Giao dịch? Thẩm Lãng nói, ngài là có ý tứ gì đâu? Ngô trưởng lão nói, đương nhiên là một người trao đổi một người a, à, ta trao đổi căng quân. Người phóng thích ta trở về, mà Phù Đồ Sơn phóng thích căng quân trở về. Nga. Thẩm lãng lấy ra một cái đặc thù ác mộng thạch trang bị đặt ở Ngô trưởng lão đỉnh đầu. Ngô trưởng lão run rẩy nói: Ngươi, ngươi làm cái gì? Không có gì, không có gì. Thẩm lãng nói: Ngô trưởng lão, ngài võ công thật cao a. À? Cửu yêu nhi đã là chúng ta bên này võ công tối cao, mà ngài cùng nàng không phân cao thấp a. À? Ta thật là cầu hiền như khát a, à, không biết ngài có hay không nghĩ tới sửa đầu trận doanh. Nguyện trung thành với ta đâu lời này vừa ra ngô trưởng lão tức khắc sợ ngây người thẩm lãng đây là điên rồi sao hắn tính thứ gì à một cái có hôm nay không có ngày mai ngoạn ý nói không chừng kia một ngày đã bị tiêu diệt thế nhưng muốn làm hắn đường đường phù đồ sơn trưởng lão đầu hàng hắn đây là đầu óc nước vào sao thế nhưng còn tới khuyên hàng thẩm lãng nói ngô trưởng lão khổ đầu hoan rơi vào các ngươi trong tay lại còn có đã xảy ra biến dị võ công trở nên phi thường cường nhưng cũng mất đi thần trí thế nhưng trở thành một cái chiến đấu quái thú một cái cường đại cái xác không hồn ta thật là đau lòng a à, nhưng là đối với phù đồ sơn cái này kỹ thuật ta còn là phi thường chảy nước dãi ba thước cho nên ta cảm thấy ngài như vậy cao võ công ngàn vạn không thể bạch bạch lãng phí a à. ta kế tiếp sẽ ở ngài thẩm lãng làm mấy cái thực nghiệm muốn đem ngài thuần hóa trở thành cường đại cái xác không hồn chính là cái loại này hoàn toàn mất đi thần trí hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh chiến đấu quái vật ngài ngàn vạn không cần để ý a à, ngô trưởng lão cả người bắt đầu run rẩy không nghĩ tới thẩm lãng thế nhưng là quyết định này hắn chính là phù đồ sơn trưởng lão a thân phận cao quyền lực đại chân chính đại nhân vật thẩm lãng người dám người dám a à, a à a à, ngô trưởng lão phát ra vô cùng thê lương thảm gào nhưng là gần nháy mắt liền hoàn toàn ngất qua đi bởi vì thẩm lãng nghiên cứu chế tạo đặc thù ác mộng thạch trang bị mấy cây châm đâm vào hắn đại não trong vòng sau đó phóng xuất ra đáng sợ điện lưu đập hắn đại não này hẳn là dị thế giới siêu cấp điện giật nhìn đến hoàn toàn ngất lỗ mũi đổ máu ngô trưởng lão thẩm lãng ngạc nhiên nói ta ta có phải hay không đem năng lượng phát ra giả thiết đến quá lớn a? À? nhưng đừng lộng chết nga. phù đồ sơn cái kia trang bị phi thường tiên tiến, chính là cái kia giả năng lượng lốc xoáy có thể phá hủy đại não ký ức cùng thần trí, làm người biến thành một điều kiện phản xạ cái xác không hồn. cho nên thẩm lãng cũng muốn mở ra cái này hạng mục, bởi vì mỗi một lần đều sẽ tù binh rất nhiều võ công cao thủ nhưng bọn hắn lại không có khả năng chân chính đầu hàng cho nên cải tạo trở thành cái xác không hồn chiến sĩ thật tốt a à. bất quá hắn lần đầu tiên thực nghiệm phảng phất có chút thất bại a à, điện lưu quá tải chúng ta có phải hay không có điểm động thủ quá sớm a à. vẫn là chờ đến hắn hai tay khỏi hẳn lại làm thực nghiệm đi trương xuân hoa nói như vậy một cái tuyệt đỉnh cao thủ nếu đùa chết vậy quá đáng tiếc tương so với ngô trưởng lão thắng vô khuyết liền không có may mắn như vậy hắn toàn thân đại diện tích bỏng suốt hôn mê mấy ngày mấy đêm mới tỉnh lại bất quá tỉnh lại thời điểm hắn thật sự một chút đều không đau cả người lười biếng còn phi thường thoải mái như cũ là thẩm lãng tự mình vì hắn trị liệu tô lên bị phòng thuốc mỡ cuối cùng còn cho hắn uy đặc thù nãi khiến cho uống xong đi lúc sau cảm giác đau cơ hồ biến mất thẩm lãng, người đủ tàn nhẫn, đủ tàn nhẫn. Thắng vô khuyết cười lạnh nói. Nếu ta không có đoán sai nói, căng quân bọn họ hẳn là như cũ ở kim cương phong thượng cổ di. Tích nội đi, mặt khác thuận tiện nói cho ngươi. Người lão sư ngô đồ tử còn ở chúng ta trong tay, trở thành tù binh đâu. Ngươi là một cái người thông minh, hẳn là biết như thế nào đối ta. Bởi vì ngươi ở ta trên người gây thương tổn, toàn bộ đều sẽ gấp 10 lần. Gấp trăm lần mà còn ở ngô đồ tử trên người, khổ đầu hoan trên người. Thẩm Lãng chậm rãi nói, thắng vô khuyết, ta đã từng dừng ở các ngươi trong tay mấy tháng thời gian. Thành thật giảng các ngươi đối ta còn là không tồi, ít nhất không có thương tổn ta một cây lông tơ. Người đã từng muốn chém đoạn ngón tay của ta, nhưng cuối cùng vẫn là không có động thủ. Thắng vô khuyết huynh điểm này ta là thừa ngươi tình. Thắng vô khuyết nói, ngươi thực thông minh, phi thường thông minh như vậy kế tiếp ngươi có thể phái người đi cùng ta phụ thân đàm phán trao đổi con tin dùng ta trao đổi ngô đồ từ cũng có thể khổ đầu hoan cũng đúng căng quân cũng đúng thẩm lãng nói liền không thể trao đổi ba cái sao thắng vô khuyết nói thẩm lãng không cần được một tấc lại muốn tiến một thước a à. ngươi còn có một chi long chi hối vô dụng rớt không giả cho nên chúng ta sẽ không lại đến đánh ngươi nộ triều thành nhưng có thể chúng ta đánh ngô sở càng ba cái quốc gia đi, ngươi có biện pháp ngăn cản sao? Chúng ta có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt bọn họ. Cho nên ngươi hiện tại cùng ta phụ thân đàm phán, có lẽ còn có thể đổi về một cái ngô đồ tử. Nếu không chờ đến ta tân càn vương quốc tập kết đại quân đi tiêu diệt ngô sở càng tam quốc. Tên đã trên dây, không thể không phát thời điểm, ngươi liền không còn có cơ hội thẩm lãng nói, thắng vô khuyết, lúc ấy ta trộm đi các ngươi hai chi long chi hối sau. Người thế nhưng muốn cắt ngón tay của ta đầu, tuy rằng cuối cùng không có cắt lấy đi. Nhưng là ngươi lại uy hiếp ta, cho ta tâm linh mang đến thật lớn bị thương. Người biết con người của ta lòng dạ phi thường hẹp hòi, cho nên tại đàm phán phía trước. Ta trước hết cần báo thù, thù này không báo, ta là tuyệt đối không cam lòng tiếp theo thẩm lãng vung tay lên có người đem thắng vô khuyết đỡ đến ngồi dậy sau đó đem hắn một chi hoàn hảo tay phải đặt ở trên mặt bàn thẩm lãng người làm cái gì người làm cái gì thắng vô khuyết run rẩy nói thẩm lãng lấy ra một phen dao phay sắc bén vô cùng đại thái đao đặt ở thắng vô khuyết bàn tay thượng chậm rãi nói thắng vô khuyết người lúc ấy là như thế này uy hiếp ta đi thắng vô khuyết lạnh lùng nói thẩm lãng ngươi không cần nổi điên a à. ngươi đừng quên ngô đồ tử còn ở chúng ta trong tay chúng ta tùy thời có thể tiêu diệt ngô sở càng tam quốc nếu ngươi dám can đảm thương tổn ta nửa căn lông tơ nói ta phụ vương a à, a à, hắn uy hiếp còn không có kết thúc thẩm lãng trực tiếp cắt đi xuống tức khắc thắng vô khuyết tay phải trực tiếp chọc kỳ thật thắng vô khuyết cũng không cảm thấy như thế nào đau nhưng trơ mắt nhìn này hết thảy thật sự quá kinh tủng hắn tức khắc phát ra từng đợt thê lương kêu thảm thiết thẩm lãng nói nói cho ngươi một việc thắng vô khuyết không cần lải nhải dài dòng muốn làm liền làm không cần lo trước lo sau nhìn một cái ngươi ngay lúc đó tư thế muốn thiết không thiết tính sao lại thế này à ta nhiều sát phạt quyết đoán trực tiếp đem ngươi dậm thành chân chính đạn trường Thắng vô khuyết giống to nói thẩm lãng, ngươi xong rồi, ngươi xong rồi, ngươi lão sư ngô đồ tử nhất định sẽ đã chịu địa ngục giống nhau tra tấn, nhất định sẽ làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong. A à, a à, tiếp theo hắn lại phát ra thê lương thảm gáo, bởi vì thẩm lãng giao phay hướng tới hắn giữa hai chân trực tiếp dậm đi xuống, một chút báo động trước đều không có, một câu uy hiếp đều không có thắng vô khuyết trực tiếp biến thành thái giám người chẳng lẽ không có nghe nói qua ta còn có một cái ngoại hiệu kêu phương đông thiến giả sao thẩm lãng nói thắng vô khuyết cả người run rẩy hắn thế nhưng bị thiến hắn đại hảo nhân sinh trực tiếp liền xong đời hắn thế nhưng biến thành thái giám như vậy đi xuống nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa a kẻ điên kẻ điên thẩm lãng ngươi cái này kẻ điên thắng vô khuyết khóc thét quát thẩm lãng nói vô khuyết huynh ngươi xác định còn muốn mắng ta sao ngươi thật sự muốn chọc giận ta sao thắng vô khuyết muốn chửi ầm lên muốn nguyền rùa thẩm lãng toàn tộc muốn phát ra sở hữu uy hiếp muốn dùng nhất oán độc khẩu khí công kích thẩm lãng nhưng là hắn thật sự không dám thẩm lãng là một cái kẻ điên hoàn toàn kẻ điên cùng kẻ điên là không có đạo lý có thể nói nói không chừng dây tiếp theo dao phay trực tiếp liền hướng tới hắn thắng vô khuyết cổ chém. tới quả nhiên thẩm lãng đem dao phay đặt ở thắng vô khuyết trên cổ chậm rãi nói. thắng vô khuyết ta nhớ ra rồi. ngươi có phải hay không rất nhiều lần thanh kiếm hoành ở ta trên cổ uy hiếp ta a? À? là một lần vẫn là hai lần. hơn nữa ngươi còn chụp ta cái ót làm ta ngất xỉu. có đôi khi một ngày còn muốn chụp hai lần thắng vô khuyết liều mạng run rẩy cắn chặt răng thẩm lãng hỏi muốn sống sao thắng vô khuyết liều mạng gật đầu nói chuyện muốn sống liền mở miệng ngươi gật đầu ai biết ngươi là có ý tứ gì nói không chừng là muốn chết đâu thẩm lãng nói muốn sống muốn sống thắng vô khuyết run rẩy nói thẩm lãng nói vậy ngươi cầu ta cầu ta khiến cho ngươi sống thắng vô khuyết cắn chặt răng lại một lần muốn mắng nhưng là trên cổ sắc bén dao phay nói cho hắn thẩm lãng là một cái kẻ điên nếu hắn dám can đảm mắng một câu đầu mình liền phải cùng cổ phân ra thẩm lãng ta ta cầu xin ngươi đừng giết ta đừng giết ta thắng vô khuyết run rẩy nói thẩm lãng nói nói ngươi sai rồi thắng vô khuyết nói ta sai rồi ta sai rồi thẩm lãng nói này vẫn là không đủ thành ý a à, bằng không ngươi quỳ xuống tới dập đầu khóc lóc nói ngươi sai rồi, sau đó cầu ta tha cho ngươi một cái mạng chó. Không cần giết ngươi, thắng vô khuyết nghiến răng nghiến lợi. Thật sự hận không thể xông lên đi đem thẩm lãng đâm chết. Hận không thể cùng hắn cộng quy về tẫn. Nhưng hắn là tha chết chứ không chịu khuất phục người. Không, không phải. Vì thế hắn run rẩy dùng bỏng tay trái đỡ lưng ghế, gian nan mà đứng lên, sau đó quỳ xuống một đầu khái trên mặt đất run rẩy nói, thẩm lãng, ta sai rồi, ta sai rồi. Cầu xin ngươi tha ta này mạng chó đi, ta có giá trị, ngươi có thể cùng ta phụ vương đàm phán. Dùng ta trao đổi căng quân, trao đổi ngô đồ từ A, cầu xin ngươi tha ta đi. Bên cạnh cửu yêu nhi, hải kéo, nhiều kéo công chúa lẳng lặng nhìn này hết thảy một tiếng không? Phát, toàn bộ phòng nội chỉ có thắng vô khuyết thê lương tiếng khóc. Thẩm lãng nói, dập đầu không đủ vang A lúc này bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung thắng vô khuyết nội tâm sỉ nhục cũng vô pháp hình dung hắn hối hận lúc ấy thẩm lãng dừng ở trong tay bọn họ thời điểm vì sao không trực tiếp một đao chém chết a à? nếu không làm sao gặp hôm nay sỉ nhục a à? biết vậy chẳng làm biết vậy chẳng làm a à? phụ vương a à, nhậm tông chủ a à, các ngươi vì sao không nghe ta a à? trực tiếp đem thẩm lãng đôi tay chặt đứt thậm chí đem hắn đầu chém xuống tới a à? cứ việc thắng vô khuyết lúc này trong lòng như thế giết gáo nhưng trên thực tế từ đầu lại đến một lần nói bọn họ như cũ sẽ không giết thẩm lãng bởi vì ích lợi tối thượng chỉ có thẩm lãng mới có thể kích hoạt phóng ra long chi hối nắm giữ thẩm lãng chẳng khác nào nắm giữ chiến lược uy hiếp lực thẩm lãng nói thắng vô khuyết dập đầu không đủ vang a à. bất quá nam nhi dưới trướng có hoàng kim ta hiểu thà chết chứ không chịu khuất phục sao ta kính nể ngươi là một cái hảo hán tử, ta xuống tay sẽ thực quyết đoán. Sẽ không làm ngươi cảm giác được thống khổ. Sau đó, hắn đem trong tay dao phay cao cao dơ lên. Phanh phanh phanh, phanh. thắng vô khuyết liều mạng mà dập đầu, khóc thét nói, thẩm lãng. Tha ta một cái mạng chó ta cho ngươi dập đầu. Suốt khái mười mấy vang đầu. Đều đem cái chán khái xuất huyết. Thẩm lãng thở dài nói, hảo, vậy là đủ rồi, thắng vô khuyết ta đã nhìn đến ngươi thành ý người thật sự đả động ta thực hảo thực hảo nhưng là xin lỗi a à, ta còn là không thể buông tha ngươi người tới a à. đem thắng vô khuyết lăng trì xử tử nói cho cái kia đau phủ hắn có sống lăng trì xử tử thắng vô khuyết cả người run rẩy giống nhau toàn bộ đầu óc muốn hoàn toàn tạc hỗn đản vô sỉ hỗn đản ngươi lại làm ta xin tha lại làm ta quỳ xuống lại làm ta dập đầu cuối cùng vẫn là không buông tha ta thẩm lãng ngươi không chết tử tế được không chết tử tế được thắng vô khuyết vừa muốn chửi ầm lên hải kéo chỉ thủ bay nhanh chợt lóe đầu lưỡi của hắn không cánh mà bay muốn mắng đều mắng không ra sau đó cái kia đao phủ đi đến đùa bỡn trong tay tiểu đao chậm rãi nói thắng vô khuyết vương tử kế tiếp ta hai hảo hảo chơi chơi thỉnh ngươi cần phải kiên trì đến lâu một chút ít nhất muốn chống đỡ một vạn đao Ta lão già này thể diện có thể hay không giữ được, toàn xem ngài. Tiếp theo, Thắng Vô Khuyết đã bị kéo đi ra ngoài, hắn trong lòng liều mạng kêu rên giống giận. Thẩm Lãng, ta thảo ngươi nương, ta thảo ngươi nương. Nam Bộ Hải vực Hắc Thạch đảo đại thành bảo. Thắng Quảng cùng đế quốc Liêm Thân Vương đang ở đánh cờ suốt mấy ngày thời gian. Hai người đều ngậm miệng không nói chuyện nộ triều thành chiến sự là mười vạn liên quân tàn sát diệt sạch nộ triều thành đã trở thành kết cục đã định đến nỗi bắt giữ thiên đường trang viên bên trong mọi người càng là dễ như trở bàn tay sự tình mấu chốt vẫn là ở bắt được thẩm lãng người nhà sau như thế nào đem thẩm lãng từ kim cương phong thượng cổ di tích bên trong bước ra tới đế quốc liêm thân vương bỗng nhiên nói thắng thân vương các ngươi đánh mất thẩm lãng đi Thắng Quảng nói, không có việc này, chúng ta căn bản liền không có chào thẩm lãng. Liêm thân vương từ nơi nào nghe được lời đồn? Đế quốc liêm thân vương nói, nếu không có đánh mất thẩm lãng. Căn bản là không cần gióng chống khua chiêng đi tấn công nộ triều thành. Chúng ta đại viêm đế quốc ở nào đó phương diện quyền hạn so phù đồ sơn còn muốn cao một ít. Người có thể nói cho ta, ở nơi nào đánh mất thẩm lãng. Có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi đem hắn đào ra thắng quảng nói liêm thân vương đa tâm chơi cờ chơi cờ hảo chỉ hy vọng như thế liêm thân vương nói tiêu diệt nộ triều thành lúc sau các ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu tiếp tục tấn công ngô sở càng tam quốc đưa bọn họ nhất cử diệt chi đem cái này cái gọi là đại càn vương triều hoàn toàn hủy diệt thắng quảng nói chúng ta sở dĩ tiêu diệt nộ triều thành là bởi vì thẩm lãng phóng ra long chi hối diệt còn lộ thành, như thế phát rồ, nếu bất diệt chi. Vô số tử nạn giả không thể nhắm mắt. Nhưng là ngô sở càng tam quốc, nếu không có hoàng đế bệ hạ ý chỉ, chúng ta không dám tấn công. Đế quốc liêm thân vương một trận cười lạnh, đều nói ngươi thắng quảng là tiểu Khương Ly. Nhưng Khương Ly nào có ngươi như vậy xảo trá a à? Không nói chuyện này đó, không nói chuyện này đó, chơi cờ, chơi cờ. Liêm thân vương cười nói. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên từng đợt chói tai tiếng chuông. Thắng Quảng không khỏi mày nhăn lại. Nơi này là hắc lâu đài, là to lớn thượng cổ di tích nhập khẩu, có chuyện gì yêu cầu gõ chung? Là bởi vì nộ triều thành chiến sự sao? Liền tính đem nộ triều thành mọi người sát tuyệt. Liền tính đem thẩm lãng sở hữu thân nhân toàn bộ tù binh, cũng chưa nói tới cái gì thắng lợi. Căn bản không cần như vậy gióng trống khua chiêng bên ngoài, Ngô Tuyệt cưỡi tiết điêu đáp xuống, hướng tới hắc lâu đài vọt tiến vào. Làm lơ bất luận cái gì quy củ, trực tiếp vọt tới lâu đài nội tôn quý nhất trong đại sảnh. Thắng vương, tông chủ đâu? Ngô Tuyệt run rẩy hỏi. Phù đồ sơn nhậm tông chủ phi thường ngạo mãn. U U Can Su đã nhiều ngày thậm chí đều không có tiếp khách liêm thân vương. Mà là như cũ tại thượng cổ di tích trong vòng. Thắng quảng trái tim nhảy dựng, ánh mắt co rụt lại nói, đã xảy ra sự tình gì? Ngô tuyệt đột nhiên cắn răng một cái, sau đó quỳ trên mặt đất nói, thắng vương. Thẩm lãng ở nộ triều thành, hơn nữa phóng ra một chi long chi hối, chúng ta mười vạn đại quân. Còn có chỉnh chi thượng cổ hạm đội, hủy diệt một nửa. Phụ thân ta xuất lĩnh 150 danh tiết điêu kỳ thật dùng cổ trùng đạn không kích nộ triều thành. Nhưng là lại toàn quân hủy diệt. Thắng vô khuyết vương tử, còn có đế quốc mẫn quận vương, toàn bộ chết thảm. Lời này vừa ra tân càn vương quốc chi vương thắng quảng phảng phất bị sấm đánh giống nhau. Hùng tráng vĩ ngạn thân hình hoàn toàn vô pháp nhúc nhích. Mà đế quốc liêm thân vương thân thể đột nhiên run lên, sau đó ngã ngồi hồi ghế trên. Trong tay quân cờ rơi rụng đầy đất.